chương 376, ngươi là ai? Hai thanh đao võ sĩ một trước một sau, đâm về phía đàm hiên. Trong mắt hai tên nhẫn giả này không có chút gì gọi là bất ngờ, ngược lại là vẻ hoàn toàn không tin tưởng. Trong khoảnh khắc lưỡi đao kề sát người, thân thể của đàm hiên khẽ dao động, tựa như dao động của sóng nước, từng cơn từng cơn lan tỏa ra, tựa như ảo mộng. Nhu thể thuật, gần như tất cả các nhẫn giả đều phải cực khổ tập luyện nhu thể thuật, cũng giống với kỹ xảo của ảo thuật, chướng nhãn pháp vân vân, nhu thể thuật cũng là một trong những thuật cơ bản mà một nhẫn giả phải luyện. Cái gọi là nhẫn giả chính là phải ẩn thân ở nơi mà người thường tuyệt đối không tài nào ẩn thân được, như vậy mới có tác dụng làm lơ là sự đề phòng của đối thủ mà xuất chiêu. Trình độ của nhẫn giả càng cao, nhu thể chi thuật sẽ càng tinh thông. Tuy nhiên, không phải nói là mấy ngày này sẽ có người hoa hạ xông tới trang viên sao? Người hoa hạ làm sao mà lại tinh thông nhẫn thuật thế? hai thanh đao võ sĩ gần như là đâm chúng đàm hiên sượt qua người trong gang tấc thật sự là chỉ trong gang tấc audio điện tử võ tấn bền nhưng cái gang tấc này lại là danh giới sinh tử đàm hiên dường như đã sớm dự liệu được kết quả như vậy không quan tâm hai thanh đao đông dương đang kề sát người hai tay vươn ra một phân thanh đoản đao sắc bén trong nháy mắt cắt đứt hiết hầu của một trong hai nhẫn giả đó năm ngón tay phải trực tiếp bóp lấy cổ của tên nhẫn giả xuất hiện ở dưới nước đó. Răng rác, một tiếng giòn vang, cổ của thủy quỷ bị bể gãy, thân người nặng nề ngã gụt. Đàm hiên tiếp đó cũng rơi xuống, điểm mũi chân lên thủy quỷ, nhẹ nhàng bay người về phía hành lang dài, lung lay vài cái, đã không thấy bóng dáng đâu. Sâu bên trong trang viên liễu sinh, có một sân vườn nhỏ yên tĩnh vô cùng, trong sân vườn có một tiểu trạch viên ngôi nhà nhỏ trong vườn. Ngôi tiểu trạch viên này, cho dù là ở trong trang viện liễu sinh, cũng là một cấm địa. Trừ một số người làm lớn tuổi, toàn bộ gia tộc, chỉ có gia chủ liễu sinh hùng là có thể vào ngôi tiểu trạch này. Bất kỳ người nào khác nếu chưa được phép, tuyệt đối là cấm không được vào. Trên thực tế, căn tiểu trạch viện này cũng không không phải là nơi khiến lòng người bình yên gì, có chút giống, đền thờ, của gia tộc liễu sinh, hoặc cũng có thể nói là một từ đường của gia tộc. Bên trong cung phụng linh vị của lịch đại tổ tiên gia tộc Liễu Sinh, một nơi như vậy, cho dù là giữa ban ngày, cũng rất là u ám. Càng không cần nói là ban đêm, có ai dám rãnh rỗi không việc gì làm mà lại chạy tới đây chứ. Nhưng hiện tại, cánh cửa gỗ đen sấm của căn tiểu trạch viện này là đang mở ra, bên trong có ánh nến chập trơn. Chính giữa trạch viện, hình như là đang có một bóng người đang ngồi khoanh chân, thuận theo sự phiêu diêu của ánh nến, bóng người đó trong điện đường không ngừng uốn éo, nhìn từ xa, không thể phân biệt được gì trong lúc nửa đêm một bóng người chậm rãi đi vào căn tiểu trạch viện này. Căn cứ vào lời thú của các đằng tú xuyên, Trần Dương là đang bị giam trong căn trạch viện này. Bên trong ngôi trạch viện này rốt cuộc đang cất giấu cái gì? Không những các đằng tú xuyên không biết, ngay cả Thu Sơn Vũ Phu người chuyên môn phụ trách tu sửa kiến thiết toàn bộ trang viện liễu sinh này cũng không biết được. Đàm Hiên từ từ đi đến cửa của tiểu trạch viện. Ánh trăng lạnh lẽo kéo dài hình bóng của cô ta, in vào phía bên trong của tiểu trạch. Liễu Sinh Hùng ngồi khoanh chân bên trong tiểu trạch viện ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Sao vậy, người đến không phải là tiêu phàm à? Người là ai? Liễu Sinh Hùng hỏi, giọng điệu khá là vô lễ. Người phụ nữ này phá liền lục đạo quan khẩu, chuẩn xác không một sai lầm mà tìm đến tận đây. Ít nhất cũng đã gờ yêu ta ết chết sáu gia thần của gã ta, Liễu Sinh Hùng thật sự là có chút tức giận. Gã ta vốn tưởng rằng, người có thể trong thời gian ngắn đột phá lục đạo quan khẩu, xông thẳng tới đây mà không chút thương tích, chỉ có thể là tiêu phàm. Ngoài tiêu phàm ra, thật không ngờ người hoa hạ vẫn còn có tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Điểm này, thật sự là nằm ngoài dự đoán của Liễu Sinh Hùng. Đàm Hiên chậm rãi gỡ khăn lụa che mặt xuống, lộ ra một gương mặt lạnh lùng. Liễu Sinh Hùng, con gái của ta ở đâu? Liễu Sinh Hùng giật mình kinh ngạc, nói. Con gái, Hóa ra phu nhân là mẫu thân của Trần Cản Quan sao? Thất kính rồi. Lần này, Liễu Sinh Hùng càng thật sự kinh ngạc hơn. Phu nhân cao danh quý tánh là gì? Liễu Sinh Hùng tê đứng dậy, khom lưng hành lễ với Đàm Hiên, hỏi rất khách khí. Đàm Hiên, thật không ngờ phu nhân đây là một cao thủ tuyệt đỉnh. Khâm phục, khâm phục. Liễu Sinh Hùng nói từ đáy lòng. Tuy rằng bởi vì điều đi một bộ phận người đến công viên tĩnh xuyên để đối phó tiêu phàm, nên đã dẫn đến việc phòng bị của trang bị liễu sinh trở nên yếu đi. Nhưng đó chỉ là nói một cách tương đối mà thôi, Đàm Hiên có thể trong nháy mắt liền phá sáu quan, xông tới trước mặt mình, nói là tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn còn chưa đủ nữa là. Liễu sinh tiên sinh, ân oán giữa ngươi và tiêu phàm, là việc của hai người đàn ông các người, tại sao lại liên lụy đến con gái của ta? Đàm Hiên cũng không vòng vo, lớn tiếng hỏi. Liễu sinh hùng lại khẽ khom người nói. Thành thật xin lỗi, phu nhân, nhưng lệnh ái là bạn gái của tiêu tiên sinh. Nếu đã là người con gái của hắn, vậy chịu khổ vì hắn, hy sinh vì hắn, cũng là chuyện đương nhiên mà. Phu nhân trách cứ như vậy, liễu sinh hùng không gánh nổi. Thả con gái của ta ra, ta lập tức đi ngay, ân oán giữa hai người, ta không xen vào. Xin lỗi phu nhân, thứ cho tôi không thể tuân theo, thứ nhất, tiêu tiên sinh vẫn còn sống, tôi không thể thả trần cảnh quan bây giờ. Thứ hai, tôi không tin được lời hứa của phu nhân các người mới là người một nhà. Liễu sinh hùng thản nhiên nói. Đến nước này, nói gì cũng vô ích, chỉ có thể động thủ mà thôi. Hàn quang lóe sáng, trong tay đàm hiên xuất hiện thanh đoạn kiếm. Chuôi của thanh kiếm này chừng hai mươi mấy cm, nhưng quả thật là đoạn kiếm, chứ không phải là dao găm. Can kiếm có khắc một họa tiết cổ, vừa nhìn đã biết thanh kiếm này lai lịch bất phàm. Liễu sinh hùng nhìn nhìn đàm hiên, lại nhìn thanh đoạn liếm trong tay của bà ta, khẽ vuốt cằm, tay trái vươn ra, năm ngón tay mở rộng, hơi cong một cái, thanh đông đảo kiếm vốn nằm dưới đát, vụt, một cái, bay thẳng tới tay của gã ta. Cặp mắt của đàm hiên hơi hơi híp lại. Một chiêu, cách không thủ vật, tuyệt đẹp, trong võ thuật hoa hạ, có, không hạc công, cầm long thủ, cũng tương tự vậy, đều là những chiêu thức có nội công thâm hậu. Xem ra trong lúc tỉ thí trong nhu đạo quán ở Tứ Hải Đại Tử Lầu, Liễu Sinh Hùng vẫn chưa bộc lộ bản lĩnh chân chính của gã ta. Là vì, bất luận là Quách Tử Đình hay là Trương Hoài Viễn, hoặc là Mã Văn Quảng, đều không thể khiến gã ta suất hết toàn lực. Đều là chỉ trong một chiêu đã phân thắng bại, trong tình huống như vậy, tất cả những bản lĩnh của Liễu Sinh Hùng cũng không có cơ hội sử dụng tới. Chẳng hạn như nội lực thâm hậu. Vụt, Liễu Sinh Hùng rút kiếm ra khỏi vỏ, mà sát giữa than kiếm và vỏ kiếm, làm phát ra một âm thanh bén nhọn. Áo hòa phục rộng thùng thình của Liễu Sinh Hùng chợt phồng to lên, giống như là cánh bườm no gió, hiện lên vẻ uy thế kinh người. Hai tay rút kiếm, hướng lưỡi kiếm về phía đàm hiên, lóe lên hàn quang khiến lòng người kinh hãi. Đàm hiên để kiếm ngang ngực, tay trái kẹp lấy kiếm khuyết, nhưng không vội công kích, mắt nhìn liễu sinh hùng, thản nhiên nói. Liêu sinh tiên sinh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Những thủ hạ là cao thủ mạnh nhất của ngươi, hoặc là bị tiêu phàm xử lý, hoặc là cũng đã giữ nhiều lành ít, lẽ nào thật sự phải bỏ mạng mới chịu buông tay hay sao đa tạ phu nhân quan tâm bọn họ tài nghệ không bằng người ta chết trong tay của tiêu tang đó cũng là lẽ đương nhiên phu nhân năm lần bảy lượt dùng lời nói để hù dọa ta có phải là sợ rồi không không muốn giao thủ với ta liễu sinh hùng không bị mắc mưu lập tức vạch trần dụng tâm của đàm hiên bên trong trạch viên yên tĩnh ngoài liễu sinh hùng và bản thân đàm hiên không còn người thứ ba nhưng Đàm Hiên từ khi bước vào đây, luôn cảm thấy bất an, giống như bên trong còn ẩn giấu cái gì đó chưa biết, khiến Đàm Hiên có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tình hình này, dùng miệng lưỡi để thuyết phục Liễu Sinh Hùng thả Trần Dương, tự nhiên là không thể nào. Nhưng thân là một chuyên gia đàm phán, Đàm Hiên lại rất thông minh. Nếu có thể dùng lời nói để chọc tức Liễu Sinh Hùng, hoặc là khiến gã ta tâm thần bất định. Đối với bản thân bà mà nói là vô cùng thuận lợi mặc kệ trong đây còn cất giấu con quái thú chưa biết gì nhanh chóng đánh bại liễu sinh hùng đều là điểm mốt chốt vậy sao liễu sinh tiên sinh tự tin về bản thân lắm sao đáng tiếc nhất đao lưu đao pháp của tiên sinh tôi đã được thấy rồi thật sự là không ghê gớm như bản thân liễu sinh tiên sinh đã nói đàm hiên thản nhiên nói khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc rất nhạt nhưng lại vừa đủ đối với nam nhân kiêu ngạo như liễu sinh hùng mà nói châm chọc quá lộ liễu sẽ không có tác dụng đâu, gã ta vừa nhìn đã nhìn thấu quỷ ghế này vẻ nhạt nhạt như vậy, dường như trong lúc vô tình còn toát ra vẻ khinh thường, lại có khả năng kích động được gã ta. quả nhiên liễu sinh hùng mặt hơi biến sắc, nếu đã như vậy, mời phu nhân lần nữa lãnh giáo thủ đoạn của nhất đao lưu. ya yeah. liễu sinh hùng quát, giơ cao thanh đao trong tay, hàn quang lóe sáng, tựa như tia chớp hướng về phía đàm hiên kiếm này cương mãnh có thừa vừa nhanh vừa độc không có thế tiếp theo cứ lấy nhanh để thắng nghiễm nhiên chính là đòn nghinh phong nhất đao trảm liễu sinh hùng cũng biết rằng đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh như vậy nhưng chiêu thức bình thường đều không khả dụng vừa ngay đã dùng chiêu tuyệt kỹ mạnh nhất lần này không phải là tỉ thí so tài trên lôi đài trên tay liễu sinh hùng cũng không phải là kiếm gỗ mà là thanh đao võ sĩ hàng thật giá thật thép tinh bách luyện mà thành cho dù là tiêu phàm ở đây cũng không thể cứ vậy mà họa đồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ lấy máu thịt của mình để đối kháng với kiếm thép của gã ta. Đến hay lắm. Đàm hiên quát, thanh đoản kiếm trong tay khẽ động, lập tức vẽ ra một đóa kiếm hoa ảo hoa, trong nháy mắt đóa hoa này biến thành hai đóa, sau đó là bốn đóa, chóp mắt, bốn đóa lại thành tám đóa, rồi lại hóa thành 16 đóa. Trong tiểu trạch viên bé nhỏ, nháy mắt đã hiện lên kiếm hoa lóa mắt, vây lấy toàn thân đàm hiên, chỉ thấy ánh sáng trắng lấp lóe, không thấy bóng người của đàm hiên nữa. Thái cực kiếm, trên mặt liễu sinh hùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây mới thật sự là thái cực kiếm pháp chân chính. Chiêu thức của đàm hiên so với chiêu thức mà quách tử đình xuất ra, uy lực cách xa một trời một vực. Ngành phong nhất đao chảm, uy mãnh có thừa, trong nháy mắt đã mất mục tiêu. Lại công kích điên cuồng, mất đi mục tiêu, cũng là mất đi sự uy hát yêu ta ép. Mắt thấy kiếm hoa tuôn ra như sóng dữ, liễu sinh hùng cùng với đường đao phát sáng đó, liền trở thành chiếc lá nhỏ trôi trong biển lớn, tựa hồ là đến ngay khắc sau sẽ bị kiếm ý vô biên này nuốt chừng. Liền trong lúc này, ngành phong nhất đao chảm, vốn nhìn vào không có chiêu tiếp theo nào, đột nhiên có sự biến hóa. Mũi đao run lên, như sóng nước gợn lên, một hóa ba, ba hóa chin, ảnh đao trùng trùng điệp điệp. Kiếm hoa vô cùng vô tận vừa tiếp xúc với những ánh đao này, liền biến mất, giống như ánh đao là khắc tinh của kiếm hoa vậy chương 377, Lão Tổ. Cửu quỷ lưu. Đây mới chính là kiếm thuật chân chính của lưu sinh hùng, chứ không phải là, nghênh phong nhất đao chảm, mà gã ta đã thể hiện một cách huy phong ở trên lôi đài. Cửu quỷ lưu kiếm thuật mơ hồ bất định, hệt như quỷ mị, yêu dị phi thường. Thậm chí so với thái cực kiếm còn biến hóa khôn lường hơn. Yêu đao. Bên trong đao mang kiếm ảnh tựa như hoa tuyết, vang lên tiếng kêu kinh ngạc của đàm hiên, Phu nhân đúng là hiểu biết uyên bác thật." Liễu Sinh Hùng tán thán nói, sau đó liền khẽ thở dài. "Đáng tiếc của tôi đây không phải là yêu đao thật sự, chỉ là hàng mô phỏng mà thôi." Cửu quỷ yêu đao, chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, đó là bội kiếm của thôn kính yêu thần, chỉ có thôn chính yêu thần mới xứng sở hữu và sử dụng thanh đao này. Liễu Sinh Hùng tuy là hết sức tự phụ, nhưng cũng biết rõ rằng bản thân trong những năm sinh thời muốn ở trình độ kiếm thuật sánh ngang với thôn chính yêu thần, đó là điều không thể. Nếu lúc này giao thủ với đàm hiên là thôn chính yêu thần, thì đâu cần phiền phức như vậy nữa. Yêu đao vừa xuất, bất kể đối thủ là ai cũng chắc chắn là chết mà không chút nghi ngờ. Đàm hiên hừ một tiếng, không nói gì nữa. Yêu đao, mà cô thốt lên, tất nhiên không phải là chỉ đao pháp là liễu sinh hùng thi triển lúc này. Kiếm thuật mà cửu quỷ lưu truyền thừa không chỉ có một, trong số đó kiếm pháp cao minh nhất chính là Yêu Đao Lưu. Chỉ có đệ tử thiên phú kiệt xuất nhất của Cửu Quỷ Đao mới có tư cách tu luyện nên Yêu Đao Đao pháp vô cùng cao minh này. Ở Đông Đảo, đao pháp và kiếm pháp thật ra là cùng một danh từ. Đông Doanh kiếm thật chất vốn là chế phẩm mô phỏng của đường đao. Liễu Sinh hùng tự xưng mình cầm Yêu Đao, trong tay thật ra chỉ là hàng mô phỏng, từ đó có thể suy ra, kiếm thuật của gã ta cũng không phải là cảnh giới cao nhất của Cửu Quỷ Lưu tuy nhiên như vậy cũng đã là ghê gớm rồi. Lại không biết kẻ thật sự sở hữu, cử quỷ yêu đao, kiếm thuật sẽ cao cường như thế nào. Chỉ là phỏng chế phẩm cũng khó mà đối phó. Hiện giờ là quyết chiến sinh tử. Liễu sinh hùng con quỷ này, cuối cùng cũng đã sử dụng toàn bộ bản lĩnh ẩn giấu bên trong. Ánh đao yêu dị từng cơn từng cơn cuồn cuộn, hệt như sóng nước liên miên không dứt. Bất kể đoàn kiếm của đàm hiên xuất ra bao nhiêu kiếm hoa, chỉ cần vừa chạm ánh đao này, liền biến mất ngay lập tức tựa như hoa tuyết rơi vào hồ nước, lập tức sẽ tan rã, không tài nào tìm được dấu vết gì nữa. Ánh đao từ từ lấn át đàm hiên, kiếm hoa cũng từ từ thu hẹp vòng tròn phòng ngự. Cuối cùng, phạm vi của kiếm hoa gần như đã rút ngắn tới mức sát đàm hiên chưa tới nửa thước, chỉ cần ép thêm một phân, vòng phòng ngự này sẽ bị phá. Đàm hiên nhịn không được lui về sau một bước, với ý đồ kéo dài khoảng cách của hai bên. Ánh đao yêu dị đột nhiên đại thịnh, trở nên giống như cuồng phong sóng lớn, ập về phía đàm hiên thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ thoái lui của đàm hiên không nghi ngờ gì liễu sinh hùng tuyệt đối không để đàm hiên lập nên một vòng tròn phòng ngự mới keng một chuỗi âm thanh giòn tan của binh khí giao nhau liên miên không ngớt ông ánh đao chất cao như núi đột nhiên biến mất một đạo hàn quang sung thiên tựa như sao băng từ đằng xa bay tới là đoàn kiếm của đàm hiên thoát khỏi tay mà bay hàng nghìn hàng vạn ánh đao ngưng tụ thành một đường, hệt như điện xẹt hướng về phía đỉnh đầu của đàm hiên mà chém xuống. Cẩn thận, liền trong lúc này, không biết từ chỗ nào trong góc khuất truyền tới một tiếng quát lớn, ân thanh cực kỳ trầm thấp giàn nua. Thật ra không cần nhắc, liễu sinh hùng cũng đã nhận ra điều không đúng. Đàm hiên tuy bị gã ta ép tới văng cả thanh đoản kiếm, nhưng cũng không cho thấy là đàm hiên sẽ khoanh tay chịu chết như vây. Thậm chí việc đoản kiếm của đàm hiên rơi khỏi tay cũng là do cố ý cả làm như vậy là vì để hóa giải yêu đao đao pháp của gã ta trong khoảnh khắc đoàn kiếm rời khỏi tay yêu đao đao pháp liên miên không ngừng cũng cùng lúc đứt soạn giữa chừng cho dù liếu sinh hùng đã lập tức vung đao bổ về phía đỉnh đầu của đàm hiên trung quy vẫn chậm hơn nửa nhịp một cố kinh lực cực mạnh kích mạnh về phía ngực của gã ta kinh lực khổng lồ này quả thật chẳng khác nào như cả một dãy núi đổ vào biển không cách nào có thể chống đỡ bị lừa rồi Liễu sinh hùng trong đầu chỉ kịp xuất hiện một nửa suy nghĩ này, thì ngực đã đột nhiên trở nên đau nhói. Beng! Một tiếng giòn vang truyền đến, liễu sinh hùng chẳng khác nào như con diều đã bị đứt dây, bay thẳng về phía sau, sắp phải đụng vào cột trụ của hành lang. Trường này của đàm hiên, đã vận toàn bộ kinh lực của cơ thể, liễu sinh hùng lãnh chọn đòn này, lại sắp đụng vào cột, không chết cũng bị thương nặng. Trong bóng tối, một bóng đen xuất hiện một cách quỷ mị phiêu nhiên, duỗi bàn tay ra, đỡ lên hông của Liễu Sinh Hùng, Liễu Sinh Hùng lượn một vòng, tiếp đất, hai chân vừa đúng đặt xuống đất, lập tức thoái lui hai bước, lưng áp vào cột trụ, mới có thể đứng vững được. Liễu Sinh Hùng mở to miệng, oa, một tiếng, phun ra một ngầm máu tươi. Đa tạ lão tổ trợ thủ. Liễu Sinh Hùng lập tức thẳng người, giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cắn răng nói. Lại đợi tay lên ngực, lấy ra một hộ tâm kính hình tròn bằng thép, đường kính khoảng hai mươi mấy cm, chỉ là hộ tâm kính bây giờ đã đầy vết nứt. Cũng may là có chuẩn bị trước, sớm đã mặt nguyên bộ giáp trụ bên trong y phục. Nếu không, chỉ với đòn này của đàm hiên, gã ta chưa chắc có thể cầm cự được. Người phụ nữ đó nhìn vào dáng người nhỏ nhắn, lại có kinh lực thâm hậu như vậy. Một trường như vậy, không ngờ mạnh như vậy, cả hộ tâm kính bằng thép luyện cũng bị vỡ vụng. May mà có lão tổ trợ thủ, nếu không cho dù có hộ tâm kính, cũng chỉ có thể bảo vệ vùng hiểm trước ngực, kinh lực khổng lồ đó không kịp thời tiêu tan, đụng chúng cột trụ, thương tổn trước sau, cũng tuyệt đối là chịu không được. Hai mắt đàm hiên híp lại, nhìn thẳng về bóng người trong bóng tối. Trong trạch viện thấp vài cây nến, tia sáng vốn dĩ là vô cùng tối mờ. Bóng người này núp trong bóng tối, như có như không, vô cùng quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ âm trầm. Bên trong trạch viện quả nhiên còn có người khác, khó trách đàm hiên vừa đến, đã cảm thấy được một sự nguy hiểm khó nói các hạ là ai? Đàm hiên khí tụ lại đan điền, ngưng thần phòng bị, trầm giọng hỏi. Công lực tích tụ cả đời của mình lúc nãy toàn lực công kích, rốt cuộc kinh khủng ra sao, đàm hiên là người hiểu rõ nhất. Người này chỉ mới ra tay nhẹ nhàng, đã hóa giải kinh lực toàn thân mà liễu sinh hùng chúng phải, tu vị cực kỳ cao thâm, sự thậm hậu của nội lực có thể thấy là không đơn giản chút nào. Gia tộc liêu sinh truyền thừa bao đời nay, cử quỷ lưu ở đảo phương Bắc danh tiếng lẫy lừng, quả nhiên là không dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi là đồ đệ hay là đồ tôn của triệu chỉ thủy? Ngay lúc đó, người trong bóng tối trầm giọng hỏi, giọng nói giả nua, từng chữ từng từ, dường như có chút không quen nói chuyện với người khác. Hai hàng mi của đàm hiên dương lên, không che giấu được sự kinh ngạc của mình. Ngươi làm sao biết được ta là truyền nhân của vô cực môn? Kha kha, chiêu mà lúc nãy cô vừa mới dùng để đánh bại cháu ta, mấy mươi năm trước ta đã từng lãnh giáo qua, lão già triệu trị thủy đó, năm xưa vô cùng uy phong. Kha kha, kha kha kha. Bóng đen trong bóng tối cười lạnh lùng, vô cùng nặng trĩu giống như tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, làm cho người khác ra gà khắp người đều nổi lên một cách không tự chủ. Ta vốn cho rằng, không còn cơ hội để báo thù nữa. Nào ngờ mười mấy năm trôi qua, truyền nhân của lão già đó lại tự động nộp mạng tới tận cửa như vậy. Yoshi, triệu chỉ thủy tên lão già đó, đã sớm quy tiên rồi phải không? Sao Yoshi, trong tiếng Nhật có nghĩa là tốt lắm, được lắm. Bóng đen trong góc tối nghiến răng nói, đối với tổ sư chỉ thủy, thật sự là hận đến thấu xương. Hồ ngôn loạn ngữ, đàm hiên quát to. Sư phụ ta là thần tiên sống, còn đang rất tốt. Cho dù bọn yêu ma quỷ quái các người chết hết, lão nhân gia ông vẫn sẽ sống rất tốt. Chỉ dựa vào ông, mà cũng đòi tìm ông ấy báo thù sao. Năm xưa ông ấy thủ hạ lưu tình, đó là ông nhờ lớn mạng, ở đây làm mười mấy năm rùa rụt cổ, có vui không? Hừ, triệu chỉ thủy là sư phụ của ngươi sao? Chuyện năm xưa ngươi cũng biết à? Bóng đen ở trong bóng tối đó không tỏ ra tức giận, ngược lại chỉ hỏi một cách kỳ quái. Mặc dù là ban đêm, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, nhìn không rõ lắm, từ giọng nói của Đàm Hiên có thể nghe ra rằng, tuổi tác của Đàm Hiên không lớn lắm, nhiều nhất cũng tầm 4-50 tuổi, vậy mà lại là đệ tử của chỉ thủy tổ sư lúc chỉ thủy tổ sư thu cô làm đồ đệ, chỉ ít ông cũng đã ngoài 70 rồi. Đàm hiên lạnh lùng, hừ, một tiếng. Tuy rằng chỉ thủy tổ sư không có kể chuyện năm xưa ông giota yêu ết quỷ tử cho cô biết, nhưng với sự thông minh của đàm hiên, thông qua lời nói của lão quỷ, cũng có thể đoán ra, người này năm xưa nhất định đã nếm mùi thất bại lớn trước sư phụ. Bằng không, cũng không đến nổi phải cắn răng ghi nhớ mối thù suốt mấy mươi năm như vậy. Đông đảo các người, ngoài mặt thì luôn nho nhã lễ độ, trên thực tế rất tàn nhẫn bạo ngược. Năm xưa đến xâm phạm quốc gia của chúng tôi, phạm phải tội hình ngập trời. Lão quỷ các người, tất cả chết chưa hết tội. Sư phụ ta chỉ hận gợi yêu ta ít quá ít, cho tới bây giờ, các người vẫn cứ cầu tính khó sửa. Bắt cóc con tin, đê tiện vô sỉ. Ba Kayaro, đồ ngu ngốc. Bóng đen trong gốc tối quát lên một cách tức giận. Người hoa hạ các người, chính là loại dân tộc kém cỏi, trời sinh đã nên làm nô lệ rồi dân tộc đại hòa bọn ta, mới chính là con cháu thiên chiếu đại thần, là một dân tộc thần thánh, là dân tộc cao quý nhất. Người dám sỉ nhục dân tộc đại hòa của bọn ta, hôm nay sẽ khiến người chết không có chỗ chôn thay. Lão Tổ, gợi yêu ta giết chết hàng người hoa hạ này đi, báo thù cho vong linh của các tiền bối gia tộc Liễu Sinh. Liễu Sinh hùng đứng bên cạnh nói đầy vẻ oán hận, nhìn thẳng đàm hiên, hai mắt phóng ra hàn quang hệt như sói. Đến nước này, con quỷ luôn miệng nhân nghĩa đạo đức này tự nhiên sẽ để sang một bên, lộ ra bộ mặt thật sự. Cút ra đây. Đàm Hiên lại quát lớn một tiếng. Đừng giống như một con chuột già vậy, cứ trốn trong bóng tối. Có bản lĩnh ra đây quyết đấu với ta. Năm xưa sư phụ ta tha con đường sống cho ông, cho ông tham sống sợ chết hết 10 năm, hôm nay cứ để ta kết liễu ông. Kha kha, khẩu khí lớn lắm. Ngươi chẳng qua chỉ là học được vài món võ nghệ quèn từ lão già đó, đã tự cho mình là hay rồi. Được, ta sẽ đích thân dạy dỗ nhà ngươi, cho ngươi biết thế nào mới là cửu quỷ lưu thật sự. bóng đen trong tối cười lớn, trong đêm tối, hệt như cú vọ điên cuồng, chuyển đi rất xa, làm người ta dựng hết tóc gáy. Tiếp theo sau tiếng cười đó, bóng đen bị che khuất trong tối cuối cùng cũng đã chịu lộ mặt, từng bước từng bước bước ra ngoài, bộ dạng của người này từ từ xuất hiện dưới ánh nến. Dù rằng gan của Đàm Hiên không nhỏ lúc nhìn thấy bộ dạng thật của người này, cũng chịu không được cảm thấy lạnh ở sống lưng, trong nháy mắt ớn lạnh khắp người. Đó là gương mặt gì vậy? Mặt quỷ. Đây tuyệt đối là một gương mặt quỷ, chương 378, quỷ trảo. Trên gương mặt này, đâu cũng là đường rãnh, từng thớ thịt gập gành không bằng phẳng, gần như không có chỗ nào là láng cả. Mắt phải phát ra ánh lửa quỷ xanh lục, mắt trái thì đã bị trột, chỉ còn một hóc mắt đen tối, không có bất kỳ thứ gì che lại, cứ vậy để lộ ra bên ngoài. Trên danh nghĩa là một chuyên gia đàm phán, nhưng thực tế là một đặc vụ Vương bài, nhãn lực của Đàm Hiên là cực tốt, không thể nào nhìn nhầm được. Bà ta có thể nhìn ra được rằng, gương mặt này rất chân thật, không có che lấp hay gia công gì cả. Rất rõ ràng, người này đã từng bị trọng thương, cả khuôn mặt đã bị hủy hoại. Từ việc ông ta hận chỉ thủy tổ sư đến thấu xương như vậy cho thấy, quỷ diện của người này có lẽ là do chỉ thủy tổ sư ban cho. Thậm chí Đàm Hiên còn không thể phán đoán tuổi tác của người này qua gương mặt đó. Tuy nhiên từ giọng nói và mái tóc bạc phơ của người này có thể đoán ra, lão tổ tông này của gia tộc Liễu Sinh có lẽ đã ngoài 80 rồi, thậm chí là đã tròn trăm tuổi cũng chưa biết chừng. Chỉ là không biết tên quỷ này đã giao thủ với sư phụ khi nào, phỏng chừng hẳn là vào thời chiến tranh. Trận chiến tranh đó, cách này cũng đã mấy thập kỷ rồi. Cho dù tên quỷ này năm xưa sức khỏe cường tráng, hiện giờ thì cũng đã gần đất xa trời rồi nhưng mà tên quỷ luân tuổi tác cũng đã già quá mất như vậy lại không cho người ta cảm giác già nua chút nào ngược lại khắp người đều thoát ra một luồng quỷ khí hắc ám một luồng khí làm người ta cảm thấy buồn nôn sông thẳng lên mặt bộ kimono toàn thân màu đen của lão quỷ hai tay để ào trong vạt áo chậm rãi bước về phía đàm hiên đàm hiên tập trung tinh thần nâng cao phòng bị nếu là người già bình thường đến từng tuổi này hoàn toàn không thể đem lại sự uy hát yêu ta ép gì cho người khác, căn bản là không cần phải đánh gã, không chừng ngay sau đó, gã đã đứt hơi mà chết rồi. Nhưng Đàm Hiên rất rõ, suy nghĩ này đối với lão quỷ trước mắt là không thích hợp. Năm tháng đã mang đi tuổi thanh xuân, nhưng vẫn chưa lấy mất sự hung ác của ông ta. Người tên là Đàm Hiên đúng không? Ngươi là đệ tử thứ mấy của triệu chỉ thủy. Lão quỷ đi tới cách đàm hiên mấy bước, liền dừng lại. Chậm rãi hỏi, thông qua đoạn đối thoại này, miệng lưới của ông ta cuối cùng cũng đã lưu loát được một chút rồi, hơn nữa lời nói cũng là hoa ngữ không chuyên chính tông. Liễu sinh gia tộc đã truyền thừa mấy đời, cũng đã nghiên cứu rất kỹ hoa hạ quốc. Từ đời ông tới đời cháu đều rất tinh thông văn hóa hoa hạ. Đàm Hiên đã từ từ bình phục trở lại trong cơn cây ếch yêu ta ép sợ, khôi phục sự bình tĩnh, ánh mắt cũng trở lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ta là đệ tử thứ tư của sư phụ, ông là tiền bố của gia tộc Liễu Sinh lão quỷ gật gật đầu quay sang nhìn liễu sinh hùng nói Người nói tên tiêu phàm đó cũng là đệ tử của triệu chỉ thủy liễu sinh hùng vội trả lời vâng ạ lão tổ tông theo tuổi tác có thể thấy tiêu phàm có lẽ là sư đệ của cô gái trung hoa này tiêu phàm là lục sư đệ đàm hiên thản nhiên nói hả vậy hắn hiện giờ đang ở đâu không phải nói muốn đối phó tiêu phàm sao tại sao lại chạy tới một cô gái như vây Đương nhiên, nếu cũng là đệ tử của Triệu Chỉ Thủy, thì cũng rất tốt. Chỉ cần là những tên có liên quan đến lão già Triệu Chỉ Thủy, thấy một tên gờ yêu ta một tên, tuyệt không sợ nhiều. Lão Tổ Tông, Tiêu Phàm đã bị con dụ đến công viên Tĩnh Xuyên rồi, có mười mấy tay bắn tỉa chuyên phụ trách đối phó hắn, phỏng chừng là đã bị gờ yêu ta chết rồi. Tay súng bắn tỉa, hừ, lão quỷ hừ một tiếng, có vẻ bất mãn với an bài này của Liễu Sinh Hùng, phái tay súng bắn tỉa đi gờ yêu ta chết kẻ thù từ đằng xa, đâu đáng là bản lĩnh gì. Nằm mơ đi, đàm hiên cười lạnh một cách không khách sáo. Mặc kệ là tay súng giỏi như thế nào, muốn gờ yêu ta chết trưởng môn chân nhân đương nhiệm của vô cực môn, chỉ là mơ tưởng hảo huyền mà thôi. Lão Tổ Tông, gờ yêu ta chết à người hoa hạ này đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Liễu sinh hùng đã sớm lộ rõ bản tính bạo ngược của mình, nhìn chằm chằm đàm hiên, hung tận nói. Sự thật là, lời nói của Đàm Hiên đã đánh trúng điểm yếu của gã, trước mắt, gã vẫn chưa nhận được hồi báo của thu tử chứng thật việc tiêu phàm đã bị tiêu diệt. Đàm Hiên là sư tỷ đồng môn của tiêu phàm, sức chiến đấu mạnh như vậy, liên tiếp phá lục đạo quan tạp, ngay cả gã đích thân ra tay cũng không phải là đối thủ của bà ta, nếu trình độ của tiêu phàm và sư tỷ của hắn tương đương nhau, phen này thu tử chính dã bon họ gặp phiền phức rồi. Lão tổ tông quả quý cuối cùng này của gia tộc, là đòn sát thủ cuối cùng mà gã ẩn giấu, vốn là dùng để đối phó tiêu phàm, bây giờ lửa đã cháy tới nơi, và lại cũng tranh thủ trước mắt. Thừa dịp đàm hiên một mình ở đây, tiêu diệt cô ta rồi tính sau. Liễu sinh hùng hít một hơi dài, hai tay nắm chặt thanh đao võ sĩ, chỉ xéo về phía đàm hiên, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hôm nhất, người lui ra. Lão quỷ hằng giọng nói. Lão tổ tông, lui ra. Lão quỷ không để gã nói gì thêm, vung vạt áo, quả quyết nói. Hay, giả. Dạ. Liễu sinh hùng không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu tuân theo. Nói thật, lão tổ tông cũng là vì muốn tốt cho gá, lúc nãy bị đàm hiên kích chúng một trường, cho dù là có hộ tâm kính bảo vệ vùng hiểm. Lúc nguy cấp lại được lão tổ tông ứng cứu, nhưng vẫn bị thương nặng đến mức nôn ra máu. Cứ cho là thương không nặng lắm, nếu lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt, nhất định sẽ thương càng thêm nặng. Liễu sinh hùng nhất là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Liễu sinh, cũng là đệ tử thiên phú kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Liễu Sinh, các trưởng bối của gia tộc Liễu Sinh kỳ vọng rất nhiều vào gã. Lão quỷ sau đó quay sang Đàm Hiên, ánh mắt độc nhãn của ông ta phát ra một luồng khí u ám. Mấy chục năm rồi, nói một cách nhẹ nhàng, lần này là bằng tiếng Đông Đảo, Đàm Hiên cũng có thể nghe hiểu. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng có thể nghe ra được sự ai oán vô tận và thù hận sâu sắc. Đàm Hiên hơi lùi về sau một bước, người hơi nghiêng một tay phía trước, một tay phía sau, thủ ra thế phòng ngự. Nhìn qua, lão quỷ già nua ôm yếu, nhưng tệ thì không tệ chút nào, thủ thế tấn thật vững trước rồi hãy nói, không cầu công thắng, chỉ cầu bất bại. Nhìn dáng vẻ như đón địch thủ lớn của đàm hiên, độc nhãn của lão quỷ hiện lên vẻ châm chọc, đồng thời hiện lên ý tham lam và hưng phấn, tựa như xài lang khát máu gặp được con mồi vậy. Vụt, một âm thanh xé gió truyền đến cực kỳ nhỏ. 5 điểm hàn tinh trong nháy mắt đã đến trước mắt Đàm Hiên. Thế tới của 5 điểm hàn tinh này quá nhanh, quả thật như tia chớp, đến khi tới trước mắt Đàm Hiên, Đàm Hiên mới miễn cứng nhìn thấy rõ được, đó là quỷ trảo, đen như quả, toàn thân đều đen nhánh, chỉ là những điểm hàn quang trên đầu năm ngón tay, dây thừng phía sau quỷ trảo, cũng đen nhánh, ánh sáng trong trạch viện quá mờ, căn bản là không thể nhìn rõ được. Quỷ trảo này là binh khí mà lão quỷ liếu sinh cương phu đã luyện mấy mươi năm, dùng rất là thuận tay. Năm xưa thời chiến, liễu sinh cương phu viễn Trinh nước hoa hạ, dùng quỷ chảo này không biết đã kết liễu bao nhiêu tính mạng của người hoa hạ. Không ít võ sư bị liễu sinh cương phu và sư huynh đệ đồng môn của ông ta diệt môn, đàn ông trong nhà đều bị gỡ yêu ta ít hại, phụ nữ trẻ thì bị đám sư huynh đệ bắt y hát nô, chơi chán rồi mới gỡ yêu ta ít chết. Đó đúng là những năm tháng giống như thần tiên. Những người hoa hạ đó quá yếu, cứ như đàn cừu ở trong vòng, chỉ có thể chờ bị tàn sát, bị sâu xé cho đến khi tên sát tinh tên triệu chỉ thủy đó đột nhiên gờ yêu ta đến đây, bọn xuất sinh, cử quỷ lưu, mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cứ thế từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ với triệu chỉ thủy độc nhất một người, tám sư huynh đệ bọn họ đồng loạt sông lên, nhưng gần như đều bị tiêu diệt trong một lần. Triệu chỉ thủy dũng mãnh đến khó tin, không ai có thể chống đỡ được. Vết sẹo trên mặt của liễu sinh cương phu là do chính quỷ trảo của ông ta mà tạo thành. Triệu chỉ thủy dùng gậy ông đập lưng ông, liễu sinh cương phu bị chính quỷ trảo của mình hủy đi dung nhan. Thật không ngờ sau hơn mấy chục năm, đệ tử của triệu chỉ thủy lại xuất hiện trước mặt của ông ta, hơn nữa còn đả thương đứa cháu mà ông ta xem trọng nhất, xém chút nữa là hủy diệt tương lại của gia tộc liễu sinh. Thù mới nợ cũ, bây giờ sẽ cùng tính sổ một lượt. Cho dù quỷ trảo này đã từng lưu lại trên mặt của liễu sinh cương phu vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa sạch được, nhưng mấy chục năm qua, liễu sinh cương phu của ngày hôm nay đã không còn là liễu sinh cương phu của năm xưa nữa. Sự lĩnh ngộ và nhận thức về cửu quỷ lưu sớm đã đạt tới cảnh giới mà người thường khó mà đạt tới được. Liễu sinh cương phu rất tin rằng, nếu bây giờ để ông ta một lần nữa giao đấu với triệu chỉ thủy của năm xưa, không cần tám sư huynh đệ cùng lên, chỉ cần một mình ông ta cũng đã đủ rồi. Phòng trừng triệu chỉ thủy đã sớm chết già, thu này cả đời khó trả. Vậy thì, đệ tử của triệu chỉ thủy à người hoa hạ kia, chịu chế đi. Thế tới của, quỷ chảo, này nhanh như vậy, đàm hiên giật nảy người, trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ nhiều, vụt một trường kích về phía trước, một cỗ sức mạnh vô biên được phát ra, gần như là không hề yếu hơn trường lúc nãy đánh trúng liễu sinh hùng. Đồng thời thân hình thối lui về sau. Dù là như vậy, vẫn chậm hơn nửa nhịp. Quỷ chảo trong phút chốc thu trở về, dưới ánh nến, mờ u bàn tay của đàm hiên máu chảy đầm đìa, bị cào thương hai vết đây cũng là nhờ đàm hiên ứng biến cực nhanh nhanh chóng lùi về sau bằng không chỉ sợ cả bàn tay của bà đã bị quỷ trảo khóa chặt rồi năm xưa không biết đã có bao nhiêu võ sư hoa hạ trong lúc không kịp phòng bị đã bị quỷ trảo này đoạt mất vũ khí đàm hiên hừ lạnh một tiếng mắt nhìn liếu sinh cương phu thân hình từ từ trùng xuống tay nắm chặt thanh đoản đao cột chặt trên đùi lần này không phải là đoản kiếm thật sự là một cây dao găm hừ rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi thua xa sư phụ của ngươi năm xưa. Một kích chưa dốc toàn lực, Liễu Sinh Cương Phu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay của Đàm Hiên, Liễu Sinh Cương Phu không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuy là ta kém xa so với sư phụ, nhưng muốn được gợi yêu ta ít ngươi, cũng không có gì là khó. Đàm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, liền đứng thẳng người lên. Mạnh miệng lắm, Liễu Sinh Cương Phu, hừ, lạnh một tiếng, vạt áo run lên, quỷ chảo trong tay vô thanh vô tức bay ra, thẳng đến cổ họng của Đàm Hiên. Đàm Hiên giơ tay phải ra, thanh dao găm trong tay đón đánh quỷ chảo không chút do dự, đồng thời cong ngón tay trái bắn ra một dòng âm thanh xé gió vô cùng bén nhọt, trong ánh nến mở nhạt, hàn quang chợt lóe lên, một mảnh cực kỳ nhỏ, hệt như tiểu phi đao lá liêu bay thẳng tới mặt của Liễu Sinh Cương Phu. Ở một bên khoanh chân ngồi, điều khí trị thương, quan sát cuộc chiến, đôi lòng mày của Liễu Sinh Hùng khẽ dương lên truyền nhân của vô cực môn quả nhiên không có người nào là tầm thường. Đàm Hiên mặc dù là phận nữ lưu, nội lực lại vô cùng hung hồn bá đạo. Đạn chỉ thần thông, tu luyện tới cảnh giới như vậy, quả thật là đáng sợ. Mặc kệ liễu sinh hùng, hoa hạ thông, như thế nào, gã cũng muôn vàn không biết được, võ công mà Đàm Hiên thi triển bây giờ, không phải hoàn toàn là truyền thừa từ vô cực môn. Càng không thể biết Đàm Hiên bởi vì gia thế đặc thù, chỉ là đệ tử ký danh của triệu chỉ thủy tuy nhiên khi kết hợp với võ thuật của vô cực môn, uy lực vẫn không hề nhỏ chút nào. chương 379, Ác Chiến Trong phút chốc nổi cuồng phong bên trong trạch viện, Đàm Hiên và Liễu Sinh Hùng đấu một trận. Đàm Hiên ra tay như gió, trong phút chốc hai bên đã giao thủ với nhau nhiều hiệp. Nói thế nào thì, dùng phương thức này để giao thủ với một lão già ngoài 80, cũng là có chút hơi, quá đáng, Đàm Hiên rõ ràng là đang ức hát yêu ta ép người khác. Không ngờ Đàm Hiên cũng không lường được, tên liếu Sinh Cương phu này lại cũng rất lợi hại. Đừng nhìn lão quỷ tuổi đã gần trăm, trên người phát ra quỷ khí hủ bại, một khi động thủ, vẫn sẽ dũng mãnh giống như người trẻ tuổi, gặp chiêu phá chiêu, không để rơi vào thế hạ phong một chút nào. Bất cứ loại tấn công tốc độ nào, nếu không thể lấy được hiệu quả trong thời gian ngắn, để thời gian kéo dài ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở. Giả dụ một người toàn bộ sức chiến là 10 phần, dùng 7 phần để chiến đấu, thì sẽ có 3 phần công lực dùng để phòng thủ. Nếu 10 phần công lực đều dùng trong việc công kích, sức phòng thủ của bản thân tự nhiên cũng sẽ lộ ra nhiều sơ hở. Chẳng qua là đối thủ phải toàn lực ứng phó với sự công kích này, do đó những sơ hở này sẽ không thành sơ hở. Chỉ cần đối thủ bị chế phục, tất cả những sự sơ hở đó sẽ không thành vấn đề nữa. Nhưng mà, giả thuyết này chỉ đúng khi đấu một đối một. Nếu bên cạnh còn một đối thủ quan sát, tình hình này lập tức trở nên bất lợi muôn phần. Cho nên lúc đánh giặc, bất kỳ một vị chỉ huy nào việc đầu tiên phải làm cũng là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối vùng cánh của bản thân, vùng cánh không an toàn, bất cứ kế hoạch tác chiến nào cũng đều trở thành giấy vụn. Công kích như cuồng phong vũ bão, Đàm Hiên chỉ duy trì được trong chưa đến nửa tuần trà, lập tức giảm tốc độ lại. Không phải liễu sinh cương phu làm cô cảm thấy khó mà đối phó, mà là tên liễu sinh hùng ngồi một bên quan sát này khiến cô không thể không đình chỉ công kích. Liễu sinh hùng tuy đã trúng một trường, nhưng lại thương không nặng, đại bộ phận sức công kích vẫn còn. Dù sao thì Đàm Hiên vẫn không thể xem gã như không được. Phản ứng của Liễu Sinh Cương phu cực nhanh, thế công kích của Đàm Hiên vừa chậm lại thôi. Vù, một cái, quỷ trào lập tức phóng lên cao. Khí thế trở nên hung hổ. Công thủ cân bằng trong nháy mắt. Công kích của Liễu Sinh Cương phu không để lộ sơ hở nào. Vì kẻ ngồi một bên quan sát kia là cháu của ông ta, vùng cánh của ông ta là trăm phần trăm an toàn. Ở trong tình huống như vậy, cho dù ông ta chỉ có 8 phần thực lực, cũng có thể phát huy đến 12 phần uy lực. Đàm Hiên một lần nữa thi triển Thái Cực kiếm pháp. Dùng một thanh dao găm dài không đến 7 tấc, thi triển Thái Cực kiếm pháp, nghe vào thì có vẻ buồn cười, trên thực tế, Đàm Hiên đã làm được như vậy. Đừng nói trong tay cô chỉ còn thanh dao găm, cho dù cô xích thủ không quyền, trong tay không có gì cả, cô vẫn có thể thi triển Thái Cực kiếm pháp. Đây mới là cao thủ thực sự. Tuy nhiên trong lần đánh này, Đàm Hiên hoàn toàn chỉ áp dụng thế thủ, vùng đoạn đao như múa, bao bọc toàn thân của mình, mặc cho quỷ trảo của Liễu Sinh Cương phu suốt quỷ nhập thần như thế nào, trước sau cũng khó là công phá được vòng tròn phòng ngự này. Từng thớ thịt trên mặt của Liễu Sinh Cương phu đè ép lại với nhau. Đừng thấy lúc xuất chiêu, lão quỷ từ đầu đến cuối cũng không rên một tiếng, dường như mọi chuyện đã dự tính trước, trên thực tế cũng đang dần trở nên nôn nóng bất luận khi nhìn vào thân thủ ông ta linh hoạt như thế nào, công lực mạnh mẽ như thế nào, vẫn không thể thay đổi một sự thực rằng ông ta đã già rồi. Rất già, rất già. Thời khắc sinh tử, là tiêu hao thể lực nhất cũng là tiêu hao tinh lực nhất. Đàm Hiên chỉ cần phòng ngự chặt chẽ, thời gian kéo càng dài, liễu sinh cương phu nhất định sẽ là người không thể tiếp tục kiên trì. Chứ không phải là Đàm Hiên người trẻ hơn ông ta rất nhiều. Hơn nữa nhìn xuất thủ của Đàm Hiên có thể thấy rằng, nội lực của nữ nhân hoa hạ này cực kỳ bá đạo. từ một góc độ khác mà nói, nội lực báo đạo như vậy một khi tế thủy trường lưu hẳn là đủ để chống đỡ trong những khoảng thời gian rất dài. hơn nữa dùng một thanh đoàn đao để thi triển thái cực kiếm cũng đã khiến cho liễu sinh cương phu mở rộng tầm mắt. lúc xưa khi ở hoa hạ quốc, liễu sinh cương phu hành hành nhiều năm, gặp rất nhiều hoa hạ võ sư, đối với vô số võ thuật truyền thừa ở phương bắc cũng nắm rất rõ nhưng loại thái cực kiếm pháp này lại chưa từng nghe qua, khác xa so với thái cực kiếm pháp truyền thống, dường như đã thêm vào không ít thứ mới. Tuy nhiên khi nghĩ tới việc Đàm Hiên là truyền nhân của triệu chỉ thủy, liễu sinh cương phu lập tức trở lại bình thường. Đơn thuần dùng võ thuật mà nói, mặc dù liễu sinh cương phu rất không phục, cũng không thể không thừa nhận rằng, triệu chỉ thủy lão già đó đã đạt tới cảnh giới của một đỉnh cấp tôn sư, có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhiều năm trôi qua như vậy, Bất luận là Hoa Hạ Quốc hay là Đông Đảo Quốc, Liễu Sinh Cương Phu cũng không từng gặp cao thủ nào mạnh hơn triệu chỉ thủy nữa. Một vị tuyệt đỉnh tôn sư như vậy, tự tỏa ra một bộ kiếm pháp như vậy, cũng là vô cùng hợp tình hợp lý. Đoàn đao phiên truyền, bộ thái cực kiếm pháp, uyển chuyển như vậy, rất thích hợp để những nữ nhân có dáng người nhỏ như cô thi triển. Lúc Liễu Sinh Cương Phu toàn lực tiến công, Liễu Sinh Hùng ngồi một bên cũng rất chăm chú quan sát, Thanh võ sĩ đao đã thốt võ nằm ngang trên đầu gối của gã. Tuy nhiên Liễu Sinh Hùng không có ra tay, cũng giống với Liễu Sinh Cương Phu, gã không tìm được cơ hội. Đương nhiên nếu cộng thêm gã, nhất định sẽ tạo nên áp lực lớn hơn cho Đàm Hiên, nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ. Liễu Sinh Hùng không muốn ông cháu hai người bọn họ cùng ra trận, lại đánh thành trận chiến tiêu hao sinh lực với Đàm Hiên. Gã đã bị thương từ trước, Liễu Sinh Cương Phu thì đã gần trăm tuổi hai người đều không thích hợp để đánh lâu dài. Làm không tốt việc hai ông cháu cùng ra trận, người thực sự có thể kiên trì đến phút cuối, vẫn chỉ có đàm hiên. Nhất định phải đợi, chờ đợi cơ hội một kích tất chúng. Chỉ tiếc là, Liễu Sinh Hùng cho dù tính toán như thế nào, Liễu Sinh Cương Phu đã gần như mất đi sự kiên nhẫn. Hét to lên một tiếng, quỷ chảo vốn qua lại du hốt, như quỷ như mị đột nhiên ngừng lại giữa không chung. Sau đó vô cùng chậm rãi áp về phía đàm hiên nối phía sau quỷ trào chẳng qua chỉ là một sợi dây mềm trước mắt dường như đã biến thành một ống thép đưa thẳng về phía trước quỷ trào trong nháy mắt biến thành ngũ sĩ đinh ba đinh ba có năm đầu nhọn hô một dòng âm thanh nặng nề xé gió phát ra trong trạch viện thế đi của ngũ sĩ đinh ba này cực năng nè hệt như mang theo kinh lực ngàn cân từ trên đầu ập xuống cùng lúc đó một cổ nội lực cực lớn khiến người ta phải nín thở dâng lên từ trong người liễu sinh cương phu mà ra quét thẳng tới trước mặt đàm hiên. Không ngờ lão quỷ này lại dám lấy cứng trọi cứng, tính sẽ một chiêu quyết thắng bại. Đây cũng là cách trong lúc không có cách, liễu sinh cương phu đã thử nhiều phương thức, cũng không cách nào công phá vòng kiếm phòng ngự của đàm hiên, chỉ có thể cứng trọi cứng. Nếu cứ tiếp tục gằng co như vậy, người đầu tiên chịu không được nhất định là bản thân ông ta. Nhưng luận công lực thâm hậu, đàm hiên làm sao có thể sánh với công lực 6 chục năm đó của ông ta quỷ chảo vẫn đang ở trên không trung, mái tóc trên trán của cô đã liền bay tóc lên, giống như bị thổi bởi cuồng phong vậy. Thậm chí việc thở bỗng chốc cũng trở nên vô cùng khó khăn, sự to lớn của áp lực, không gì có thể sánh được. Vụt, đàm hiên thu vong kiếm lại, dương thanh dao găm trong tay ra, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm quỷ chảo giữa không trung đang từ từ áp xuống. Loại binh khí mềm như dây thường này vẫn có thể dùng như vậy được, đàm hiên cũng xem như là đã mở rộng tầm mắt. Lão quỷ này năm xưa đại bại dưới tay của sư phụ cô, may mắn lắm mợi nhặt lại được cái mạng, mấy chục năm nay núp trong ám lâm lòng đầy oán hận khổ sở tu luyện, cũng thật sự đã luyện nên chút trò trống. Cửu quỷ lưu, vốn là trường phái võ thuật thượng thừa của Đông Đảo quốc. Đàm Hiên, hừ, lạnh một tiếng. Một cổ kinh lực cực lớn từ trong thân hình nhỏ nhắn của Đàm Hiên bộc phát ra, kinh lực vô biên phát ra từ Liễu Sinh Cương Phu, giống như hồng thủy gặp phải con đê kiên cố, phản hồi lại trong nháy mắt xem đao. Đàm Hiên phất tay dương đao, kích thẳng về phía quỷ trảo đang ở trên không trung. Lưỡi dao đâm thẳng vào quỷ trảo, cũng tính sẽ cắt đứt dây liên kết với quỷ trảo. Ngoài mắt xem ra đây là lựa chọn không tồi, trên thực tế lại là một sai lầm lớn. Tại vì quỷ trảo trung quy vẫn là binh khí mềm, không phải là ngũ sĩ đinh ba, thật sự, sợ dây liên kết với quỷ trảo, chẳng qua chỉ do nội lực thâm hậu của liễu sinh cương phu mà trở nên cứng như sắt thép, bất cứ lúc này cũng có thể biến mềm trở lại khi Giao găm lựa chọn việc cắt đứt dây thừng, quỷ chảo đó bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hướng, chuyển tới bất kỳ chỗ nào mà cô không ngờ tới. Giao gam dài không quả bảy tấc, so độ linh hoạt với với binh khí mềm đánh ở cự ly xa, thật sự là quá không sáng suốt, căn bản là tự mình tìm đến cái chết. Chỉ có đánh thẳng vào điểm mấu chốt của quỷ chảo mới không sợ bị đánh lén bất ngờ. Liễu sinh cương phu muốn tốc chiến tốc thắng, đàm hiên làm sao mà không biết chứ nơi này dù sao cũng nằm sâu trong trang viên liễu sinh bốn phía đều là kẻ địch hai vị đồng chí bộ an ninh phụ trách đánh nghi binh mặc dù có những tay bắn tiền nâng cao hỏa lực chỉ sợ là khó mà xông được đến đây hộ vệ theo trên đường đối với người khác mà nói thật đúng là không phải ngồi không không phải vị đặc công nào thân thủ cũng có thể bì được với đệ tử của triệu chỉ thủy ở trong này ai mà biết tự nhiên từ đâu lại có thêm một kẻ địch xuất hiện giải quyết tên lão quỷ liếu sinh cương phu rồi tính sau. Nói thì chậm lúc xảy ra thì nhanh, đinh, một tiếng giòn vang, dao găm và quỷ chảo đụng vào nhau, năm chảo đen nhánh trên quỷ chảo khép mạnh lại, bắt chặt đoàn đao của đàm hiên. Liễu sinh cương phu hét to một tiếng, toàn lực thu về sau. Trong trạch viên lập tức phát ra âm thanh, ken kết của kim loại ma sát nhau, Chói tai dị thường. Hừ, đã nhiều năm qua, chưa từng có binh khí nào bị thiên quỷ chảo của ta khóa lại, mà vẫn có thể thoát ra được. Buông tay, liễu sinh cương phu lại hét lên một tiếng. Một luồng sực mạnh truyền từ quỷ trảo, Thành dao găm của đàm hiên, lập tức giống như đoạn kiếm vừa rồi, rời tay mà bay, bị quỷ trảo nắm chặt, bay về phía liễu sinh cương phu. Tuy nhiên liễu sinh cương phu lại không có chút gì gọi là đắc ý, trong độc nhãn lộ vẻ kinh hoàng. Sự thật là tốc độ quay về của quỷ trảo quá nhanh. Không những có lực mà bản thân ông ta dùng khi đoạt đao, mà còn có cả lực đạo mà đàm hiên thừa cơ công thêm vào đó. Nói cách khác, thanh đao này không phải ông ta đoạt từ tay của đàm hiên, mà là đàm hiên cố tình, tặng, cho ông ta, hơn nữa còn trợ lực cho ông ta nữa. Dù liễu sinh cương phù võ nghệ cao cường đến đâu, cũng bị đánh đến trở tay không kịp. Hai cổ kinh lực kết hợp với nhau, chưa tới gần người, cũng đã giống như cơn chiều thịnh nộ nghiền ép mà tới, khiến người ta không thể thở được. C -K -I -T, T T thân hình của đàm hiên lập tức cúi xuống, tảng đá trên sàn nhà dưới chân xoay nửa vòng tròn, cả người bay thẳng lên trời, giống như tên rời cung bay thẳng về phía liễu sinh cương phu. Khe ngón tay lóe sáng, kẹp chừng hai thanh liễu diệp phi đao nhỏ. Là một đặc công cương bài tinh anh nhất của cơ quan tình báo, kinh nghiêm lâm chân chiến đấu của đàm hiên, phong phú vô cùng. Lúc này, đang là lúc liễu sinh cương phu tay chân rối ren cũng chính là thời cơ tốt nhất để chết ông ta. Đâu có thể dễ dàng bỏ qua chứ chương 380, Sư Tỷ Bá. Ánh đao kinh thiên vụt lên. Là Liễu Sinh Hùng. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Liễu Sinh Hùng lập tức ra tay, thi chiến tuyệt kỹ của, nghênh phong nhất đao chảm, không chút do dự, ánh đao yêu dị của, yêu đao, phỏng chế, thẳng đến phía sau lưng đàm hiên. Đao này tuy xuất ra một cách gấp gáp, thời cơ không đúng, góc độ cũng có vấn đề, lực đạo kém xa ngày thường, nhưng trong lúc này, như vậy cũng đủ rồi. Đàm hiên toàn lực ứng phó Liễu Sinh Cương Phu, sau lưng gần như không có sự phòng bị. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đàm hiên giơ tay lên, bấm ngón tay bắn ra một phát. Vụt, vụt, hai thanh liễu diệp phi đao kẹp trong tay, bay khỏi tay, bắn về phía liễu sinh hùng nhanh như điện xẹt. Đàm hiên gần như đã dự đoán trước, trong giờ phút này, liễu sinh hùng nhất định sẽ xuất toàn lực, một là để cứu liễu sinh cương phu, hai là nhân cơ hội đánh lén cô, một công đôi việc. Liễu sinh hùng thế đến cực nhanh, thế đến của phi đao càng nhanh hơn nữa hai bên tiếp cận gần như trong chớp mắt hai thanh phi đao lóe lên ánh sáng của sự chết chóc đã bay tới trước mặt của liễu sinh hùng liễu sinh hùng giật mình kinh hãi đang lúc dồn lực tấn công về phía trước trong lúc này có muốn lùi về sau là tuyệt đối không thể nào thậm chí việc tránh thôi cũng trở nên hết sức khó khăn mấu chốt là vì tốc độ quá nhanh liễu sinh hùng không suy nghĩ gì hét to một tiếng hai tay nắm chặt thanh võ sĩ đao ném về trước đánh bay một thanh phi đao liễu diệp trong gang tắc, đồng thời dùng toàn lực uốn éo cơ thể của mình. Là một cao thủ luyện nhẫn thuật từ nhỏ, cơ thể của liễu sinh hùng thật ra vô cùng mềm dẻo, so với rất nhiều những diễn viên tạp kỹ hoặc là vận động viên thể thao còn mềm dẻo hơn nhiều. Có thể trong lúc toàn thân bất động, tùy ý uốn éo tuyệt đại bộ phận bộ vị trên người của mình. Tính dẻo dai siêu cấp này, không chỉ một lần cứu được tính mạng của liễu sinh hùng. Dù sao thì phi đao liễu diệp này cũng quá nhỏ chỉ cần không đánh chúng vùng trọng yếu, sẽ không tạo nên tổn thương quá lớn. Cũng giống như đạn 386, 5 ly, sức xuyên phá lớn nhưng lực sát thương nhỏ. Sau đó, Liễu Sinh Hùng kêu to một tiếng, thân người như bị sét đánh chúng một trận mạch, lảo đảo về sau hai bước, chân nhũn ra, thiếu chút nữa là phải ngồi bệt xuống đất. Phi đao Liễu Diệp tuy nhỏ, trong lúc gấp gáp, Liễu Sinh Hùng lại không để ý thấy kình lực kinh khủng của phi đao. Phi đao không đả thương vùng trọng yếu của gã tuy nhiên vẫn tạo nên thương tổn không nhỏ cho gã phi đao xuất thủ đàm hiên cũng không nhìn liễu sinh hùng nữa mặc kệ hai thanh phi đao có tác dụng hay không cục diện trước mắt bà cũng chẳng có thời gian xem kết quả ra sao nữa liễu sinh cương phu là đại địch khó đối phó hơn so với liễu sinh hùng hai thanh phi đao đó vốn là chỉ để ngăn cản liễu sinh hùng đảm bảo sự an toàn của mình ở vùng cánh và sau lưng tuy nhiên để phóng phi đao về phía liễu sinh hùng dù sao cũng phí chút thời gian để phân tâm. Nếu đối phương là người bình thường, một chút thời gian này, sự phân tâm nhỏ nhoi này hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng đối với thân thủ đẳng cấp như Liễu Sinh Cương Phu thì, trong chốc lát, sớm đã chân tĩnh trở lại, đứng vững chân. Mắt thấy đàm hiên sông về phía mình, lão quỷ này, hô, to một tiếng, tay trái trưởng ngang một phát. Trong trạch viện lập tức nổi lên cuồn phong, phong lồi biến sắc ngay lập tức tuy nhiên bàn tay phải cầm quỷ trảo lại rũ xuống mềm nhũn ra, dường như đã bị rút hết tất cả kinh lực trong nháy mắt, trở nên không chút sinh khí. Toàn thân trên dưới không còn chút sức lực, toàn bộ đã tập trung vào một kích ở tay trái. Truyền nhân của chỉ thủy tổ sư quả thực là cao siêu. Ông cháu hai người của gia tộc Liễu Sinh, cũng không người nào là tay vừa. Đàm Hiên biến sắc rõ ràng, cũng kích một trưởng ra. Cồm phong lại gào thét lần nữa. Hai trưởng lực cực mạnh chạm vào nhau, thân thể của đàm hiên giống như con diều vậy, bay lên một cách nhẹ tinh, bay về một góc của trạch viện. Không phải vì bị trưởng lực của liễu sinh cương phu đánh bay, mà là mượn lực lùi xa về sau. Liễu sinh cương phu tụ toàn lực vào một trường, đàm hiên trong lúc chuẩn bị chưa đầy đủ, không có ý định tiếp trường. Một trường lui ra, sau khi sơ sơ chống đỡ trưởng lực như rời non lấp biển này, lập tức mượn lực để lùi ra xa. Một lần nữa đã thương liễu sinh hùng, đàm hiên đã rất hài lòng chỉ cần Liễu Sinh Hùng không thể tạo thành uy hát yêu ta ép quá lớn cho cô, cô sẽ có thể toàn lực tập trung ứng phó Liễu Sinh Cương phu lão quỷ này. Cẩn thận! Cũng trong lúc này, một âm thanh nhu hòa đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, hơi mang vài phần lo lắng. Chỉ là, lời nhắc này vẫn tới hơi quá muộn. Khi người bên mở miệng, Đàm Hiên tự mình cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác nguy hiểm này thình lình xảy ra, ban đầu hoàn toàn không có chút dự cảm, trong lúc thân mình của Đàm Hiên bay về một góc của Trạch Viện, một cơn nguy hiểm gần như muốn nuốt chửng lây toàn bộ cơ thể của bà chợt nổ ra từ phía sau bà. Nhưng, đã không kịp nữa rồi. Đàm Hiên chỉ có thể dùng trực giác, tự nhiên mà vặn mình về bên cạnh, nội lực toàn thân dồn hẳn về phía sau. Về phần có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết được. Sau đó, phanh, một tiếng, sau lưng nhói đau lên, cả người lập tức đằng không mà bay, như lá khô trong gió bay về phía cửa trạch viện, người vẫn còn ở trên không, đàm hiên đã mở miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, đàm hiên đã phán đoán được, bản thân dù đã tránh vùng tâm yếu phía sau, trung quy vẫn bị thương không nhẹ. Thật sự không ngờ tới, trong bóng tối của trạch viện, vẫn còn giấu một tuyệt đỉnh cao thủ. Người này có phải còn cao minh hơn cả liễu sinh cương phu còn chưa biết chắc được, chỉ ít là công phu che giấu hơi thở, tuyệt đối là cao hơn so với liễu sinh cương phu, cũng xem như là cực kỳ cao thâm rồi. Bằng giác quan thứ sáu nhạy bén của đàm hiên, trước đó lại không hề phát hiện ra. Đương nhiêu, hơi thở quá mức nặng nề của liễu sinh cương phu đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đàm hiên, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Bóng người ở cửa lớn chợt lóe lên, một dáng người cao bước vào trong trạch viện, tay đưa ra, liền cầm lấy cánh tay của đàm hiên. Đàm Hiên liền cảm thấy liền cảm thấy một sức mạnh tràn trề năng lượng truyền tới, trong nháy mắt ban bọc khắp người của bà, kinh lực khủng cây ếch yêu ta ép khi bị người ta đánh len, dường như bị trừ đi không chút khó khăn, đã bị luồn sức mạnh đó hòa tan đi hết, không tìm thấy chút dấu vết gì nữa. Nương theo lực đạo này, Đàm Hiên thẳng lưng, thân hình ổn định lại, miệng vừa mở ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chân mày của tiêu phàm lập tức nhíu lại. Không nghi ngờ gì nữa, vào cửa lúc này chính là Tiêu Phàm, cuối cùng cũng đã đến rồi. Tại sao lâu như vậy mới đến? Đàm Hiên rất cố gắng ngồi vững, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ác khí ở ngực xuống, nhìn Tiêu Phàm, có chút không hài lòng. Tiêu Phàm cười ngại, nói: "Xin lỗi, sư tỷ." Nơi ẩn thân của những tay súng bắn tỉa đó khá là bí mật, muốn xử lý sạch từng tên một phải tốn chút thời gian. Bọn rác rưởi này. Liễu Sinh Hùng biến sắc, nhìn chừng chừng vào Tiêu Phàm. Tu tử, chính giã, cao điền ba tay súng bắn tỉa, dẫn theo hơn 10 tên gia tướng được huấn luyện đầy kinh nghiêm, trang bị vũ khí hiện đại hạng nặng, súng bắn tỉa, súng lục xung phong tất cả đầy đủ, chỉ thiếu không trang bị đại pháo ống phóng tên lửa thôi, không ngờ chẳng những không tổn thương một cọng tóc của tiêu phàm, thậm chí cũng không thể kéo dài thời gian được bao lâu. Nhanh như vậy đã để cho tiêu phàm gỡ iota ta tới từng ổ như vậy tiêu phàm liếc nhìn gã, gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ cũng cho là thế. Liễu sinh hùng tên tiểu quỷ này quả nhiên chỉ là mặt ngoài giả vờ tao nhã, trong đầu tàn bạo vô tình, không có bất kỳ khác nhau với phần tử quân phiệt chủ nghĩa ngoan cố, ngay cả sống chết của người cùng chăn gối với mình và thân tín gia thần, đều chút không để trong lòng. Mắt thấy tiêu phàm lúc này, thậm chí ngay cả nửa câu hỏi đều không có. Mặc dù ngọn đèn dầu mờ nhạt, Liễu sinh hùng vẫn đọc được rõ ràng sự khinh thường và chán ghét trong mắt tiêu phàm. Sư tỷ, tỷ có bị thương nặng lắm không? Tiêu Phàm không có nói cái gì với Liễu Sinh Hùng, lập tức lại chuyển hướng sang Đàm Hiên, thân thiết hỏi han: "Ngươi nói xem." Đàm Hiên tức giận, hừ, một tiếng, tựa hồ đối với vị sư đệ trưởng giáo này có chút bất mãn. Lại nói tiếp, cũng không trách Đàm Hiên đối với Tiêu Phàm có ý kiến: "Ngươi cái tên này tự mình gây phiền toái, lại hại khuê nữ ta bị người ta bắt cóc, hại ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi cực bắc này, nửa đêm liều mạng, còn thiếu chút nữa bị người ta xử lý." Tiêu phàm có chút ngượng ngùng nói, sư tỷ, tỷ trước tiên nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho đệ đến xử lý. Khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Một giọng nói khô cằn truyền ra từ góc sáng vừa rồi đánh lén đàm hiên, làm cho người ta nghe không nhịn được khắp người nổi da gà. Thậm chí từ giọng nói khô cằn này, một loại hơi thở buồn rười rượi đột nhiên trào ra, trực bước tiêu phàm mà đến. Ánh mắt sắc bén của tiêu phàm chợt lóe sang phía góc sáng kia, hạo nhiên chính khí khô chống lay động mà ra, đụng vào hơi thở buồn rười rượi này một cái, lập tức giống như gặp phải khắc tinh, bật người cuốn, như thủy triều lui vào chỗ tối thui. Các hạ là ai, giống như con chuột, tránh ở trong tối, ám thi đánh lén, tính cái gì là hảo hán chứ? Tiêu phàm nghiêm nghị hỏi, đánh lén, nực cười, người có biết hay không? Cái gì gọi là ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja? Ninjutsu chính là lợi dụng hết thảy thiên thời địa lợi, lợi dụng hết thảy địa hình địa mạo, ở thời điểm kẻ thù không tưởng được nhất, làm cho người ta một kích chí mạng. Thật là không có tiền đồ. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tiêu tiên sinh, đây là đông đảo quốc chúng ta, xin hãy chú ý lời nói. Liễu sinh hùng giận dữ nói, dưới ánh nến mờ nhạt, chỗ bụng dưới bên phải có một đoàn giả màu, đây là hậu quả đã bị trúng một phi đao. May mà không phải vết thương chí mạng. Tiêu phàm lạnh lùng cười, khinh thường nói, lén lút, đâm sau lưng đả thương người, không tiền đồ chính là không tiền đồ. Quý quốc quốc túy như thế, quốc dân bản tính cũng biết. Hùng nhất, tên khốn kiếp này là ai? Chính là tiêu phàm mà ngươi nói đó sao? Liễu sinh cương phu giận dữ, ở một bên kêu lên, độc nhãn trợn thật lớn, trên mặt từng thớ thịt run lên, dường như vô cùng tức giận. Lão quỷ tử này tuổi cao, tính tình lại thiếu kiên nhẫn. Đúng vậy, lão tổ tông, hắn chính là tiêu phàm, Ôi, Tây, không nghĩ tới tối nay náo nhiệt như vậy, cái lão triệu chỉ thủy kia bản thân mặc dù không có đến, lại tặng hai đồ đệ lại đây. Tốt lắm, tốt lắm, cùng xử lý hai người các ngươi, cũng có thể có chút giải mối hận trong lòng của ta rồi. Liễu sinh cương phu hung tợn nhìn thẳng tiêu phàm, trong mắt, hung quang đại phóng, hơn nữa cai khuôn mắt kia vặn vẹo giống như mặt quỷ, làm người ta vừa nhìn liền không nói ra được ghê tởm. Audio điện tử võ tấn bền Chương 381, yêu thuật hay là lừa bịp? Tiêu Phàm, hai người kia là nguyên lão của gia tộc Liễu Sinh, có mối thù cũ với vô cực môn chúng ta. Đàm Hiên nhắc nhở một câu. Tiêu Phàm thản nhiên cười, nói, để biết rồi, nhị sư huynh đã từng nhắc nhở đệ. Năm đó người của Cửu Quỷ lưu làm sang làm bậy ở quốc gia chúng ta, bị sư phụ đánh tan tành, chỉ còn lại hai con cá lọt lưới này. Vốn năm đó sư phụ muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng hai tên quỷ này chạy trốn quá nhanh tính mạng mới tạm thời an toàn cho tới hôm nay. Cũng tốt, ân oán năm đó, hôm nay sẽ kết thúc. Được, hay là để ta đối phó tên này, tên núp trong bóng tối để cho đệ xử lý. Đàm Hiên hít sâu một hơi, trần đốn tinh thần nói, trên mặt lại nổi lên một trận đỏ ửng bất thường. Vừa rồi bị tên kia đánh lén một chút, bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm cười cười, nói, sư tỷ, nếu không, tỷ giúp đệ coi chừng vị gia chủ liễu sinh này đi. Nếu Đàm Hiên đã bị thương, Tiêu Phàm đương nhiên không thể đồng ý để bà mang thương mà ra trận. Liễu Sinh Hùng cũng đang bị thương, Đàm Hiên dám sát gã, không được để gã quấy rối là được rồi. Nói nhiều như vậy để làm gì chứ? Các ngươi đều phải chết. Năm đó lão già triệu chỉ thủy kia đã gờ yêu ta ít rất nhiều sư huynh đệ đồng môn của ta như vậy. Hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Gờ yêu ta Liễu sinh cương phu vừa mới hét lớn một tiếng, quỷ chảo vung lên, thẳng hướng tiêu phàm đánh tới, tiêu phàm hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, giơ tay liền hướng quỷ chảo chụp tới. tiêu phàm đàm hiên giật mình kinh hãi, vội vàng kêu lên. bà và liễu sinh cương phu vừa mới giao đấu một trận, biết rõ sự lợi hại của quỷ chảo này, bàn tay trần của tiêu phàm tiếp chiêu này không khỏi quá mức xem thường nó rồi, muốn chết, liễu sinh cương phu càng giận tím mặt hét lên. cho dù là năm đó triệu chỉ thủy cũng không dám tay không tiếp chiêu, thiên quỷ trảo của lão ta. Tiểu tử này thật không biết sống chết nữa rồi, bật người đưa cánh tay hắn ra đỡ. Hàn quang chợt lóe trong tay tiêu phàm bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng như có như không. Liễu sinh cương phu bây giờ mới biết, tiêu phàm không phải hướng về phía quỷ trảo mà là hướng về phía sợi dây thường nối tiếp ở phía sau quỷ trảo. Đặc biệt linh hoạt thi triển nguyễn binh khí, xuất quỷ nhập thần, càng thi triển uy lực càng lớn nhưng có một nhược điểm trí mạng đó chính là yêu cầu rất cao đối với người sử dụng rất rõ ràng bất kể so với nhãn lực thủ pháp phản ứng linh hoạt liễu sinh cương phu đều tuyệt đối khó có thể sánh bằng tiêu phàm những thứ khác không nói chỉ riêng tranh lệch tuổi tác đã là điểm đáng nói liễu sinh cương phu khóe miệng hiện lên một nụ cười độc ác nếu tiêu phàm cho rằng phía sau thiên quỷ chảo là một sợi dây thừng thì sai rồi sợi dây thừng này được hỗn hợp không ít sợi tơ ô kim đao kiếm bình thường tuyệt đối không thể làm nó bị thương. Chỉ cần tiêu phàm một kích không trúng, cắt không đứt dây thừng, móng vuốt sắc bén xoay ngược lại, tuyệt đối không có thời gian cho hắn trốn tránh, nói không chừng thật sự sẽ bị chặt đứt một cánh tay. Hí! Một tiếng vang nhỏ, nụ cười độc ác nơi khóe miệng của liễu sinh cương phu chưa biến mất thì cảm giác trong tay nhẹ bấng, cũng chỉ còn lại một sợi dây thừng nhẵn bóng, thiên quỷ chảo mấy chục năm của lão đâu rồi. Dĩ nhiên đã rơi vào trong tay của tiêu phàm. Ba ca. Liễu Sinh Cương Phu lập tức giận như phát điên, Đàm Hiên giật mình kinh hãi, kinh ngạc nói: "Tiêu Phàm, phi đao của đệ." Ánh mắt của bà tốt hơn nhiều so với Liễu Sinh Cương Phu, hơn nữa khoảng cách cũng tương đối gần. Liếc thấy trong tay Tiêu Phàm chính là phi đao hình lá liễu rất tinh xảo kia, rất giống với phi đao bà có trong tay, nhưng không ngờ rằng nó có uy lực lớn như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Sư tỷ, phi đao này là dùng huyền thiết tạo ra đấy." mấy năm trước khi để cùng sư phụ đi lũng tây dạo chơi, tìm được nó. So với sắt thép bình thường thì cứng hơn nhiều. Thì ra là thế, khó trách. Đàm Hiên bừng tỉnh. Tên tiểu tử họ tiêu kia, người cũng giống như lão sư phụ chưa chết kia, quá giảo hoạt. Binh khí tùy thân bên mình nhiều năm như vậy, vừa mới giao thủ đã bị tiêu phàm phá hủy rồi. Liễu sinh cương phu không kìm nổi tức giận, nổi trận lôi đình. Ta hôm nay phải bầm thay ngươi làm vạn đoạn, thù mới hận cũ, cùng tính một lượt rõ ràng với các ngươi. Tiêu phàm xoay người nhìn lão ta, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Liễu sinh tiên sinh, qua mấy chục năm các ngươi vẫn nhớ mãi không quên việc năm đó, quá cố chấp rồi. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ dùng vô cực kế thừa chính tông nhất, đưa tiến các ngươi ra đi. Tiếp chiêu đi. Một tiếng quát nhẹ, mọi người thấy hoa mắt, tiêu phàm liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền ra hiện ra trước mặt liễu sinh cương phu, huy trưởng trực thẳng đến diện môn liễu sinh cương phu. Tên mặt quỷ liễu sinh cương phu này cũng thật sự làm cho tiêu chân nhân thấy không vừa mắt. Vẫn là một trưởng đã bóp nát, xong hết mọi chuyện. Thuật độn thổ, liễu sinh cương phu chấn động, bất chấp tức giận, thân mình bay lên, cực nhanh lui về sau. Tiêu phàm vừa rồi thi triển chính là thuật độn thổ cực kỳ cao minh, gần như có thể nói là thuấn di thuật. Nhưng thuật độn thổ hay là thuấn di thuật không phải là một trong bản lĩnh xuất chúng của ninja nước Nhật Bản sao? Tại sao người này cũng biết sử dụng, hơn nữa trình độ còn cao như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, liễu sinh cương phu trong lòng vô cùng chấn động, không ngờ không dám nhận chiêu, đành lùi về sau. Nhận thức nông cạn, đây là xúc địa của truyền thừa từ cổ vô cực môn. Nhẫn thuật của các ngươi chẳng qua là học lỏng một chút võ thuật của hoa hạ chúng ta mà thôi, đã dám khoe khoang rồi. Đàm Hiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lại bóng người trượt lóe, tiêu phàm lại biến mất tại chỗ không thấy gì nữa, dây lát sau đã lấn đến trước mặt liễu sinh cương phu, xuất ra một trưởng đánh về phía liễu sinh cương phu. Nhìn qua, một trưởng này nhẹ tênh đấy, dường như không chứa chút kinh lực, giống như con người tiêu phàm, như có như không, rất không chân thực. Lại lần nữa bị tiêu phàm ức hát yêu ta ép, lửa giận trong lòng liễu sinh cương phu bùng cháy mạnh, đứng vững hai chân, lập tức ổn định thân mình, hét lớn một tiếng, hữu trưởng dương lên, mạnh mẽ xuất kích, trong phút chốc cuồng phong vào thét, khí thế kinh người. Nếu như đã không biết chính xác lai lịch của tiêu phàm, vậy không được để mình đánh mình đấy. Nói thật, ngay từ khi tiêu phàm xuất hiện trong tòa nhà này, liễu sinh cương phu đã có chút không thuận mắt với hắn. Cho dù y đã được chứng kiến thủ đoạn của một người đệ tử khác của triệu chỉ thủy. Tuy rất giỏi, nhưng cũng không phải không có cách đối phó. Tiêu phàm so với đàm hiên còn trẻ hơn, không đến 30 tuổi. Cho dù tài năng thiên phú cao tới đâu, cũng phải khổ công rèn luyện. Năng lực có thể mạnh tới đâu chứ? Đợi đến khi Tiêu Phàm vừa ra tay đã hủy diệt thiên quỷ trảo của y, Liễu Sinh Cương Phu mới cảnh giác hơn. Nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Đầu cơ trục lợi. Tiêu Phàm này quả nhiên thực lực không đủ, chỉ có thể lợi dụng đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu là y, Liễu Sinh Cương Phu cũng biết sử dụng đấu pháp tương tự. Chỉ ỷ vào chính mình tuổi trẻ phản ứng linh hoạt, đi mưu lợi, chẳng lẽ còn mạnh hơn lão già có công lực thâm hậu kia sao? Kế tiếp, tiêu phàm dùng đấu pháp thuấn di, mạnh hơn phán đoán lúc trước của liễu sinh cương phu. Nếu kẻ thù muốn đầu cơ trục lợi, chính mình lại muốn dùng phương pháp trái ngược, lấy cứng trọi cứng. Lấy lực đánh lực, khiến đấu pháp đầu cơ trục lợi này của hắn không có chỗ dùng đến. Hai bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau, cũng không phát sinh va chạm mạnh mẽ kinh thiên như mọi người tưởng tượng, ngược lại vô thanh vô tức, không có một chút bụi, thật giống như bạn bè bắt tay nhau. Liễu sinh cương phu là người trong cuộc, đương nhiên lại không, lãng mạn, như vậy. Hai trưởng vừa mới tương giao, liễu sinh cương phu liền ý thức được điều bất ổn. Dính chặt rồi. Hai trưởng khi giao chiến, lòng bàn tay tiêu phàm lập tức truyền ra một cỗ dẫn lực thật lớn. Dính chặt bàn tay liễu sinh cương phu, liễu sinh cương phu chỉ cảm thấy kinh lực trên lòng bàn tay của chính mình, sau khi xông lên phía trước, liền bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liễu sinh cương phu không cần suy nghĩ lại đột nhiên đẩy ra trường lực kết quả giống như cùng châu đất xuống biển không thấy bóng dáng nữa yêu thuật liễu sinh cương phu quá sợ hãi trong số ít tà phái đông đảo bọn họ cũng có loại yêu thuật hút nội lực con người thậm chí cửu quỷ lưu cũng có loại võ công này chỉ có điều liễu sinh cương phu chưa từng tu luyện thôi từ xưa tương truyền một khi bị loại, yêu thuật, này bò lên, nhẹ thì tổn thương nội lực, nặng thì bị nó trực tiếp hút khô nội công tinh lực cả người, biến thành một tên phế nhân. Liễu sinh cương phu rốt cuộc không ngờ tới, đường đường là đương đại trưởng giáo chân nhân của vô cực môn hoa hạ, không ngờ cũng tu luyện loại, yêu thuật, làm cho người ta khinh thường này. Người này, chẳng lẽ là giả mạo truyền nhân triệu chỉ thủy? Năm đó cái lão già kia, lòng lang dạ sói, gợi yêu ta ít sư huynh đệ của Liễu Sinh Cương Phu cũng không chấp mắt cái nào, nhưng Liễu Sinh Cương Phu không muốn thừa nhận cũng không được, đó là một võ sư chân chính, thủ đoạn quang minh lỗi lạc. Làm sao truyền nhân của ông ta lại có thể biết sử dụng, yêu thuật hút nội lực của người khác? Dưới sự kinh hãi, Liễu Sinh Cương Phu không chút do dự lập tức đem nội lực thu về. Sau đó, Liễu Sinh Cương Phu liền phát hiện mình lại bị lừa một lần nữa. Nội lực biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi kia bỗng nhiên lại tuôn ra, lập tức phá tan kinh mạch của Y, giống như sóng giữ cuồng phong, theo đường mạch của Y vọt vào trong cơ thể, tràn trề mà không thể chống đỡ. Ba ca Liễu Sinh Cương Phu chỉ kịp kêu la nửa tiếng, cả người liền giống như diều đứt dây, bay về phía sau, mạnh mẽ văng vào một cột trụ hành lang, hoa mắt chóng mặt, cổ họng ngòn ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Thay đổi xảy ra trong khoảng khắc khiến Đàm Hiên và Liễu Sinh Hùng đang xem cuộc chiến liền giật nảy mình. Chỉ vừa mới giao thủ, còn không hiểu được sao lại thế này, vị lão tổ tông của gia tộc Liễu Sinh này liền trực tiếp bay lên, máu tươi điên cuồng phun ra. Ngươi, tên lừa đảo. Liễu Sinh Cương Phu lập tức sùi bọt mép, giờ ống tay áo lên, lau vết máu ở khóe miệng, nổi trận lôi đình. Tên này quả rất gian trá. Nhìn qua thì hào hoa phong nhã, là một quân tử vui vẻ kính nhường, ai biết được nội lực lại giả dối như thế. Tiêu phàm chậm rãi đưa bàn tay thu trở về, liếc mắt nhìn gương mặt vặn vẹo dữ tợn của liễu sinh cương phu một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, nội lực thu phát, chẳng qua cũng chỉ là một phương pháp luyện tập bình thường mà thôi. Mỗi người tập võ đều hiểu điều này, người lại không hiểu được, chỉ có thể chứng minh kiến thức của chính người quá nông cạn mà thôi. Liễu sinh cương phu không khỏi chán nản. Lời này của tiêu phàm quả không sai, Liễu sinh cương phu hiện tại tự nhiên đã hiểu được, tiêu phàm vẫn chưa tu luyện loại, yêu thuật, hút nội lực của con người, chỉ là thủ đoạn bịp bợm nho nhỏ mà thôi. Nhưng trước mặt một người cáo già như Liễu sinh cương phu, hắn cũng dám chơi loại thủ đoạn bịp bợm này, đủ để chứng minh tiêu phàm rất tự tin vào trí tuệ của mình. Đây là sự tự tin nhất định có thể thắng được nội lực trong người Liễu sinh cương phu. Nếu không, chỉ cần nội lực bên trong Liễu sinh cương phu mạnh hơn hắn, nếu không thể dụ địch xâm nhập, chỉ sợ dây lát thôi sẽ bị liễu sinh cương phu phá tan phòng tuyến, làm cho kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Thật giống như hắn đánh cho liễu sinh cương phu bị thương, là cùng một đạo lý vậy. chương 382, Thiên Tinh Trường Liễu sinh hùng từng bước muốn tiến về phía liễu sinh cương phu. Đàm hiên thản nhiên nhìn gã, nói, gia chủ liễu sinh, tốt nhất ngươi nên đứng yên ở đó đừng nhúc nhích. Liễu sinh hùng nhớn mày, không nói hai lời, nâng đao liền chém đồng thời từ miệng liễu sinh hùng phát ra một tiếng thét dài không xong rồi sắc mặt của đàm hiên lập tức trở nên khó coi không hề nghi ngờ đây là tiếng gọi triệu tập viện binh của liễu sinh hùng ngay cả lão tổ tông cũng đã bị thương cục diện càng ngày càng phiền toái liễu sinh hùng không còn tâm tư chú trọng đến cái gọi là phong độ khí chất nữa đàm hiên một bên ứng đối liễu sinh hùng tấn công một bên nhìn về phía tiêu phàm bên kia Gia tộc liễu sinh cất giấu nguyên lão bí mật như vậy, thậm chí không chỉ một người, cái này vượt ra ngoài dự liệu của đàm hiên. Tình huống này, đừng nói thu sơn vũ phu đã trở thành, ngoại vi đệ tử, cũng không biết, cho dù người trong trang viên liễu sinh, thậm chí ngay cả các đằng tú xuyên là người đảm nhiệm gia thần cũng chưa chắc đã rõ. May mắn là tiêu phàm đã tới đúng lúc, bằng không tối nay, người tung hoành, giang hồ, nhiều năm như đàm hiên lại phải chết ở chốn này. Lúc này tuy rằng bà bị thương nặng, nhưng muốn ngăn cản một người bị thương như Liễu Sinh Hùng cũng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên Liễu Sinh Hùng vừa rồi đã triệu tập viện binh, tình huống tiếp theo sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Nơi này dù sao cũng là chỗ bí mật trong trang viên Liễu Sinh, cho dù trải qua hai ngày liên tục đâm gờ yêu ta ít này, gia thần gia tướng trong gia tộc Liễu Sinh cũng đã tổn thất không ít, nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh. Tóm lại bây giờ là thời đại vũ khí nóng, một tên võ công thấp kém, nếu cầm một khẩu súng tự động mà xông tới vẫn cũng khiến người ta đau đầu đấy. Dựa theo tình huống trước mắt của Đàm Hiên, nếu muốn thoát khỏi móng vuốt của Liễu Sinh hùng e sẽ gặp không ít khó khăn. Mấu chốt phải xem Tiêu Phàm ở bên kia có tốc chiến tốc thắng được không. Tiêu Phàm cũng thét dài một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, huy trưởng đánh ra, bàn tay hơi rung động, một biến thành hai, hai biến thành bốn, trong giây lát đã hiện ra trước mặt Liễu Sinh cương phu, bổ ra một trường che trời phủ đất đây cũng là đấu pháp ức hát yêu ta ép người. Vừa rồi là cùng liễu sinh cương phu cứng đối cứng chạm nhau một trường, cho dù tiêu phàm chiếm thế thượng phong, nhưng cũng biết được, lão quỷ này với mấy chục năm khổ công tu luyện, nội công thật sự không phải là nhỏ. Tiếp tục cứng đối cứng là biện pháp ngu ngốc nhất. Liễu sinh cương phu độc nhãn, tuổi già, đây là chỗ thiếu hụt hai đại chí mạng của ông ta. Trường pháp mà tiêu phàm đang thi triển chính là thoát thai từ bắc thiếu lâm kim cương bàn nhược trường. Tổ sư vô cực môn đời trước cũng chính là sư tổ của tiêu phàm, lúc tuổi còn trẻ, từng giấu giếm thân phận, bái sư ở thiếu lâm tự bát nhã để học võ nghệ, tinh thông 72 trong tuyệt kỹ bát hạng tuyệt học thiếu lâm, hơn nữa sở trường thiên về kim cương bàn nhược trường pháp. Lại kế thừa võ học của vô cực môn, dung hợp lẫn nhau. Tự nghĩ ra bộ tân, vô cực thiên tinh trưởng này. Kim cương bàn nhược trưởng nếu là một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, vốn rất tinh thâm, trường lực hùng hồn, chiêu số phức tạp, lại trải qua tổ sư đời trước dung hợp đổi mới. Thiên tinh trưởng Pháp này lại càng vô cùng phức tạp. Một trường đánh ra, trong khoảnh khắc liền biến thành hơn mấy trăm trường, hư hư thật thật. Thật sự rất khó để phân biệt, đâu là người thật đâu là người giả. Nhưng vừa rồi cùng liễu sinh hùng thi triển đao Pháp yêu đao cửu quỷ lưu. Tuy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đừng nhìn, thiên tinh trưởng Pháp này vô cùng phiền phức, nó giống như hoa lý hột tiếu, thùng rỗng kêu to. Trên thực tế, Tiêu Phàm chỉ cần vừa thi triển ra, bình thường đều là một chiêu khắc địch, giây lát có thể phân được thắng bại. Kẻ thù thật sự rất dễ bị một trường này che trời phủ đất làm cho choáng váng đầu óc. Biết rõ chỉ có một chiêu là thật, những thứ khác đều là chiêu ảo, dụ dỗ lòng người, nhưng căn bản kẻ địch lại không thể biết rõ đâu mới là một chiêu thật kia. Ngay khi kẻ địch hoa mắt chóng mặt tự nhiên chúng chiêu mà ngã xuống đất. Mặc kệ tu vi võ học của Liễu Sinh Cương Phu cao thâm thế nào, độc nhãn chính là độc nhãn. Một con mắt không thể định vị chính xác, càng khó phân rõ hư ảo thật giả. Đối mặt với đấu pháp vô lại như vậy, Liễu Sinh Cương Phu gần như là tức nổ phổi. Nếu đổi lại là một người khác ở trước mặt y thi triển loại trưởng pháp này, muốn phá giải không khó, Liễu Sinh Cương Phu hoàn toàn không cần biết là thật hay giả, không cần phải tìm hiểu lai lịch trưởng pháp, chỉ cần một trưởng đánh ra dựa vào nội lực tuyệt đỉnh của y đối phương dù có ngàn vạn lần hư chiêu, cũng sẽ uổng công. Một trường đánh tan. Nhưng vừa rồi, sau khi lĩnh giáo nội lực hùng hồn của tiêu phàm, liễu sinh cương phu cũng không dám dùng chiêu số, đại đạo trí giản như vậy để ứng phó. Tiêu phàm tuy rằng tuổi trẻ, nội lực thâm hậu khôn lường, một trường đánh ra có thể phá giải được không? Mắt thấy không thể chống đỡ, liễu sinh cương phu đành phải cấp tốc lùi về phía sau. Lùi ra một khoảng cách trước rồi nói sau tiêu phàm làm sao có thể trông y thời gian từ từ nghĩ cách. Lập tức như bóng với hình, dính sát vào nhau, vừa ra tay, thiên tinh trưởng, thậm chí so với một chiêu vừa rồi còn mạnh mẽ và phức tạp hơn rất nhiều. Trong tòa nhà lớn như vậy, nhưng chỉ một lát sau liễu sinh cương phu liền đã lui đến chỗ tối, xa hơn về sau, không gian xê dịch trở nên cực kỳ chật trội, muốn dẫm chân tại chỗ cũng đã rất khó khăn. Làm sao có cái lý này? Liễu sinh cương phu cứ như vậy bị tiêu phàm đánh cho tức giận, mắt thấy không thể lui được nữa, không khỏi giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng, cũng không nhìn lai lịch trưởng thế của tiêu phàm, toát ra hai trưởng mạnh đẩy về phía trước. Lập tức kinh phong gào thét, trưởng lực ngập trời. Khi vân song trưởng đẩy về phía trước, liễu sinh cương phu bật người liền biết mình là sai lầm rồi. Nhìn qua trưởng ảnh trồng chất, dường như toàn bộ đều là hư chiêu, sau khi trưởng phong đụng một cái, liễu sinh cương phu kinh ngạc phát hiện, không ngờ mỗi một lòng bàn tay đều mang theo kinh lực hùng hồn, dường như mỗi một trưởng đều là thực chiêu. Tuy rằng giữa lúc bức bách, chiêu này của y vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng đã sử dụng hết bảy tám phần kinh đạo, ai ngờ chẳng qua chỉ là kích phá hơn phân nửa trưởng ảnh, trưởng lực của chính mình cũng đã tan biến trong vô hình rồi. Hơn 10 đạo trưởng ảnh lại xuất hiện, thẳng hướng liễu sinh cương phu bổ tới. Các thớ thịt trên mặt liễu sinh cương phu nhân thành một đoàn, trong mắt hiện lên thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngay vào lúc này, tiêu phàm lại chợt dừng bước, trường thế vừa thu lại, dày vải dưới chân đá nhẹ vào tảng đá trên mặt đất một chút, thân mình lập tức nhẹ tênh bay về phía sau. Bá, ánh đao trói mắt nhẹ nhàng thoáng hiện như tia chớp đánh xuống chỗ tiêu phàm đứng vừa nãy. Phía sau ánh đao dường như loáng thoáng có một đạo hắc ảnh, chỉ có điều ánh đao này thực sự quá sáng ngời, quá mức trói mắt, gần như đem đạo hắc ảnh ẩn núp phía sau ánh đao kia hoàn toàn che lại, người bình thường căn bản vốn không có tâm tư để nhìn kỹ. Tiêu phàm hai mắt nhíu lại, muốn thấy rõ đạo bóng đen kia. Đó là một đạo nhân ảnh cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nhìn qua, thậm chí có chút giống người lùn. Cả người áo đen quần đen, gương mặt hoàn toàn bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô cùng sáng ngời. Còn một điểm tiêu phàm cũng đã nhìn ra, bóng đen kia là một tay cầm đao. Đây không giống với tất cả cao thủ võ thuật của nước đông đảo. Kiếm thuật đông đảo là hai tay cầm kiếm. Đao của võ sĩ đông đảo là phòng theo kiểu dáng của đao đời đường, lưỡi đao rất dài chuôi đao cũng dài vô cùng nặng một tay vận dụng thì rất khó khăn kiếm pháp đông đảo vốn chính là dựa vào lực lớn hùng hồn đặc biệt ít biến hóa không đủ linh hoạt giống như loại kiếm thuật cửu quỷ lưu này ở trong kiếm đạo đông đảo được xem là có khả năng biến hóa hết sức rồi những kiếm đạo thì chủ yếu dựa vào nhất đao lưu dù là như thế cửu quỷ lưu cũng là hai tay cầm kiếm trong kiếm thuật đông đảo không có một tay cầm kiếm cái bóng đen này lại là một tay cầm kiếm. Hơn nữa thân hình y tinh xảo như vậy, một tay vận dụng kiếm đông đảo cồng kênh, lại có vẻ cổ quái buồn cười. Tiêu phàm hai hàng lông mày lại nhíu lên. Vừa rồi một kiếm này, vừa nhanh vừa độc, chợt từ chỗ tối vụt ra, trước đó gần như một chút dấu hiệu đều không có. Nếu không phải là hắn đã sớm biết trong phòng này còn tồn tại người ninja Nhật Bản thứ ba, luôn luôn ngưng thần để phòng người này đánh lén, chỉ sợ đối mặt một kiếm đánh bất ngờ này sẽ luống cuống tay chân. Nhưng đó còn chưa phải điều khiến tiêu phàm lo lắng nhất. Điều tiêu phàm lo lắng chính là vị trí người đánh lén đàm hiên và đánh lén hắn không phải cùng một vị trí, cách tương đối xa. Tiêu phàm không ngờ vẫn chưa phát hiện sự chuyển động của người này. Chính là vừa rồi một kiếm đánh bất ngờ kia, cũng do giác quan thứ sáu của tiêu phàm nhạy bén, mới có thể kịp thời phát hiện. Đó là một vấn đề lớn. Dưới ngọn đèn mờ tối trong tòa nhà này lại cất giấu một loại ninja quỷ mỹ như vậy, bất kỳ lúc nào đều có khả năng từ một nơi bí mật gần đó đi ra đánh cho ngươi một kiếm, dù là tiêu phàm cũng khó lường trước được, cũng bị kiềm chế đến chó chân chói tay, không dám buông tay đánh cược một lần. Ngay cả liễu sinh cương phu trước mặt cũng không phải dễ đối phó. Tên ninja còm nhom, giống như hầu tử hoặc là người lùn, đánh ra một kiếm không trúng, bóng đen chợt lóe lại ẩn vào trong bóng tối. Tiêu phàm dùng mình, lực thần niệm lập tức tìm hiểu. Trong hoàn cảnh mờ tối, thị lực đã bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể dựa vào lực thần niệm của giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu này giả soát một lúc lập tức có kết quả. Tiêu phàm mơ hồ cảm giác được, cách đỉnh đầu liễu sinh cương phu không xa, có một đạo hắc ảnh lẳng lặng mai phục tại nơi đó, theo vị trí phán đoán, nơi đó hẳn là xà nhà của căn phòng này. Nơi mà ninja Nhật Bản thường xuyên lợi dụng làm chỗ ẩn thân. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhớ rõ nhị sư huynh đã từng nói, những lão quỷ tử, cử quỷ lưu, này năm đó ở thời kỳ chiến tranh, bị sư phụ chém hơn phân nửa, còn sót lại hai con cá lọt lưới, trong đó một người đã bị mù một con mắt, khuôn mặt bị phá hủy toàn bộ, người còn lại thì bị bẻ gãy một cánh tay. Người mù một mắt chính là Liễu Sinh Cương Phu đang nghiến răng nghiến lợi trước mặt kia, kẻ cụt tay chính là cái tên lùn đang ẩn nấp ở trên xà nhà kia. Có lẽ bởi vì lý do dáng người người này dường như đã chuyên tu dắt su thuật nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja trình độ đã đến cực kỳ cao minh. Hai lão quỷ tử một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau, mấy chục năm nay sớm đã phối hợp rất ăn ý, không cần phải nói thành lời, loại tình hình này thật đúng là khó đối phó. Cương phu, tiếp kiếm. Liền vào lúc này, tên quỷ lùn ở chỗ tối kia liền kêu lên một tiếng, thanh âm khàn khàn, cực kỳ khó nghe một đạo hắc quang bay về phía Liễu Sinh Cương Phu. Liễu Sinh Cương Phu duỗi tay ra, bắt được vỏ kiếm từ trên trời giáng xuống, không khỏi giữ tợn cười ra tiếng. Hừ, thanh kiếm bay ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt. Chương 383, còn có người chưa ra tay một đao, hai đao, ba đao. 10 đao, trăm đao, hàng vạn đao. Kiếm thuật cửu quỷ lưu mà Liễu Sinh Cương Phu vừa mới thi triển ra, còn lão luyện hơn so với Liễu Sinh Hùng, mỗi một đao bổ ra đều mang theo một cỗ quỷ khí dày đặc, kết hợp không khí u ám ở chỗ này tạo ra một luồng quỷ mị hư vô, làm người ta vừa thấy lông tóc đã dựng đứng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Một bước nhỏ này nhất thời khiến Liễu Sinh Cương phu giật mình. Hai người giao đấu, Tiêu Phàm nếu không lấy công đối công, nếu không gặp chiêu phá chiêu, đều là lẽ phải. Thật sự cảm thấy không có nắm chắc, vội vã lui về phía sau như vậy, tạm lánh cũng là kế sách hay nhưng tiêu phàm cố tình lui một bước nhỏ như vậy, vừa tránh đi mũi đao của y, lại thản nhiên nhìn y. Thật giống như liễu sinh cương phu không phải đang tấn công, mà ngược lại đang múa kiếm ở trước mặt tiêu phàm. Đối với lực đạo ra tay của liễu sinh cương phu, vị trí, phạm vi rất chuẩn, quả thực không gì sánh kịp, dường như hai người đã thương lượng từ trước. Ở trong này biểu diễn một phen kiếm thuật cho mọi người xem Lập tức, liễu sinh cương phu liền nổi giận Tên khốn này không ngờ lại kiêu ngạo như thế dám xem, đao pháp yêu đao, cao nhất của cửu quỷ lưu, không ra gì ư. Trực giã, đồng loạt ra tay, gờ yêu ta ép tên khốn cây ép yêu ta ép này. Liễu sinh cương phu giận quát một tiếng, đao pháp yêu dị vừa thu lại, hai tay giơ lên đao võ sĩ, húc đầu che não liền hướng tiêu phàm bổ xuống. Một đao kia cùng với, nghênh phong nhất đao chẳng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, một đao đánh xuống vào đầu, không có bất kỳ sự chuẩn bị ở sau, chính là lực lớn chiêu chìm, nhanh như thiểm điện. Liễu Sinh Cương Phu miệng kêu, "Trực Giả, dĩ nhiên là nói với người đang ẩn mình trên xà nhà kia, một vị lão tổ tông khác của gia tộc Liễu Sinh, lúc trước may mắn thoát chết từ trong tay tổ sư Chỉ Thủy, lại bị chặt mất một cánh tay, người này tên là Liễu Sinh Trực Giả." Kỳ thật Liễu Sinh Cương Phu và Liễu Sinh Trực Giả luôn khổ công tu luyện mấy chục năm ở trong tòa nhà này, tâm ý sớm thông nhau, phối hợp rất ăn ý, y muốn cùng Liễu Sinh Trực Giả tấn công tiêu phàm hoàn toàn không cần thiết phải ra tiếng chỉ cần toát ra ý tứ như vậy liễu sinh trực giã cũng đã có thể cảm giác được liễu sinh cương phu này thanh âm gầm lên là muốn cho tiêu phàm nghe thấy đấy y muốn tiêu phàm trong lòng khẩn trương từng giây từng phút đề phòng liễu sinh trực giã cũng đánh lén dưới tay khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở đó chính là cơ hội của y phương thức ứng đối của tiêu phàm lại một lần nữa khiến liễu sinh cương phu tức giận gần như hộc máu Đối với một đao tuyệt luân hung mãnh của Liễu Sinh Cương Phu, Tiêu Phàm coi như không nghe thấy, cũng không thèm liếc mắt nhìn. Liễu Sinh Cương Phu cũng giống như đao võ sĩ lóng lánh trong tay hắn, chẳng qua đều là ảo ảnh thôi. Liễu Sinh Cương Phu khóe miệng hiện lên nụ cười hung tợn độc ác. Chết đến nơi rồi còn giả bộ, quả nhiên là muốn chết. "Á!" Võ sĩ đao thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Tiêu Phàm bổ xuống. Liễu Sinh Cương Phu bỗng dưng mở to hai mắt nhìn trước mắt y vẫn chưa thấy xuất hiện máu tươi văng ra khắp nơi, hình ảnh tiêu phàm vừa bị bổ thành hai nửa trong nháy mắt đã biến mất. Giống như ảo thuật, tiêu phàm lại biến mất tại chỗ. Ngay khi liễu sinh cương phu đang còn chố mắt tìm kiếm thì tiêu phàm sớm đã vô thanh vô tức nhảy lên giữa không chung, hướng về phía liễu sinh trực giã đang giấu mình trên xà nhà kia, cũng mãnh liệt vô tới, song trưởng vung ra, áo trắng bồng bềnh, động tác rất nhẹ nhàng mà lưu loát. Ý nghĩ của tiêu phàm rất đơn giản, khi cùng liễu sinh cương phu trên mặt đất quần chiến, từng giây từng phút phải luôn chú ý khả năng bị tập kích từ trên không trung, còn không bằng đem tên liễu sinh trực giá tinh thông ninh dắt xu kia xử lý trước, rồi sẽ từ từ đánh bại liễu sinh cương phu cũng không muộn. liễu sinh cương phu đã bị mình đánh cho bị thương hộc máu, nếu không có liễu sinh trực giá xuất quỷ nhập thần cùng phối hợp, một mình lão quỷ này sẽ khó lòng mà chống đỡ nổi, đánh bại y sẽ càng dễ dàng hơn. Liễu Sinh Trực Giả dường như không ngờ tới y lại là đối tượng tấn công của Tiêu Phàm, lặng lặng giấu mình ở trên xà nhà, nhào đầu về phía Tiêu Phàm mà không có chút phòng bị nào, một chút phản ứng đều không có. Ha. À, một tiếng vang nhỏ. Tiêu Phàm cong người bắn ra một miếng phi đao lá liễu sắc bén thẳng về phía trước, chợt lóe trên không trung, ngay sau đó liền hiện ra gần trong gang tắc với Liễu Sinh Trực Giả. Hừ. Phi đao lá liễu xuyên qua thân hình Liễu Sinh Trực Giả thẳng tắp dính vào bên trong xà nhà làm bằng gỗ. Dường như liễu sinh trực giã ẩn núp nơi đó cũng đã biến thành không khí. Chuyện này đương nhiên không có khả năng. Ninh giắt xô tái huyền cũng được thành lập trên cơ sở đích thực, không có khả năng bịa đặt hoặc là vô hóa nó. Mà là, thân pháp liễu sinh trực giã cũng rất nhanh nhẹn. Khi phi đao lá liễu vừa gần chạm người, trong nháy mắt thân hình y bỗng nhiên chợt lóe tránh ra. Cứ như vậy đã không thấy bóng dáng liễu sinh trực giã đâu nữa, chiêu thức cũng giống như tiêu phàm đã sử dụng khi đối phó liễu sinh cương phu. Đồng thời thi triển đàn chỉ thần công, thân thể của tiêu phàm cũng chưa dừng lại, bắn thẳng đến chỗ xà nhà. Bá, một đạo ánh đao sáng như tuyết bỗng nhiên từ dưới xà nhà bay ra, đâm thẳng điểm yếu bụng dưới của tiêu phàm. Vừa rồi cũng là ngàn cân treo sợi tóc, liễu sinh trực giã cũng khó khăn lắm mới tránh khỏi phi đao của tiêu phàm. Khoảnh khắc trong nháy mắt đương nhiên không có khả năng đi được quá xa, chính là cuộn quanh xà nhà nửa vòng liễu sinh trực giá cũng đã luyện ninh dắt xu từ lâu thân mình lại thấp bé linh hoạt giống như vượn và khỉ liễu sinh trực giá cũng rất linh hoạt đối với kẻ thù của y mà nói đây chính là một đòn sát thủ chí mạng giống như lúc này chính tiêu phàm suốt đao bắn về phía y tốc độ của hai con người đều vô cùng nhanh liễu sinh trực giá cũng chờ tới gần tiêu phàm mới mạnh mẽ xuất đao tốc độ góc độ và độ mạnh yếu đều rất chính xác dù tiêu phàm có phản ứng nhanh hơn nữa bản lĩnh thông thiên cũng trốn không thoát một đao kia của y nháy mắt một cái liễu sinh trực giã đã cầm kiêm nhát trong tay đâm trúng bụng của tiêu phàm nhưng mà một bàn tay của tiêu phàm sớm đã chờ ở đây mắt thấy lưỡi dao sắc bén tiến tới tiêu phàm cong người lại đối tượng công kích lần này của đàn chỉ thần công nếu không phải bản thân liễu sinh trực giã thì cũng hướng tới võ sĩ đao của liễu sinh trực giã đấy Lưỡi dao võ sĩ vừa mới chạm vào bụng dưới của tiêu phàm, tiêu phàm mạnh mẽ dùng việt luân ngón tay giữa đập vào phía trên võ sĩ đao. Đinh, một tiếng vang nhỏ phát ra, đao võ sĩ sáng như tuyết lập tức lay động bay ra, ngay cả thân hình liễu sinh trực giã cũng bị ảnh hưởng bởi sức nặng của đao võ sĩ, không tự chủ được rơi xuống đất. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cười thản nhiên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Tên liễu sinh trực giã này năm đó bị sư phụ chặt đứt một cánh tay, hiện giờ chỉ có thể một tay dùng kiếm, kiếm đông đảo nặng hơn nhiều so với kiếm hoa hạ, đại đa số võ sĩ đông đảo đều lấy nhân sát kiếm, lấy kiếm sát người. Lão quỷ này lại muốn linh hoạt vận dụng kiếm đông đảo, con đường duy nhất chính là lấy kiếm gợi yêu ta ít người, lấy người gợi yêu ta ít người. Mỗi một kiếm đâm ra, tất cả kinh lực đều tập trung ở phía trên mũi kiếm, thân hình giống người lùn kia liền biến thành kẻ phụ thuộc kiếm. Nếu binh khí tiêu phàm cầm trong tay thả đúng, như vậy liễu sinh trực giá cả người và kiếm đều, bám vào, phía trên binh khí của tiêu phàm, mượn dùng lực đạo binh khí của tiêu phàm, đem thân thể của mình và mũi kiếm sắc dựng lên, cuối cùng thừa dịp tiêu phàm sơ hở, vứt bỏ kiếm sắc, lấy người gỡ yêu ta ít người. Chỉ sợ tiêu phàm không động tới binh khí, nếu vậy tuyệt kỹ mà liễu sinh trực giã khổ luyện nhiều năm gần như không thể nào thi triển. Đánh lui liễu sinh trực giã, tiêu phàm nhẹ nhàng ngồi trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống. Liễu sinh cương phu đã đoạt bước lên trước, đứng bên người liễu sinh trực giá, hai anh em liếc nhau, liễu sinh cương phu vừa sợ vừa giật, hạ giọng nói tên tiểu tử này rất cao cường đó. Đừng thấy liễu sinh trực giá vóc dáng vô cùng thấp bé, chỉ còn một cánh tay nhưng nội lực rất mạnh, không hề kém liễu sinh cương phu. Luận về trình độ kiếm thuật thậm chí còn giỏi hơn liễu sinh cương phu, nhưng lại bị tiêu phàm cong người bắn trả, ngăn cản không nổi. Liễu sinh cương phu thật sự thật kinh hãi. Liễu Sinh trực giá cũng khẽ lắc đầu, không nói gì. Y biết rằng Cương Phu đã hiểu lầm, tên khốn này chỉ có là mưu lợi mà thôi, thực lực cũng không phải thật sự mạnh tới mức không thể chống đỡ. Phải hiểu rằng, qua mấy chục năm khổ công tu luyện, hai vị nguyên lão này của gia tộc Liễu Sinh sớm rất khó lường. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ lúc này mà nói, cho dù Tổ sư chỉ thủy đích thân đến đây cũng phải dốc sức đánh một trận. Tiêu Phàm giỏi tới mức nào cũng không thể xem thường bọn họ nhưng liễu sinh trực giã cũng không giải thích nhiều. Ở trong nháy mắt có thể nhìn thấu bản chất võ thuật của hắn, sẽ lập tức tìm được sách lược đối phó chính xác nhất. Tên đồ đệ này của triệu chỉ thủy chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa vô cùng thông minh. Chỉ sợ không kém so với triệu chỉ thủy năm đó, thật sự là đối thủ hùng mạnh. Đàm Hiên và Liễu Sinh Hùng đôi bên đánh nhau sống chết, nhưng vẫn chú ý tới tình hình bên này của bọn họ. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, Hai người bọn họ dù phân thắng bại cũng ảnh hưởng không lớn đến cục diện, hai vị tộc lão của gia tộc Liễu Sinh và Tiêu trưởng giáo mới là quyết chiến. Ai thắng, người đó chính là kẻ thắng chân chính trong hôm nay. Mắt thấy Tiêu Phàm mới vài chiêu đã khiến cho hai vị tộc lão của gia tộc Liễu Sinh luống cuống tay chân, trước sau kinh ngạc, Đàm Hiên rất vui mừng mà cũng âm thầm kinh hãi. Xem ra chính bà đã đánh giá thực lực vị sư đệ trưởng giáo này cũng không đủ chuẩn xác. Liễu Sinh hùng hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cũng may đây đang là trang viên Liễu Sinh, ngoại trừ hai vị tộc lão, Liễu Sinh hùng còn có người khác giúp đỡ. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bốn đạo nhân ảnh cấp tốc hướng tới gần cấm địa. Bốn người này cũng là áo đen quần đen, đúng tiêu chuẩn cách ăn mặc của ninja, dưới chân vô cùng nhẹ nhàng, gần như không một tiếng động. Tuy nhiên mấy vị đang ở đây, ai mà không tuyệt đỉnh cao thủ. Tiếng bước chân bên ngoài dù nhẹ nhàng đến mức nào, bọn họ đều nghe rõ rành mạch. Liễu Sinh hùng căng thẳng đến độ hai hàng lông mày dựng lên, nhẹ nhàng thở phào một cái. Các gia thần khác trong trang viên cuối cùng đã lục tục chạy tới. Những người này đơn đả độc đấu có lẽ sẽ không giúp đỡ được cái gì, nhưng số lượng nhiều thì có thể tạo được tác dụng lớn, nhất là mang theo vũ khí nóng cùng đến. Gia chủ, bốn gã ninja dừng bước cách đó không xa, thấp giọng xin chỉ thị. Ai cũng biết, nơi này là trang viên cấm địa Liễu Sinh, không được gia chủ cho phép bất cứ kẻ nào đều không đặt nửa bước chân vào đấy. Tất cả tiến vào. Liễu sinh hùng lập tức kêu lên. Vâng. Bốn người hô một tiếng, đồng loạt từ phía cửa vào tới. Hàn quang chợt lóe lướt qua. Len keng lang, bốn gã ninja chưa đến gần cửa, bỗng nhiên đao võ sĩ trong tay đều rơi xuống đất, đồng loạt giơ tay bưng kín cổ của mình, kêu thảm rồi ngã trên mặt đất, co giật không ngừng. Liễu sinh hùng một trận mở to hai mắt nhìn mươi 384, gậy ông đập lưng ông tên kia rõ ràng còn có hậu thủ. Bốn gã ninja này, mặc dù trong nhà của y chưa phải là những cao thủ lợi hại, nhưng dù sao cũng là những kẻ luyện tập võ thuật và ninja su thuật nhiều năm, hơn nữa là truyền thừa chính tông, cử quỷ lưu, ai ngờ lại không trụ nổi, chỉ một giây lát đã biến thành bốn cỗ thi thể. Cho dù địch nhân núp trong bóng tối đánh lén, trở tay không kịp, nhưng việc bốn người đồng loạt chúng chiêu, gần như không phải xảy ra trước hay sau, Người ẩn giấu này tuyệt đối cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh, trình độ sử dụng ám khí cao siêu. Chắc có lẽ là người nữ hầu bên cạnh Tiêu Phàm, Abbas đã từng đem tư liệu của Tân Lâm cho y xem, nhưng điều đó cũng không khiến cho Liễu Sinh Hùng quá chú ý tới cô ta, tất cả lực chú ý của y đều đặt ở trên người Tiêu Phàm. Điều này cũng không trách Liễu Sinh Hùng đã xem nhẹ địch, mấu chốt là bởi toàn bộ nam nhân nước Đông Đảo đều có tư tưởng xấu chính là rất xem thường phụ nữ. Ở trong mắt đàn ông Đông Đảo mặc kệ là người phụ nữ lợi hại đến cỡ nào thì đều là vật phụ thuộc vào người đàn ông. Loại chủ nghĩa nam tử hán bí y thái này, nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của họ đối với phụ nữ, vô tình đánh giá thấp năng lực của họ. Ai ngờ chẳng những đàm hiên lợi hại như vậy, nữ hầu của tiêu phàm cũng là người giỏi. Có một nữ sát thủ tinh thông ám khí như vậy canh giữ bên ngoài, lại là trong đêm tối, gia tướng của gia tộc liễu sinh nếu không biết điều này mà lục tục chạy tới, cũng sẽ chịu chết mà thôi đây mới đúng là tới một người g i -S một người, tới 10 người g i -S 10 người. Nhưng mà trong lúc này, Liễu Sinh Hùng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, càng không có khả năng phát ra tín hiệu, ngăn chặn gia tướng chạy tới đây. Nếu y và hai vị tộc lão bị diệt ở trong này, bị tên khốn kia g i ta -S sạch thì toàn bộ gia tộc Liễu Sinh cũng xong đời, những gia thần gia tướng này còn có ý nghĩa sinh tồn nữa không? Bọn họ sinh ra là người của gia tộc Liễu Sinh, chết cũng phải là ma của gia tộc Liễu Sinh hơn nữa chỉ cần các gia thần gia tướng này liên tục không ngừng chạy tới cửa có thể khống chế tân lâm ở bên ngoài cũng là một công lao lớn lao bằng không một khi tân lâm gia nhập vào bên trong chiến đoàn nơi đây ba trọi ba thì bọn họ càng thêm nguy hiểm hiện tại hai vị tộc lão đang quyết đấu với tiêu phàm thắng bại còn chưa biết ở suy nghĩ của liễu sinh hùng hai vị tộc lão hẳn là chiếm phần thắng lớn hơn chút bất kể như thế nào đây là sân nhà của gia tộc liễu sinh nếu luận về sân nhà, tên khốn đó từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thì làm sao quen thuộc địa thế bằng hai vị tộc lão đã cư ngụ mấy chục năm ở đây. Bên trong binh pháp, địa lợi, so với, thiên thời, càng thêm quan trọng và mấu chốt hơn. 3K. Tương đối mà nói, liễu sinh cương phu lại rất xem trọng tính mạng của các hậu sinh vãn bối trong gia tộc, mắt thấy bốn gã gia tướng trẻ tuổi trong nháy mắt đã bị gỡ yêu lão quỷ này vừa sợ vừa giận. Suy suy, hai tiếng hai đạo hàn quang như tuyết bay thẳng đến chỗ liễu sinh cương phu và liễu sinh trực giã. Đàn chỉ thần công, loại phi đao lá liễu hôm nay tiêu phàm mang trên người khá nhiều. Đương nhiên, trong đó chỉ có số ít là dùng huyền thiết tạo ra. Những tiểu đao huyền thiết này, tiêu phàm sẽ không dùng làm ám khí bình thường đâu. Liễu sinh cương phu lập tức múa kiếm để đỡ chiêu. Liễu sinh trực giã từ trên mặt đất thả người bay lên, hướng về phía bên kia nóc nhà. Nhiều năm như vậy, liễu sinh trực giã từ lâu đã thích núp trong bóng tối đánh lén người khác mấy chục năm nay thứ y luyện tập chính là loại chiêu thức này hiện giờ bị tiêu phàm đảo khách thành chủ trên cao nhìn xuống tiến hành tập kích điều này đối với liễu sinh trực giã mà nói thật đúng là quan niệm mới mẻ chưa bao giờ có tuy nhiên loại suy nghĩ này liễu sinh trực giã cũng không dám nghĩ quá nhiều bây giờ là đánh sinh tử một sáng một tối kỳ chính hỗ trợ đây mới là sở trường của bọn họ phối hợp mấy chục năm nay làm sao có thể bị tiêu phàm nắm mũi dẫn đi? Liễu Sinh Cương Phu đánh bay hai miếng phi đao, ngẩng đầu nhìn lên trên phát hiện tiêu phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tên khốn này lại muốn cùng bọn họ tỉ thí ninh dắt xù thuật ư? Liễu Sinh Cương Phu buồn bực hừ một tiếng, hai đầu gối uốn khúc nhẹ nhàng bay lên trên xà nhà nóc nhà, lập tức ẩn mình. Gia tộc Liễu Sinh vốn là dùng võ thuật và ninh dắt su thuật là một trong những gia tộc chủ yếu nhất tổ thành phái vô ẩn cũng là trường phái lớn của cửu quỷ lưu ở đảo phương bắc liễu sinh cương phu thân là gia chủ gia tộc tiền nhiệm đối với ninh dắt xô thuật đương nhiên cũng là vô cùng tinh thông đấy chỉ có điều tương đối mà nói huynh đệ liễu sinh trực giả của lão đối với ninh dắt xô thuật càng lợi hại hơn nhiều liễu sinh cương phu vừa ẩn nấp vào chỗ tối cũng không tiếp tục truy lùng tung tích của tiêu phàm ngược lại nhanh hướng đi về phía đàm hiên dường như muốn hợp lực cùng liễu sinh hùng đem đàm hiên giải quyết trước nếu tiêu phàm khó chơi như thế, vậy thì giải quyết đàm hiên trước cũng tốt. Suy, một miếng phi đao lá liễu lập tức bắn về phía lão. Ấu chỉ, liễu sinh cương phu cười lạnh một tiếng, vung ngược tay lên, lập tức đã đón được phi đao lá liễu, tuy nhiên trên phi đao có một kình lực thật lớn, vẫn khiến cánh tay liễu sinh cương phu run lên một trận. Tuy nhiên tiêu phàm vừa ra tay, lập tức đã khiến lão bại lộ vị trí của mình, ánh đao cách đó không xa chợt lóe, liễu sinh trực giã vô thanh vô tức đánh về phía tiêu phàm, liễu sinh cương phu cũng hét lớn một tiếng, ánh đao như tuyết, đanh tới chỗ tiêu phàm. Sân viện này tuy rằng không lớn, kết cấu nóc nhà lại hết sức phức tạp, các loại xà ngang đan sen ngang dọc, giống như mạng nhện vậy. Tiêu phàm con người lại gảy nhẹ, suy suy tiếng gió xé mãnh liệt, từng miếng phi đao lá liêu hóa thành từng đạo hàn quang, liên tiếp không dứt bay về phía liễu sinh cương phu. Hàng loạt mũi tên, không ngờ hắn lại lấy đàn chỉ thần công để xuất ra hàng loạt mũi tên. Liễu sinh cương phu kinh hãi, lập tức một tay bám vào xà nhà, cứng rắn cố định thân mình, đao võ sĩ trong tay tạo thành một đoàn bạch quang, đem toàn thân đều bảo vệ tốt. Nhưng y đã từng chứng kiến sự lợi hại phi đao của tiêu phàm, quả là không chịu nổi, bảy tám miếng liên tiếp không ngừng phóng tới, cũng không phải là điều thú vị nữa. Nếu sơ ý chỉ sợ lập tức sẽ bị phi đao cắm lên người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng va chạm đinh đang giòn vang không dứt va chạm với kình lực liên hoàn thật lớn của đàn chỉ thần công liễu sinh cương phu chỉ cảm thấy cánh tay phải vung đau tê mỏi gần như sắp không chịu được nữa rồi y không giống như trực giã luyện tập kiếm pháp một tay một tay vận kiếm vốn là việc ngu xuẩn ngay tại khi liễu sinh cương phu đang hết sức luống cuốn tay chân liễu sinh trực giã đã đuổi gờ iota ết đến trước mặt tiêu phàm lại là hàn quang chợt lóe liễu sinh trực giã kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào trong tay tiêu phàm đã cầm một thanh đoàn kiếm. Chuôi đoàn kiếm này, không phải tiêu phàm mang theo, mà là do đàm hiên khi bị liễu sinh hùng một kích đánh bay găm vào trên xà nhà, bây giờ được tiêu phàm cầm trong tay khi nào không biết. Sau đó, liễu sinh trực giã lại kinh ngạc phát hiện, tiêu phàm hề né tránh y, mà còn đón y gợi yêu ta tới. Vụt, mũi kiếm tương giao, liễu sinh trực giã cảm thấy một cỗ lực đạo thật lớn trên thân kiếm đánh úp lại, đang ở giữa không chung, không chỗ mượn lực, liễu sinh trực giã thân hình còm nhom giống như sao băng, hướng mặt đất rơi xuống thẳng tắp, tiêu phàm kiếm quang soàn soạt, như bóng với hình, theo sát gở yêu ta ết xuống. Tình thế chợt trở nên nguy ngập vạn phần. Trong lúc này, liễu sinh trực giã cũng bất chấp, hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng khởi động nội lực đan điền, dùng cánh tay còn sót lại đem hết toàn lực ngăn cản tiêu phàm tiến công. Kiếm quang tung hoành, giòn vang không dứt đoạn kiếm tiêu phàm cầm dường như trực tiếp dính lên trên đao võ sĩ của liễu sinh trực giã, bất kể liễu sinh trực giã múa kiếm như thế nào, cũng không bỏ rơi được tiêu phàm. Hắn một tay vận dụng đông dương đao, vốn đã cố hết sức rồi, hơn nữa hiện giờ sức mạnh từ thân hình hơn 50 cân của tiêu phàm cùng thanh đoàn kiếm liên miên truyền đến không dứt chỉ một lát sau liễu sinh trực giã đã thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm đìa. Đông dương đao nháy mắt trở nên nặng hơn ngàn cân, mỗi một lần dương lên đều cố hết sức. Điều càng làm Liễu Sinh trực giã tức giận đến hộp máu chính là, chiêu thức này vốn được y thường xuyên dùng để đối phó địch. Năm đó khi y còn nguyên vẹn hai cánh tay, cũng dùng loại chiêu thức này, không biết đã lấy đi bao nhiêu tính mạng võ sư ở nước kia. Cao cao tại thượng, nhìn tận mắt đám võ sư mồ hôi đổ như mưa, đem hết toàn lực chống đỡ, đem mỗi một giọt tiềm lực trong cơ thể đều bức bách ra, cuối cùng không phải bị y gợi yêu ta ít chết mà do mệt quá mà chết đấy. Liễu sinh trực giã đã cảm thấy vô cùng đắc ý rốt cuộc không ngờ tới, ngày hôm nay chính mình cũng bị nếm mùi vị như thế. Loại mùi vị này thật khó chịu. Nhưng mà lúc này, liễu sinh trực giã cũng không còn cách khác, chỉ có thể đem tất cả tiềm lực trong cơ thể mình đều bức bách ra, nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ, có thể chống được bao lâu thì chống. Quả nhiên là nguyên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. May mà đây không phải ở nước kia, mà là ở gia tộc liễu sinh, liễu sinh trực giã không phải một mình chiến đấu. 3K Liễu sinh cương phu rốt cuộc đánh bay tất cả phi đao lá liễu, thật vất vả ổn định trận tuyến, không đợi lão thở một cái, bỗng nhiên liền phát hiện liễu sinh trực giã đã lâm nạn ở phía bên kia. Thấy tiêu phàm nội lực mạnh, hơn nữa loại đấu pháp, vô lại, này, liễu sinh trực giã thật sự không chịu đựng thêm được nữa rồi. Liễu sinh cương phu không hề nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, củng cố tinh thần, quơ đao võ sĩ liền gỡ yêu ta tới. Nhìn qua, ánh đao soàn soạt như cũ, dường như không giảm nửa phần dũng mãnh trên thực tế kiếm pháp liễu sinh cương phu đã có chút biến dạng rồi vừa rồi cánh tay phải của lão bị tê mỏi làm sao có thể lập tức đã khôi phục như thường được chỉ có điều liễu sinh trực giã đang gặp nguy lão không được nửa phần trần trừ do dự đinh một tiếng vang thật lớn liễu sinh trực giã rốt cuộc đắn đo không được đao võ sĩ trong tay bay ra không cần suy nghĩ lập tức vội vàng thối lui giờ này khác này cũng chính là lúc y yếu ớt nhất, nếu tiêu phàm thừa thắng sông lên, y tuyệt không chống đỡ được. May mà liễu sinh cương phu đã chạy tới, tiêu phàm không thể không bỏ lại y để đi ứng phó với liễu sinh cương phu. Liễu sinh trực giã dùng sức một chút, cả người mồ hôi đầm đìa thân mình nhẹ tênh tênh bay lên, hướng về một chỗ xà nhà bay đi. Trốn trong bóng đêm thở gấp mấy hơi thở, khôi phục nội lực một chút mới được. Tên khốn kiếp này rất rào hoạt. Liễu Sinh trực giã vừa mới đứng vững thân mình trên xa nhà, còn chưa kịp thở dốc, chợt một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ phía sau truyền đến, cảm giác có một kẻ thù chí mạng ở phía sau y, cách y rất gần. Nhưng vừa rồi khi y nhảy về phía xa nhà này, rõ ràng không có phát hiện bất cứ sự bất thường nào. Là một gã xô cao thủ, có kẻ thù ẩn núp ở không gian nhỏ như vậy lại có thể qua mặt được y sao? Nhưng loại hơi thở nguy hiểm này rất thật, không có nửa phần giả dối. Liễu sinh trực giã nghiêng đầu. Gần như cả khuôn mặt và cái mũi đụng vào nhau. Trong đêm tối, một đôi mắt xanh lóng lánh làm người ta lạnh người. Mèo. Đây là một cái mặt mèo. Mèo mèo. Hắc lân hướng về phía liễu sinh trực giã chìa ra răng nanh bén nhọn, dựa vào ánh sáng nến nhìn qua, nụ cười của Hắc lân quả là quỷ dị, tràn đầy châm chọc và khinh thường. Một cỗ hơi thở tử vong kinh khủng chợt nhéo vào tim liễu sinh trực giã chương 385, liều mạng. Một tiếng kêu thảm thiết nhói tai. Liễu sinh cương phu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái tay còn sót lại kia của liễu sinh trực giã một mực bịt cổ, từ trên xà nhà rơi thẳng xuống. Tuy ánh nến cực kỳ mờ tối, liễu sinh cương phu vẫn mơ hồ nhìn thấy, có một đạo máu tươi vẩy ra từ chỗ cổ của liễu sinh trực giã. Đây là vết thương chí mạng. Tiêu phàm rõ ràng cách liễu sinh trực giã còn một đoạn, hình như liễu sinh cương phu cũng chưa hề nghe được tiếng ám khi xé gió, như thế nào mà liễu sinh trực giã bỗng nhiên liền bị trọng thương chí mạng. Tuy nhiên lúc này, liễu sinh cương phu làm sao còn có thể tỉnh táo để đi tiến hành phân tích tỉ mỉ. Trực giã, sao lại thế này? Liễu sinh cương phu một bên vùng đao tấn công mạnh, một bên lo âu gào lên. Mèo, mèo. Liễu sinh trực giã gắt gao bịt cổ, đứt quáng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và ý tuyệt vọng. Bản thân y bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, chính y rõ ràng nhất chỉ là liễu sinh trực giã chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại chết ở dưới mèo cao. Nạp ni, liễu sinh cương phu hoàn toàn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, kinh ngạc vạn phần. Cái gì mà mèo chó chứ? Cao thủ tranh chấp, làm sao có thể phân thần như thế? Hơn nữa đối mặt là tiêu phàm. Lão tổ tông, cẩn thận. Cách đó không xa, truyền đến tiếng kinh hô của liễu sinh hùng. Nhưng đã không còn kịp rồi ánh đao như nước bỗng nhiên bị kiềm hãm, một đạo hàn quang khác càng thêm sáng ngời trói mắt chợt đại thịnh, giống như như giải lụa phá vỡ đao mang trồng chất của cử quỷ yêu đao thẳng đến trung cung. Trong lúc này, đao võ sĩ của Liễu Sinh Cương Phu đã bị đoàn kiếm của Tiêu Phàm bước ở bên ngoài. Muốn hồi viện, bất kể như thế nào đều là không còn kịp rồi. Tuy nhiên trong nháy mắt, đoàn kiếm sắc bén vô cùng đã đâm tới trước ngực Liễu Sinh Cương Phu. Liễu Sinh Cương Phu kêu to một tiếng, xong nhẹ buông tay, vứt bỏ đao võ sĩ, hiếu trưởng, hô, một tiếng, mãnh lực chụp về phía đoàn kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Chuyên của tôi A còng A còng. Nét bên trong huyết quang, cổ tay của liễu sinh cương phu bị chém nứt, bàn tay bay lên giữa không chung. Liễu sinh cương phu không hổ là lão quỷ tử kinh nghiệm chiến trận, phản ứng rất nhanh, tâm địa cũng áp độc, mắt thấy ngay sau đó chính là tai ương mổ bụng phanh thây, không cần suy nghĩ, liều mạng vứt bỏ một bàn tay, cũng phải tránh được một kiếm tất sát này. Tráng sĩ tự chặt cổ tay. Như vậy trì hoán, liễu sinh cương phu đã phi thân trở ra, chợt lóe đã đến bên người liễu sinh trực giã. Liễu sinh trực giã mềm nhún tựa vào một cây cột trên hành lang, máu tươi không ngừng phun ra từ cổ của y, xuyên thấu qua khe hở, dò dỉ chảy xuôi. Giữa một hơi ngắn ngủn, liễu sinh trực giã liền dường như nằm trong vũng máu, sinh mạng tinh hoa, đang nhanh chóng từ trên người y trôi đi mất động mạch cổ vỡ tan bất kể loại cao thủ tuyệt thế nào cũng không lực xoay chuyển trời đất đều trong khoảng thời gian ngắn mất hết máu mà chết trực giã liễu sinh cương phu bất chấp chỗ cổ tay bị đứt máu đang chảy không ngừng vội kêu lên liễu sinh trực giã chỉ là hướng về phía lão khó khăn nhếch miệng cười cũng rốt cuộc nói không nên nửa lời lão tổ tông người thế nào rồi liễu sinh hùng cũng từ bỏ rằng co với đàm hiên bay nhanh chạy tới bên người liễu sinh trực giã vẻ mặt lo âu bất an Tuy nhiên trong nháy mắt, thế cục liền trở nên hỏng bét như thế, hai vị lão tổ tông được coi là chỗ dựa lớn nhất của liễu sinh hùng song chiến tiêu phàm, ai ngờ không ngờ là kết cục như vậy. Cả hai bị trọng thương, một người trong đó sắp biến thành một thi thể lạnh băng. Ba ca, Liễu sinh cương phu ngước cổ lên, rú lên điên cuồng một tiếng, hoàn toàn như một ác lang bị đánh gãy lưng, không cam lòng chết. Tiêu phàm và đàm hiên chậm rãi đi tới, một tả một hiếu, bày ra xu thế vây kín. Liễu sinh hùng, thắng bại đã rõ ràng, lập tức thả con gái của ta ra. Tôi sẽ xem xét thả ngươi một con đường sống. Đàm Hiên nhìn Liễu sinh hùng, lạnh lùng nói. Phi, Liễu sinh hùng lúc này lại đối với Đàm Hiên nhổ một bãi nước miếng, sắc mặt vô lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Đàm Hiên lập tức trầm xuống, quai hàm nhất trống nhất trống, rất rõ ràng. Bà đã bị động tác vô lại này của Liễu Sinh Hùng hoàn toàn chọc giận. Cuống hồ tới hiện tại bà vẫn chưa nhìn thấy con gái, sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Tiêu phàm, gợi yêu ta ít bọn họ, chúng ta đi tìm Trần Dương. Không hổ là đặc công vương bài, tính cách vô cùng kiên nghị, vô cùng quyết đoán. Ba ca nhà lỗ, liễu sinh hùng cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng rú lên điên cuồng. Mọi người cùng nhau chết. Liễu sinh cương phu điên cuồng kêu lên, mạnh đoạt trước hai bước, chắn trước người liễu sinh hùng, hai mắt trừng lớn, giống như mãnh thú bị nhốt ở bên trong tuyệt cảnh hung quang bắn ra bốn phía, tất cả đều là ý định liều mạng. Không tốt, sư tỷ, mau lui lại. Tiêu phàm lập tức cảm thấy hơi thở nguy hiểm cực độ, lập tức nhắc đàm hiên một tiếng, không chút do dự lùi về phía sau. Đàm hiên giác quan thứ sáu cũng không kém so với hắn, gần như là đồng thời cùng hắn bay ngược về phía sau. Dù là như thế, vẫn là hơi trễ chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đám xương khói màu vàng mạnh mẽ bào ra ở trước mặt liễu sinh cương phu, mang theo một cỗ mùi hôi uế khó có thể nói nên lời, vô số phi châm nhỏ hình dáng gai sắc giống như tia chớp bắn nhanh về phía tiêu phàm và đàm hiên. Loại đạn khói này là đạo cụ ninja thường dùng, nhưng đạn khói mà liễu sinh cương phu bắn tới này lại rõ ràng trải qua cải tiến của khoa học kỹ thuật hiện đại, uy lực to lớn đã có thể so với bom bi quân dụng. Cương châm gai sắc, tốc độ cực nhanh, ám khí phi châm bình thường mãi mãi không thể sánh kịp. Tiêu phàm sau đó vội vàng thối lui, đoàn kiếm trong tay sớm vũ thành một đoàn quầng sáng, che kín toàn thân mình ở bên trong, kín không kẽ hở. Viên, bom mi, thứ nhất uy lực chưa hoàn toàn tiêu tan, ô, một tiếng, viên, bom mi, thứ hai lại từ trong xương khói màu vàng bắn nhanh. Trong tiếng nổ bung ở trong trạch viện, lại là vô số phi châm nhỏ hình dáng ám khi bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Tiêu phàm, hừ, một tiếng thân mình đã bay nhanh lui ra bên ngoài trạch viện, lật tay nhét một viên thuốc vào miệng. Đàm Hiên thì lắc mình núp ở sau một cột trụ thô to trên hành lang, chỉ nghe phía sau giống như mưa chuối vậy, một trận dày đặc đột nhiên vang, hơn 10 phi châm bắn cắm vào cột trụ trên hành lang. Không con viên, bom bi, thứ ba phát ra nữa. Dựa vào uy lực của loại, bom bi, này mà nói, cao thủ bình thường, bất kể người có nhiều hơn nữa, một viên cũng đủ để giải quyết hết, liên tiếp vận dụng hai viên, dù sao mạnh mẽ như tiêu phàm đàm hiên, muốn tránh đi hết, cũng thật sự không dễ dàng lại phát thêm viên bom bi thứ ba, hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa phạm vi sát thương của bom bi này là mang tính bao trùm, không có góc chết. Nếu người phóng ra cách phạm vi quá gần, bản thân cũng giống như ở dưới sự bao trùm sát thương của bom bi, không thể trốn tránh. Cho nên Liếu Sinh Cương Phu mới điên cuồng gào thét cùng chết. Thế cục cực độ bất lợi, hiển nhiên phải tiêu diệt toàn quân, lão quỷ này cứ vậy nổi lên ý định liều mạng mấy ngọn nến ít ỏi trong đình viện gần như toàn bộ tắt, chỉ có một ngọn đang chập trần gắt gao chống đỡ. Đối với toàn bộ trạch viện mà nói, ánh nến mờ tối như vậy của một ngọn nến gần như có thể không cần tính. Trong trạch viện bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiêu phàm ở ngoài cửa lại chậm rãi bước vào trong trạch viện. Nếu như là ở ban ngày, hoặc là ở chỗ đèn đuốc sáng trưng, có thể rất rõ ràng nhìn thấy chỗ đầu vai và đùi hắn, đều có chút máu thấm ra. Tiêu Phàm bị thương, bất kể trưởng giáo chân nhân đương đại của vô cực môn võ nghệ cao cường, nhưng dưới tình hình như vậy, dù sao cũng khó bảo toàn bản thân mình không bị chút tổn thương nhỏ nào. Đàm Hiên so với hắn bị thương càng nặng, chẳng qua y phục là màu đen, lại trong hoàn cảnh mờ tối, rất khó thấy rõ ràng. Nhưng từ hít thở của Đàm Hiên có thể nghe ra được, bị thương không nhẹ. Cả người đều dựa vào cột trụ trên hành lang. Sư tỷ, tỷ như thế nào rồi? tiêu phàm hai hàng lông mày nhào lên, thấp giọng hỏi. Không chết được. Đàm Hiên cười khổ một tiếng, đáp. Mau đi xem, cứu tố tố ra. Vâng. Tiêu phàm gật gật đầu, tay cầm đoạn kiếm, chậm rãi hướng về trong đình viện. Hai bóng người mơ hồ co giúp ở dưới cây cột trụ trên hành lang, cho dù ngọn đèn trong đình viện cực tối, tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được, hai bóng đen này chính là liễu sinh cương phu và liễu sinh trực giã. Toàn thân bị phi châm cắm đầy rậm rạp, đều chết hết rồi chứ. Đàm Hiên cũng giấy dụa đi tới bên người tiêu phàm, đứng sóng vai cùng hắn, nhíu mi nói. Đều chết hết rồi. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Không cần lại gần để xác nhận, tiêu phàm dùng thần niệm lực đảo qua, liền biết rõ ràng rồi. Hai lão quỷ tử này chính là tộc lão nhiều tuổi nhất của gia tộc Liễu Sinh, đã là hai người chết, chết hoàn toàn. Đàm Hiên hai hàng lông mày nhau càng chặt hơn nơi này chỉ có thi thể của liễu sinh cương phu và liễu sinh trực Giá, không nhìn thấy liễu sinh hùng. Liễu sinh cương phu ở trước khi phát quả, bom bi, đầu tiên đã dành trước chắn cho liễu sinh hùng. Liễu sinh hùng là cháu đích tôn của liễu sinh cương phu, lão quỷ tử không tiếc hết thảy liều mạng, đương nhiên là muốn tranh thủ cho gã một con đường sống. Hai cái người hoa hạ kia nhìn qua tư văn hữu lễ, nhưng liễu sinh cương phu trong đầu rõ như kính, bất kể tiêu phàm hay là đàm hiên, sau khi cứu Trần Dương ra, đều sẽ không chút do so dự gỡ Iota ết chết liếu sinh hùng. Bất kể là ai, cũng sẽ không cho phép một đối thủ như vậy tiếp tục sống trên đời, bằng không cả đời sau này, đền ngủ cũng không yên. Chạy! Đàm Hiên, hừ, nói. Ngay tại vừa rồi, Đàm Hiên đã dùng thần niệm lực vội vàng dò xét một lần trong đình viện, không có tìm được bóng dáng của liễu sinh hùng. Đơn thuần mà nói thần niệm lực của Đàm Hiên không hùng mạnh bằng tiêu phàm. Ở phương diện này, Tiêu Phàm có thiên phú cực kỳ kinh người. Tuy nhiên chỉ có là hoàn cảnh kiến miết tối tăm này đi tìm một người, vẫn là không làm khó được Đàm Hiên. Nhưng Liễu Sinh hùng là cái nhìn ra, Đàm Hiên cũng không dám xem thường. Trước đó, bà vẫn chưa từng nhận thấy được sự tồn tại của Liễu Sinh trực giá, cứ thế bị cái lão quỷ tử kia ở sau lưng đánh lén một phen, bị thương không nhẹ. Chạy. Tiêu Phàm lại khẽ gật đầu một cái, khẳng định trả lời. Đàm Hiên biến sắc. Liễu Sinh Hùng chạy rồi, biết đi đâu cứu Trần Dương đây. An toàn của con gái mới là trọng yếu nhất, tương đối mà nói, tên khốn cây Iota ép của gia tộc Liễu Sinh này gỡ Iota S hay không, trái lại là chuyện sau khi cứu được Trần Dương ra rồi nói. Liên vào lúc này, một hồi tiếng ô tô gầm rú vang lên ở cách đó không xa. Chạy về bên kia, trên nóc nhà truyền đến giọng nói của Tân Lâm. Đuổi theo, tiêu phàm kêu lên. Một bước xa, bóng dáng chợt lóe đã ra bên ngoài đình viện. Lại là bóng người chợt lóe Tân Lâm nhẹ tinh tinh từ nóc nhà hạ xuống, đứng ở bên cạnh của hắn. Audio điện tử võ tấn bền chương 386, nên lấy dũng khí truy đến cùng hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh ra khỏi cửa sau liễu sinh trang. Bốn tia xét sáng như tuyết đâm rách bầu trời đêm, trời càng tối, xe cộ trên đường càng ít, tốc độ của hai chiếc xe đều cực kỳ nhanh chiếc xe phía sau là do Tân Lâm tự lái, tiêu phàm ngồi ở ghế phụ. Kỹ thuật lái xe của Tân Lâm là không có gì phải bàn cãi, nhưng rõ ràng Liễu Sinh Hùng cũng là một cao thủ, rất nhiều lần Tân Lâm muốn vượt qua nhưng không thể vượt qua được. Liễu Sinh Trang ở góc phía đồng bắc của thành phố Bắc Điền, qua trang viên không xa là đến ngoại thành. Đây là con đường đi qua công viên Tĩnh Xuyên. Tình hình giao thông vẫn như cũ, tuy nhiên so với con đường ở trong thành phố thì đường qua công viên Tĩnh Xuyên hẹp hơn nhiều, chỉ có hai làn xe. Trên con đường chật hẹp thế này, muốn vượt lên lại càng khó khăn hơn. Tân Lâm gắt gao bám theo đuôi xe phía trước. Hai mấy cây em đường núi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Dù biết rõ rằng con gái ở ngay phía trước, mắt nhìn thấy được, nhưng lại không thể vượt qua, không thể chặn được, đàm hiên ngày càng lo âu. Tuy nhiên đàm hiên không nói gì thêm. Kỹ thuật lái xe sủa Tân Lâm rất tốt, cho dù từng là át chủ bài của đội đặc công, cũng tự nhận là bản thân mình chưa chắc đã hơn được tân lâm. Hơn nữa tình trạng hiện tại của cô cũng không tốt. nhờ vào phản xạ của ngọn đèn có thể nhìn ra trên người đàm hiên có không ít vết máu. liễu sinh cương phu gần lúc chết liền liều mạng khiến cô và tiêu phàm bị thương không ít. đàm hiên đã uống thuốc giải độc nhưng có thể họ ẩn toàn ngăn chặn độc dược trên chiếc phi tiêu được hay không cũng không thể khẳng định hoàn toàn. nhưng để cứu con gái thì tất cả những điều này đều đáng. thế núi cao tuy là con dốc nhưng tốc độ của hai xe cực kỳ nhanh. Thậm chí có hai lần Tân Lâm đã áp sát bên trái nửa thân xe rồi, gần như là chạy song song với xe của Liễu Sinh Hùng. Mỗi lần Liễu Sinh Hùng đều dốc sức đánh tay lái, bước Tân Lâm lao về phía hàng rào. Phía xa xa là cổng vào công viên Tĩnh Xuyên. Đường cũng dần rộng hơn. Tân Lâm gắt gao nhìn chiếc xe Toyota phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, mím môi thật chặt, chân giẫm cần ga, dần dần hạ thấp xuống chỉ chờ liễu sinh hùng có chút sơ sẩy liền lập tức lao lên vượt qua ngăn anh ta lại cẩn thận đàm hiên bỗng nhiên hét lên một tiếng hét kinh hãi chỉ thấy cửa xe ghế lái phụ của chiếc xe phía trước đột nhiên mở ra không đợi đàm hiên nói câu thứ hai một thân hình rơi như bay từ trên chiếc toyota xuống hắt xì tân lâm phanh xe gấp chiếc xe phát ra tiếng két chói tai bởi vì tốc độ xe quá nhanh phanh lại quá gấp lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành một làn khói đen mùi cao su bị cháy sộc thẳng vào mũi. Bóng người trên xe lái phụ ngã xuống quay mấy vòng trên mặt đường, lăn đến vòng bảo hộ mới ngừng lại. Ánh mắt của Tiêu Phàm và Đàm Hiên tối om, nhờ ánh đèn từ chiếc xe thoáng nhìn cũng lập tức nhận ra, đây là Trần Dương. Thời khắc mấu chốt, Liễu Sinh Hùng đẩy Trần Dương xuống xe để giữ tốc độ truy đuổi. Hai chiếc xe theo nhau rất sát, dù kỹ thuật lái xe của Tân Lâm rất tốt, nhưng thiếu chút nữa đâm vào Trần Dương đang lăn trên đường vừa phanh gấp xe vừa đánh gấp tay lái bánh xe lượn qua người trần dương lại xông lên phía trước một đoạn rồi mới dừng lại trên đường tố tố không đợi xe dừng hẳn đàm hiên đã đẩy cửa xe ra nhảy xuống cấp tốc chạy về phía trần dương mới chạy được vài bước bỗng nhiên dưới chân mềm nhún ngã về phía trước sư tỷ một cánh tay mạnh mẽ vươn tới đỡ lấy cánh tay đàm hiên tiêu phàm xuống xe chậm hơn bà một chút nhưng động tác lại nhanh nhẹn hơn dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, trên trán Đàm Hiên đầy mồ hôi, cắn chặt môi, dường như đang chịu đựng nỗi đau nào đó. Tiêu Phàm cũng nhìn thấy, trên người Đàm Hiên rất nhiều chỗ bị chảy máu. Lúc bom bùng nổ, dù Liễu Sinh Cương phu chủ yếu hướng về phía Tiêu Phàm, điểm nổ khá gần Tiêu Phàm, nhưng trong tay Tiêu Phàm có đỏ ẩn kiếm, kịp thời chặn lại bộ phận phi châm. Đàm Hiên cách khá xa, lại chỉ có tay không vì thế thương tích nghiêm trọng hơn Tiêu Phàm nhiều. "Sư tỷ, có nặng lắm không?" Tiêu Phàm vội vàng hỏi, tràn đầy ân cần. Đừng lo, mau đi cứu Tố Tố. Đàm Hiên cắn răng, miệng lầm bẩm mấy chữ, chuyển thân một cái liền đứng thẳng, đi bước lớn về phía trước. Sau khi Trần Dương đâm vào hàng rào, liền nằm ở đó không hề nhúc nhích. Tố Tố, Tố Tố. Đàm Hiên bước nhanh đến bên người Trần Dương, liên thanh kêu lên. Hai tay Trần Dương bị trói ở phía sau lưng, trang phục trên người vẫn còn chỉnh tề tuy nhiên bị Liễu Sinh Hùng đẩy trên xe xuống, lăn trên đường nhiều vòng, lại đụng trúng vòng bảo vệ, cũng bị thương không nhẹ, trên đầu đầy vết máu, bị hôn mê rồi. May mà ngực vẫn còn phập phồng. Đàm Hiên bất chấp tất cả, ôm con gái vào trong lòng, nước mắt rơi lã trã. Tiêu Phàm ngồi xổm bên cạnh Trần Dương, trong tay lóe lên tia sắc bén, Liễu Diệp Phi đao lộ ra, cắt đứt dây trói tay Trần Dương. Đàm Hiên giơ tay khống chế mạch cổ tay cho con gái, nội lực xuyên qua nội quan huyệt của Trần Dương, đưa vào trong cơ thể cô ấy. Đàm Hiên, hừ, một tiếng, gần như là ngã ngồi. Sư tỷ tiêu phàm hai hàng lông mày nhướn lên. Đàm Hiên liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói, cậu truyền, hạo nhiên chính khí cho nó. Đàm Hiên sốt ruột cứu con gái, lại quên mất rằng Trần Dương đã tu luyện, hạo nhiên chính khí cũng có chút thành tựu, có chân khí lạ, xâm lấn, hạo nhiên chính khí lập tức tự động hộ chủ nội lực vốn dĩ của đàm hiên thâm hậu nhiều so với trần dương dù hảo nhiên chính khí là thần công hộ thể số một của vô cực môn thời gian tu luyện của trần dương chưa lâu tất nhiên không thể là đối thủ của đàm hiên chỉ có điều hiện tại đàm hiên bị thương chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hụt lại không hề phòng bị nên mới bị thiệt thòi như vậy tiêu phàm thẹn thùng cười nói đúng thế tố tố là một lựa chọn thích hợp có thích hợp hay không lẽ nào cậu rõ hơn tôi sao đàm hiên lại nhớn mày lên qua nhiều năm như vậy, Đàm Hiên vẫn chưa truyền thụ nội công tâm pháp của vô cực môn cho Trần Dương, chỉ truyền cho cô ấy chút ít võ công gia truyền. Thứ nhất, Đàm Hiên chỉ là đệ tử ký danh của Tổ sư Chỉ Thủy chứ không phải đệ tử chính thức. Đệ tử ký danh và đệ tử chính thức rất khác nhau đấy, đó là không được xếp vào gia phả vô cực môn. Nói cách khác, Tổ sư Chỉ Thủy đồng ý cho cô làm đệ tử của mình, nhưng sự huynh đệ khác chưa chắc đã tán thành cho cô làm đồng môn của họ. Cho dù đồng môn sư huynh đệ tán thành cô nhưng các môn nhân khác của vô cực môn cũng sẽ không chấp nhận cô. Còn đám người tiêu phàm, văn thiên thì họ ẩn tò ẩn khác rồi. Tiêu phàm thì khỏi cần nói, đại trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn sẽ được hậu bối đệ tử mãi mãi tôn kính. Nhiều năm sau sẽ được xếp cùng hàng với các sư tổ khác, được các đệ tử khác hương khói kính bái. Văn thiên cũng được liệt vào gia phả của vô cực môn. Nếu không được sự cho phép của sư phụ thì đệ tử ký danh không được tùy tiện truyền thụ sư môn tuyệt kỹ cho người khác. Đương nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là, Đàm Hiên đã kiểm tra thể chất và một số đặc thù trên cơ thể Trần Dương, cho rằng Trần Dương không thích hợp tu luyện nội công của vô cực môn, vì vậy không có truyền thụ. Tiêu Phàm cười cười, nói, "Sư tỷ, thứ mà sư tỷ tu luyện không phải là hạo nhiên chính khí." bà không luyện qua hạo nhiên chính khí thì bà sẽ không thể biết được trần dương có phải là người thích hợp hay không tuy nhiên với tình hình hiện tại này không phải là thời gian tốt để thảo luận những vấn đề này tiêu phàm chỉ giải thích đơn giản nửa câu liền lập tức vươn tay ra giữ mạch cổ tay trần dương mạnh mẽ đưa hạo nhiên chân khí vào trong cơ thể trần dương lần này không tắc nghẽn chút nào qua một lúc trần dương mơ màng tỉnh dậy lúc còn đang mơ hồ liền theo bản năng dãy dụa không ngừng tô tố, tố 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 là mẹ đây đàm hiên vừa mừng vừa sợ vội vàng liên tiếp nói giơ tay vuốt nhẹ gương mặt trần dương mẹ mẹ thực sự là mẹ sao mẹ trần dương hết sức vui mừng cuối cùng cũng tỉnh táo kêu lên là mẹ đây đàm hiên vui đến phát khóc gắt gao ôm lấy con gái tô tố, tố con không sao chứ dù là át chủ bài của đặc công thì trước mặt con gái của mình bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi Mẹ, con không sao, mẹ, mẹ đừng khóc. Trần Dương không chịu nổi, liên tiếp kêu lên, chân tay luống cuống. Sư tỷ, tố tố không bị nội thương. Tiêu Phàm đứng bên cạnh vừa nói vừa truyền, hạo nhiên chân khí vào trong cơ thể Trần Dương. Tuy nhiên Trần Dương bị đẩy trên xe xuống nên bị chảy ra và bị chật xương, đây là điều không thể tránh khỏi. Còn não bộ có bị chấn động hay không hiện tại cũng chưa xác định được. Dù sao Tiêu Phàm cũng không phải là dụng cụ kiểm tra trong bệnh viện lúc này trần dương mới chú ý tới tiêu phàm ở bên cạnh không khỏi a à, lên một tiếng dãy dụa muốn đứng lên trước mặt tiêu phàm mà cô lại nằm trong lòng người khác thế thì phải làm sao đây dù đó là mẹ của mình cũng không được mắc cỡ chết người ta rồi ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ có thể nhìn thấy rõ bóng người mà thôi chứ không thể thấy được hiện tại trần dương đang đỏ bừng mặt lên rồi tiêu phàm lập tức nói với đàm hiên sư tỷ thế này đi tỷ đưa tố tố về nội thành trước đi bệnh viện kiểm tra để sẽ đuổi theo liếu sinh hùng này tại sao anh lại gọi mẹ tôi là sư tỷ lần này khiến trần dương hoàn toàn ẩn hồ đồ rồi cô lập tức mở to hai mắt nhìn không hiểu chuyện gì cả giọng điệu vừa lo lắng vừa kinh ngạc tiêu phàm khoát tay áo nói bây giờ đừng thắc mắc về chuyện này nữa mẹ cô bị thương cần phải được điều trị gấp dựa vào tình hình khi nãy của đàm hiên thì cô ấy bị thương không nhẹ đàm hiên đánh giá tiêu phàm vài lần nói cậu cũng bị thương hay là đừng đuổi theo nữa trước tiên cứ trở về rồi tính tiếp mấy vết máu trên người tiêu phàm không thể lừa gạt được ánh mắt đàm hiên phi tiêu mà liễu sinh hùng vừa ném ra không biết có độc hay không bây giờ vẫn khó nói nhưng nhất định là điều trị càng sớm càng tốt liễu sinh hùng hiện tại đã đi vào ngõ cụt bây giờ là thời cơ tốt để tiêu diệt gã không thể để cho gã có thời gian trì hoãn diệt cỏ phải diệt tận gốc Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, người thân của hắn đang lầm vào nguy hiểm, nên lấy dũng khí truy đến cùng, không thể tha cho kẻ tàn bạo. Chương 387, vách đá treo leo. Công viên Tĩnh Xuyên trong đêm tối có vẻ yên tĩnh thần bí. Công viên rộng lớn dưới ánh trăng trong trẻo, nhưng lạnh lùng, phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt, khiến người ta không kìm được mà lạnh cả người. Tiêu Phàm và Tân Lâm đi bộ tới đây, Đàm Hiên là người có tính cách rất quyết đoán, thấy tiêu phàm nhất định phải tiêu diệt Liễu Sinh Hùng, Đàm Hiên cũng không ngăn cản. Liễu Sinh Hùng là tên đầu sỏ bắt cóc Trần Dương, vì thế Đàm Hiên càng căm hận gã quỷ Đông Dương này hơn ai hết. Nhân cơ hội này gờ yêu ta Liễu Sinh Hùng thì sau này Trần Dương cũng được an toàn, không cần lo lắng để phòng nữa. Đàm Hiên theo đề nghị của Tiêu Phàm lập tức lái xe trở về nội thành, Tiêu Phàm và Tân Lâm sẽ tiếp tục truy đuổi. Trần Dương trong lòng đầy khả nghi, lòng hy vọng tiêu phàm sẽ không rời đi như vậy. Nhưng tình hình lúc này rõ ràng không phải là lúc nói chuyện tư tình nữ nhi như vậy. Tuy nhiên lúc lên xe, Tràn Dương vẫn biếu môi tỏ vẻ nghi ngờ, hai, Liễu Sinh Hùng đã đi xa rồi, các anh đuổi theo thế nào được. Trên đường bọn họ chậm chế tốn không ít thời gian, thời gian đó cũng đủ để Liễu Sinh Hùng đi cách xa 20 cây em rồi. Khoảng cách này nếu lái xe thì chỉ mất mấy phút nhưng còn đi bộ thì phải mất 3-4 tiếng hơn nữa định vị thế nào cũng là một vấn đề lớn. Ý của Trần Dương là muốn đi cùng Tiêu Phàm và Tân Lâm truy đuổi Liễu Sinh Hùng. Trần Dương cũng muốn biết thân phận thật của Tân Lâm, người mà luôn như hình với bóng với Tiêu Phàm. Cô gái này chẳng những dáng người xinh đẹp hơn nữa võ nghệ cũng cao cường, gợi yêu ta ít người không chấp mắt. Cho dù không dính dấp gì đến Tiêu Phàm, nhưng cũng đủ khiến Trần Dương có hứng thú. Tuy nhiên Tiêu Phàm lại không chút khách khí gạt bỏ ý nghĩ của cô đi. Đàm Hiên bị thương rất nặng, Trần Dương nhìn qua giường như cũng thấy được. Bị ngã từ trên xe rồi lăn mấy vòng như thế, không đi bệnh viện kiểm tra một chút, làm sao có thể yên tâm được. Cuối cùng là nhờ vào sự sắp xếp của tiêu phàm, Trần Dương cũng bắt đắc sĩ đi theo mẹ lái xe theo đường cũ quay về. Đương nhiên, đây cũng là do Trần Dương không biết Đàm Hiên bị thương không nhẹ. Vết máu trên người Đàm Hiên cũng không rõ, nhìn qua chỉ giống như bị thương ngoài da mà thôi chỗ mà trần dương ngã xe cách công viên tĩnh xuyên khá gần tuy nhiên chỉ trong chốc lát tiêu phàm và tân lâm cùng nhau đuổi tới quảng trường công viên hắc lơ lông đen trắng lẫn lộn theo sát dưới chân họ trải qua thời gian ngắn nghỉ ngơi bộ lông trên người hắc lân dần biến thành màu đen đợi đến khi toàn thân trên dưới phát sáng cũng là lúc thương tích trên người hắc lân khỏi hoàn toàn liễu sinh hùng dừng chiếc xe toyota ở một bên quảng trường công viên không ở trong xe tân lâm nhẹ giọng nói ra Tiêu phàm gật gật đầu, giác quan thứ sáu của hắn càng nhạy bén hơn Tân Lâm. Trên thực tế Liễu Sinh Hùng chỉ vừa mới rời khỏi đây. Hai người dần tiếp cận chiếc xe Toyota kia, dừng lại cách xe mấy bước, chứ không tiến lại gần quá. Tuy rằng Tiêu phàm và Tân Lâm rất tự tin về bản thân mình, nhưng cử quỷ lưu, ninjatsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja đều có bí mật độc đáo. Nếu chẳng may Liễu Sinh Hùng trên xe triển khai thủ cước bọn họ có thể không phát hiện được cách xa một chút càng an toàn. Tiêu phàm lật tay, huyền vũ giáp, im hơi lặng tiếng hiện ra trong tay hắn. Hướng đông bắc, tiêu phàm hạ giọng nói nhỏ. Ngay tại chỗ chiếc Toyota rừng không xa có một đường mòn trong rừng, đi thông qua rừng rậm chính là hướng đông bắc. Liễu sinh hùng nhất định là đi theo đường mòn này trốn vào trong rừng. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói là gã tự tìm đến chỗ chết. Nếu Liễu Sinh Hùng trốn về thành phố thì khó giải quyết. Dù thế nào, đây là nước Đông Đảo, là thế giới văn minh có pháp luật cai quản. Nếu Liễu Sinh Hùng thực sự nhờ vào sự che chở bảo vệ của cảnh sát thì dù Tiêu Phàm và Tân Lâm có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể công nhiên tấn công cảnh sát của nước Đông Đảo. Hơn nữa, hiện tại thì Tiêu Phàm vẫn là tội phạm truy nã của cảnh sát thành phố Bắc Biên. Hiện tại Liễu Sinh Hùng đang lẩn trốn trong rừng sâu, giao đấu trong rừng sâu hoàn toàn dựa vào thực lực của hai bên. Cứ cho là cảnh sát Đông Đảo đến cứu Liễu Sinh Hùng thì trong rừng rậm thế này dù nhiều cảnh sát chăng nữa thì cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi, căn bản không có nhiều tác dụng. Đi thôi, tiêu phàm không do dự nữa, lập tức hướng về phía con đường mòn. Mèo meo hắc lân kêu một tiếng, thân mình vào chạy lên phía trước tiêu phàm, lung lay mấy cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiêu phàm và tân lâm nhìn nhau cười. Con mèo béo này ngày bình thường rất lười biếng, dường như không có tinh thần làm gì cả, một khi rơi vào trạng thái, chiến đấu, thì lập tức trở lên hưng phấn vô cùng, ý chí chiến đấu sụp sôi. Quảng trường công viên Tĩnh Xuyên có 7-8 con đường mòn đi vào rừng sâu. Điểm cuối cùng của con đường mòn này không phải là núi sâu chùa cổ, thì cũng là những danh lam thắng cảnh. Những phiến đá xanh trải trên mặt đường chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Nếu giao hội thì phải nghiêng người đi mới có thể nhường đường. Đường mòn dưới chân tiêu phàm, bán đá xanh phủ kín rêu xanh, vừa trơn vừa ẩm, có thể thấy là rất lâu rồi không có ai đi đường này. Đại đa số các du khách từ các nước châu Á khác đến thành phố Bắc Điền để du lịch chủ yếu là xem tuyết rơi và thành phố. Trong số những thắng cảnh ở công viên Tĩnh Xuyên chỉ có hai tòa cổ tháp nổi tiếng là có sức hấp dẫn với các du khách. Đa số các du khách đến cổ tháp không phải để lễ Phật mà để trải nghiệm điểm độc đáo của Phật giáo ở Đông đảo không giống với ở các nước khác. Trên thực tế ở các nước khác nhau và khu vực khác nhau thì đều có sự bất đồng trong Phật giáo trừ điểm này ra thì các du khách đi tham thú các điểm du lịch khác cũng ít hơn nhiều. Đường mòn trong rừng này không biết là sẽ thông đến nơi nào. Mới vừa tiến vào trong rừng không lâu, bốn phía hoàn toàn tối dần, những bóng cây cao lớn đã che hết ánh sáng bên ngoài. Cho dù là giữa ban ngày thì trong rừng cũng tối om chứ đừng nói là ban đêm. Tân Lâm bật đèn pin lên. Không phải đèn ở điện thoại mà là chiếc đèn pin chuyên dụng nhỏ, điện dự trữ nhiều hơn pin điện thoại. Tân Lâm điều chỉnh mức tiết kiệm điện để duy trì thời gian lâu hơn. Dựa vào thị lực của cô và tiêu phàm chỉ cần ngọn đèn chiếu sáng như vậy là đủ rồi. Hai người và một mèo trong rừng từ từ tiến lên phía trước, nháy mắt mà đã trôi qua hai ba tiếng. Màn đêm buông xuống, đỉnh đầu và xung quanh càng đen kịt, giống như một cái chảo úp xuống, giam cầm mọi vật vào trong đó. Sương mai đã lên, trong rừng khắp nơi đều là sương mù. Dù có đèn pin cũng không thể nhìn được tình hình cách đó được 3 đến 4 mét. Trong rừng rậm, cú vọ thỉnh thoảng kêu to, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu của những động vật khác, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tiêu Phàm và Tân Lâm đều không nói gì, cứ thế tiến về phía trước. Cùng nhau đi trên con đường đá đầy rêu xanh, không hề mở rộng phạm vi. Từ đầu đến cuối, Huyền Vũ Giáp đều chỉ dẫn Tiêu Phàm đi về phía trước, không hề sợ hãi làm mất mục tiêu đi được thêm nửa tiếng nữa thì trước mắt đột nhiên sáng sủa. Hóa ra là đã ra khỏi rừng sâu. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là tạm thời ra khỏi rừng sâu. Căn cứ theo biểu hiện của địa đồ, công viên Tĩnh Xuyên là một công viên nguyên thủy ở phía Bắc, vô cùng rộng lớn. Nếu đi bộ, cho dù là đi thẳng không có bất kỳ trở ngại gì thì ít nhất cũng phải mất 10 ngày đến nửa tháng mới có thể đi qua cánh rừng. Sương mù vẫn dày đặc như trước, tầm nhìn cũng không tốt hơn khi ở trong rừng là bao mặt đường trải đá xanh uốn lượn về phía trước, bên đường không có những cây đại thụ che chắn nữa mà trơ trụi, chọc lóc. Hai bên đã là vách đá vách núi dựng đứng. Bởi vì sương mù lượn lờ, thấy không rõ lắm hai bên vách đá vách núi dựng đứng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng độ dốc thì gần như là vuông góc, chỉ cần nhìn đoạn ngắn trước mặt giường như có phần kỳ hiểm như vách đá dựng đứng tây nhạc hoa sơn. Tân lâm dừng bước, hai hàng lông mày xinh đẹp việt trần nhẹ nhàng nhào lên. Không đúng, Tiêu phàm thu chân phải về, nhìn về phía tân lâm, thần sắc mang theo ý dò hỏi. Không phải là liễu sinh hùng muốn chạy trốn. Tân lâm lập tức giải thích nói. Nếu muốn chạy trốn lấy mạng, trong lúc hoảng loạn chạy bừa vào rừng sâu là điều có thể hiểu được. Con người cũng có lúc hỗn loạn, trong tình hình lúc đó, hai vị tộc lão của Liễu Sinh Hùng cùng bị Uy Hát Yêu ta ép đến tính mạng, Liễu Sinh Hùng mất đi năng lực phán đoán bình thường, chắc chắn là có nguyên do của nó nhưng con đường trước mắt này rõ ràng là thông đến vách núi dựng đứng. Cho dù liễu sinh hùng hồ đồ chuyển hướng, từ liễu sinh trang chạy đến hiện tại đã trôi qua 4 giờ rồi. Gã có đủ thời gian để làm theo suy nghĩ của mình, sao có thể hồ đồ đến mức chạy đến đường cục thế này. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành phân tích của Tân Lâm. Trên thực tế, vừa bước lên đường mòn vách đá dựng đứng này, trong lòng tiêu phàm thì có một loại cảm ứng hết sức kỳ lạ. Nơi đây có được lực lượng thần kỳ nào đó, có thể làm nhiễu năng lực thần niệm của hắn. Cái gọi là năng lực thần niệm, chính là giác quan thứ sáu không ngừng được cường hóa, có quan hệ mật thiết với thuật pháp. Nơi đây có thể quấy nhiễu năng lực thần niệm của hắn, tất nhiên cũng có thể ảnh hưởng tới các năng lực khác. Ngay cả đại thuật sư như hắn cũng phải chịu sự ảnh hưởng rõ ràng như vậy, thì những thuật sư bình thường đến nơi này sẽ chịu sự áp chế càng rõ ràng hơn. Chạy trốn cũng không giống với tính cách của Liễu Sinh Hùng. Người này rất kiêu ngạo, hôm nay thất bại, đối với gã mà nói là một đả kích lớn. Cho nên ngay từ đầu gã không phải là muốn chạy trốn. Có thể nơi này chính là nơi mà gã lựa chọn để quyết chiến. Tiêu phàm chậm rãi nói. Quyết đấu, chỉ dựa vào gã sao, gã có gì để cậy vào chứ? Tân lâm lạnh, hừ, một tiếng, nói. Liễu sinh cương phu và liễu sinh trực giã bế quan khổ tu mấy chục năm đều đã chết, liễu sinh hùng còn có trợ thủ nào hơn hai người này nữa chứ? tôi đoán gã muốn dựa vào địa thế nơi đây để áp chế lực lượng của ta tiêu phàm chậm rãi nói ừm hai hàng lông mày của tân lâm nhớn lên cô không phải thuật sư nên không có cảm ứng kỳ lạ như tiêu phàm tuy nhiên trong lòng cũng có chút mơ hồ không đúng chỗ này rõ ràng đã ra khỏi rừng nguyên thủy nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị đè khó chịu hơn trong rừng rậm đi thôi mặc kệ nơi này có gì cổ quái người này nhất định chúng ta phải tiêu diệt gã Tiêu phàm thản nhiên nói, cất bước lên bậc thang, mươi 388, ác quỷ đạo. Một chút ánh sáng đèn pin hát ra nhàn nhạt, nhạt, thuận theo, mà thiên lính, uốn lượn mà lên. Con đường mòn ở vách đá trên núi này, càng thêm trơn trượt, dấu chân trên rêu xanh hiện ra rất rõ. Rất rõ ràng, đây là do liễu sinh hùng dẫm lên. Trước đó không lâu, gã vừa mới đi qua con đường trên vách đá dựng đứng này. Cũng là hai người tiêu phàm, tân lâm tài cao gan cũng lớn, đổi lại là người bình thường đến đây, tuyệt đối không dám đi lên trên. Ở nơi thiên tuyệt chi địa này, chỉ cần dưới chân trượt nhẹ một cái, liền là tai họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Nơi đây có thể áp chế giác quan thứ sáu của thuật sư, mạnh như tiêu phàm, cũng phải trở nên đặc biệt cẩn thận, đặt chân xuống rất chậm. Nếu mục đích của Liễu Sinh Hùng không phải là chạy trốn, mà là dụ dỗ bọn họ vào trong, quyết sống chết một trận, vậy cũng không cần lo lắng gã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa căn cứ theo tình hình ở đây, căn bản chính là nơi tuyệt địa, liễu sinh hùng không có đường nào có thể trốn thoát. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, một cánh cửa bằng đá tan hoang xuất hiện trước mắt tiêu phàm và tân lâm. Đạo cửa đá này tương đối đơn giản, chính là một cái khung hình vòm, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là một đạo sơn môn. Chính giữa sơn môn có hai phù điêu viết bằng văn tự đông đảo. Sơn môn là một cổng lớn, dài được xây trước đền chùa, miếu mạo. Cửu quỷ lông mày của tiêu phàm hơi nhíu lên. Tân Lâm hạ giọng nói, chẳng lẽ nơi này là sơn môn của cửu quỷ lưu? Có thể. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Gia tộc Liễu Sinh là nhánh lớn nhất của cửu quỷ lưu ở thành phố Bắc Điền. Nơi này cách Bắc Điền chẳng qua chỉ khoảng 10 km, lại tiến sâu vào rừng rậm nguyên thủy, nói là sơn môn ngày trước của cửu quỷ lưu trọng địa căn bản, cũng không xem là thái quá. Thế nhưng từ mức độ tan hoang của đạo Sơn Môn này cùng với mức độ hoang vu của con đường núi này mà nói, cho dù xem như đây từng là tổng đàn trên mặt đất của cửu quỷ lưu, hiện giờ sớm đã bị bỏ đi từ lâu. Ánh mắt của tiêu phàm lại càng thêm cẩn thận. Khó trách nơi này có thể áp chế lực thần niệm của hắn, thì ra là tổng đàn trước đây của cửu quỷ lưu. Xem ra mặc dù đã bỏ đi, song một số pháp trận mà các cao thủ tiền bối của cửu quỷ lưu, lưu lại một ở nơi này, vẫn phát huy tác dụng hoặc chính bởi vì nơi này vốn dĩ đã có năng lực áp chế giác quan thứ sáu của thuật sư, cao thủ tiền bối của cửu quỷ lưu mới đem nó trở thành nơi đặt tổng đàn. Bất cứ là loại tình huống nào, đối với tiêu phàm, đều không phải tin tức tốt lành gì. Đi! Tiêu phàm nhấc chân lên trước, bước qua cánh cửa đá. Bất luận nơi này có bao nhiêu cổ quái, dù sao chỉ có một mình liễu sinh hùng. Xã hội hiện đại, không thể còn có người nào cư trú ở nơi như thế này nữa, thật sự có người ở đây, con đường mòn trên vách đá cũng quyết không thể không lưu lại một vết tích nào. Lại thêm một giờ nữa trôi qua. Phía chân trời bỗng nhiên hiện ra từng tia ánh sáng nhẹ nhẹ. Trời sáng rồi. Trong núi vẫn nhiều sương mù, tầm nhìn vẫn không đến 5-6 mét. Đường núi càng thêm dốc đứng dưới chân cũng càng thêm trơn trượt. Hai bên vách đá đều sâu không thấy đáy. Các tiền bối của cửu quỷ lưu biến nơi này thành tổng đàn, hiển nhiên là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nơi này hiểm trở như vậy, thời đại vũ khí lạnh, chỉ cần ở trên sơn đạo dựng lên một lá chắn, phái vài người cố thủ, cho dù quân địch đến bao nhiêu binh mã, đều gần như hoàn toàn không thể công phá được. Theo ánh sáng mặt trời dần mọc lên, sương mù bắt đầu tiêu tan. Đương nhiên, ở nơi thâm sơn cùng cốc có rừng rậm nguyên thủy bao quanh như thế này, sương mù muốn hoàn toàn tiêu tan, gần như là không có khả năng. Chỉ có điều sau khi mặt trời mọc lên, tầm nhìn so với lúc trước tốt hơn một chút. Xa xa, lại một đạo sơn môn hiện ra bóng dáng mơ hồ đạo sơn môn này so với khí thế của đạo sơn môn ở sườn núi kia càng hùng vĩ thêm rất nhiều cũng càng cao lớn hơn đứng sừng sừng trên đỉnh núi cao đón ánh nắng mặt trời mọc có vẻ khí phách tang thương khó nói ra tiêu phàm và tân lâm đồng thời dừng bước một bóng người chậm rãi từ trong lớp sương mù dày đặc trên đỉnh núi đi ra cả người lòe ánh kim thêm vào sương mù quay cuồn lượn lở xung quanh thật giống như người trốn thần tiên Tuy nhiên Tiêu Phàm và Tân Lâm đều nhìn thấy rất rõ, vị thần tiên này chính là Liễu Sinh Hùng. Tiêu Tiên Sinh, người rốt cuộc đuổi theo đến đây rồi khổ khụ. Liễu Sinh Hùng chậm rãi đứng vững nơi đạo Sơn Môn, từ trên cao nhìn xuống bên này, nói, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lực nghe của Tiêu Phàm là lợi hại cỡ nào, từ tiếng ho của gã, liền có thể nghe ra, nội thương của Liễu Sinh Hùng vô cùng trầm trọng. Bị đàm hiên đánh trúng một trường vào ngực, lục phủ ngũ tạng đều bị hao tổn, lúc ấy cưỡng ép áp chế, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng áp chế không được nữa rồi. Hai vị đuổi g yêu ta bám giết không tha như vậy, xem ra là hạ quyết tâm muốn dồn ta vào chỗ chết rồi khụ khụ tiêu tiên sinh, không thể không nói, đây là một quyết định sáng suốt. Bởi vì ta cũng cần mạng của ngươi, nếu như ngươi không thừa cơ hội này g yêu ta chết ta, ta thể rằng, từ đây về sau sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Bản thân ngươi, người thân bạn bè của ngươi, thậm chí tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều là kẻ địch của ta. Ta sẽ gờ yêu ta hết chết từng người từng người bọn họ. Liễu sinh hùng từ từ nói, giọng điệu bình thản, dường như đang tự thuật một chuyện không thể nào đơn giản hơn. Tiêu phàm liền mỉm cười, hai mắt nhìn bóng người mơ hồ không rõ trong đám sương mù kia, nhàn nhạt nói, Liễu sinh, ngươi không cần dùng phép khích tướng, ta nếu như đã đuổi theo đến đây, chính là muốn đến gờ yêu ta hết ngươi. Bất kể nơi này có cái gì cổ quái, cũng bất kể ngươi ở nơi này đã bố trí loại biện pháp dự phòng gì, ta đều sẽ không lùi bước. Giữa chúng ta, chỉ có một bên có thể sống rời khỏi nơi này. Yo, si, liễu sinh hùng gật đầu một cái thật mạnh, kéo dài giọng nói, trong giọng nói, lại mang theo ý hưng phấn không thể che giấu được. Bóng người trượt lóe, bóng dáng của liễu sinh hùng liền biến mất. Tiêu phàm, có bản lĩnh thì đến gờ yêu ta ta. Kẻ hoa hạ thấp kém kia, liễu sinh hùng cười như điên, tiếng cười quanh quẩn thật lâu trên đỉnh núi, tràn đầy ý điên cuồng. nhất định phải gờ iota si. tân lâm hừ lạnh một tiếng, không kìm nổi nghiến răng thật chặt. liễu sinh hùng hoàn toàn chọc giận tân lâm rồi. ừm, tiêu phàm gật gật đầu, chân hạ xuống một chút, thân hình cao to nhẹ nhàng bay lên, bay qua bậc thềm ngũ cấp, lại nhẹ nhàng thêm một chút, áo trắng bồng bềnh, lắc mình tiến vào sơn môn. tân lâm cười nhạt một tiếng, lập tức theo sau một bóng đen trắng lóe lên, Hắc Lân tranh lên trước, Hắc Lân vẫn là bướng bỉnh như vậy, luôn không chịu nhường Tân Lâm. Con mèo lười. Tân Lâm không kìm nổi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Mèo. Con mèo béo dừng bước trên bậc thềm cách đó không xa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tân Lâm nhe răng nhếch miệng kêu lên một tiếng, dường như rất chi là bất mãn đối với sự trừ ỉ mắng của Tân Lâm. Tân Lâm hé miệng cười một tiếng. Con mèo béo lại, meo, một tiếng, lóe sông vào sơn môn biến mất trong đám sương mù dày đặc tân lâm theo sát phía sau cũng xuyên qua đạo sơn môn ngay sau đó hai mắt sáng lên đột nhiên sáng tỏ phía sau sơn môn lại là một thế giới khác một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng xuất hiện trước mắt tiêu phàm và tân lâm trên vách núi cao tuyệt đỉnh này cư nhiên lại là một quảng trường nho nhỏ xung quanh quảng trường khoảng một nửa chu vi là xây dựng từng dãy nhà lợp mái thời đại đã lâu tất cả nhà mái cũng đã hoang phế, trải dài rêu xanh và các cây cỏ thấp bé không biết rõ tên, cửa sổ mở rộng. Những dãy nhà lập mái này đều là từ đá xanh cấu thành, có vẻ vô cùng dày dặn, mang theo cảm giác tang thương theo năm tháng khó nói. Ngay cả khi đã phế bỏ, cũng vẫn là thoát ra từng trận từng trận khí uy hát yêu ta ép, quỷ dị. Đối diện Sơn Môn, lại là một tòa kiến trúc xây dựng theo hình thức cung điện, cũng là dùng đá xanh khối lớn cấu thành, luận quy mô, tòa kiến trúc cung điện này, So với những căn nhà lợp mái xung quanh rộng lớn hơn rất nhiều, khí thế rõ ràng không giống với những căn nhà lợp mái kia. Thật không biết năm đó, những phiến đá xanh nặng nề to lớn như vậy, làm thế nào có thể vận chuyển lên đỉnh núi cao chót vót này. Dưới tình hình không có bất kỳ một máy móc phương tiện hiện đại nào, muốn xây dựng một quần thể kiến trúc bằng đá xanh như vậy trên đỉnh núi, số nhân lực phải điều động là một con số vô cùng kinh khủng. Hai hàng lông mày của Tân Lâm dương lên, có vẻ có chút kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm nói, bọn họ làm sao làm được. Bởi vậy có thể thấy, cử quỷ lưu, năm đó, ở đảo phương Bắc là thế lực hùng mạnh như thế nào. Thậm chí có thể áp đảo quan phủ địa phương. Lực chú ý của tiêu phàm, lại dường như không đặt ở trên những căn nhà lợp mái này, thậm chí cũng không đặt trên bản thân tòa cung điện. Hai bên cánh cửa chính của tòa cung điện, thậm chí còn dựng đứng hai pho tượng đá. Diện mạo của pho tượng đá dữ tợt, nhe răng nhếch miệng, giống như ác quỷ từ trong địa ngục chui ra. Cặp mắt của tiêu phàm, liền nhìn chăm chú vào phía trên của hai tượng đá, trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Sao thế? Tân Lâm không kìm lòng nổi hỏi. Muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt tiêu phàm, thật sự không dễ dàng. Hai bức tượng đá này, có cái gì cổ quái sao? Ác quỷ đạo. Tiêu phàm hạ giọng nói, giọng điệu hơi trần trừ, dường như không thể khẳng định trăm phần trăm. Cái gì? Tân Lâm chấn động, Cô mặc dù không hề tu luyện qua thuật pháp của Vô Cực môn, nhưng sớm chiều ở chung với Tiêu Phàm gần 4 năm, đối với tình hình của Luân Hồi Tướng lại cơ bản rõ ràng. Cái gọi là Ác Quỷ Đạo chính là đạo thứ tư của Luân Hồi Tướng. Sáu pháp tướng tu luyện và sáu đạo khẩu quyết tu luyện của Ác Quỷ Đạo cũng là không được chọn vẹn đầy đủ. Thiếu mất một đạo khẩu quyết và một pháp tướng tu luyện. Thế nhưng, Tân Lâm lại có chút không hiểu, những gì ở nơi này có liên hệ gì với ác quỷ đạo luân hồi tướng?" Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra, hai pho tượng này rất giống với pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo. "Hả, có loại chuyện này sao?" Tân Lâm càng thêm kinh ngạc, hai mắt không kìm lòng nổi lộ ra tia hưng phấn, anh nói là, phái cử quỷ của Đông Doanh và luân hồi tướng mà anh tu luyện có quan hệ với nhau. "Đây quả thật có chút không ngờ." Thế nhưng, nơi này nói thế nào cũng có chút lịch sử rồi, hẳn là mấy trăm năm rồi chứ? Tân Lâm lại đánh giá một chút môi trường xung quanh, mang theo một chút nghi hoặc nói. mươi 389, Cung Điện. Cung Điện không phải là quá lớn. Toàn bộ mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi này, diện tích đều không lớn, chỉ có điều mấy tiếng đồng hồ luôn đi trên đường núi ngoằn nghèo hiểm trở. Đột nhiên nhìn thấy một quảng trường bằng phẳng như vậy, cảm giác là một nơi vô cùng rộng lớn mà thôi. Sở dĩ cung điện này có thể đem đến cho người ta cảm giác rộng lớn, cũng bởi vì có những dãy nhà lợp mái xung quanh so sánh, nghiêm chỉnh mà nói đây là một quần thể kiến trúc được bảo tồn một cách tương đối hoàn hảo hoặc nói là một đống hoang tàn kỳ thật nếu thêm một chút sửa chữa đây hẳn sẽ là một điểm tham quan vô cùng thú vị nhưng không biết vì nguyên nhân gì không có được sự khai thác phát triển du lịch có lẽ có liên quan đến cử quỷ lưu gia tộc liễu sinh không muốn nơi này tiến hành khai thác phát triển du lịch dựa vào thế lực của gia tộc liễu sinh ở thành phố bắc điền muốn đạt được mục đích như vậy là việc dễ như trở bàn tay. Khi đến gần hai pho tượng kia, tiêu phàm dừng bước, lại tỉ mỉ đánh giá thêm một phen, càng thêm kiên định suy nghĩ của bản thân. Trong truyền thuyết của các quốc gia phương Đông, vẻ mặt có liên quan đến ác quỷ trăm nghìn kỳ quái. Thế nhưng không ngoài ngoại lệ là hung ác dữ tợt, mặt mày đáng ghét. Nhưng hai pho tượng này, cực kỳ giống với pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo trong luân hồi tướng, phong cách vẽ cơ bản thống nhất tiêu phàm tin rằng, hẳn không chỉ đơn giản là trùng hợp như thế. Các khẩu quyết tu luyện và pháp tướng của các tướng thuật trong, vô cực cửu tương thiên, khẳng định không phải là truyền thừa võ thuật, nhưng cũng không thể nói là không hề có chút liên hệ gì với võ thuật. Nhất là tu luyện nội công tâm pháp cao minh, thành tựu cao thấp, có liên quan mật thiết với tâm thái của người tu luyện. Sự ngã xuống trên cảnh giới tu vi thuật pháp, kỳ thật đã ảnh hưởng đến việc phát huy võ thuật của tiêu phàm. Ví dụ như tối qua quyết đấu với hai đại lão tộc của gia tộc Liễu Sinh, nếu như Tiêu Phàm ở thời kỳ cường thịnh, thực ra không cần phải kéo dài thời gian lâu như vậy, càng không cần đến Hắc Lân phải hỗ trợ. Bởi vì tâm cảnh bất ổn, vì vậy cảnh giới cao nhất của Hạo Nhiên chính khí cũng khó có thể phát huy được. Giao chiến với cao thủ bình thường, sự khác biệt này không có quan hệ gì lớn lao, Tiêu Phàm căn bản vốn không cần phải xuất toàn lực. Nhưng quyết đấu với cao thủ thực sự thời khắc mấu chốt mất đi một ly, kết quả liền đi một ngàn dặm rồi. Theo chỉ thủy tổ sư nói, pháp quyết tu luyện của hảo nhiên chính khí, nằm trong quá trình không ngừng tu luyện, cũng tham khảo pháp quyết tu luyện của vô cực cửu tương thiên. Nếu đã là thần công vô thượng của vô cực môn, chặt chẽ kết hợp với vô cực cửu tương thiên, rất nên làm như vậy. Đại đạo tri cực, vạn pháp giai thông. Tân Lâm chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn lướt qua hai pho tượng mà thôi, liền không để ý đến nữa lực chú ý của cô toàn bộ đặt trong cung điện. Liễu sinh hùng nếu muốn dụ bọn họ đến đây quyết chiến, át hẳn có nguyên nhân. Trong miệng tân lâm đối với liễu sinh hùng nhất không thèm để ý chút nào, thế nhưng trong lòng lại không dám khinh địch như thế. Ít nhất từ khi xuất đạo cho đến nay, mấy tên quỷ tử của gia tộc liễu sinh là người đông đảo lợi hại nhất mà cô từng gặp. Vừa tiến vào trong đại điện, ánh mặt trời vừa mới ló dạng, ngay lập tức liền bị che chắn bên ngoài, trong phút chốc lại biến thành một mảng tối thui. Tân Lâm không hề nghĩ ngợi, nguyễn kiếm trong tay soạt, một tiếng múa thành một đoàn kiếm hoa, bao phủ hoàn toàn bản thân mình lại. Lúc như thế này, bất luận là ai, hai mắt đều sẽ xuất hiện tình trạng mù, chính là lúc dễ dàng chịu tập kích nhất. Tân tiểu thư không cần phải như vậy. Đối với sự tập kích của các ngươi, ta không có hứng thú. Bên tai Tân Lâm lập tức vang lên giọng nói nhàn nhạt, nhạt của Liễu Sinh Hùng, mang theo ý khinh thường vô cùng rõ ràng. Tân Lâm không hề để ý lắc thân mình sang bên cạnh, đợi hai mắt dần dần thích ứng với sự mờ tối bên trong cung điện, động tác trong tay mới dần chậm lại. Tiêu phàm chậm rãi đi vào trong điện. Đây là một đại điện mang theo phong vị cổ đại rất rõ ràng, cực kỳ giống với một số phòng khách nghị sự của các bang phái tổng đà thường xuất hiện trong các phim võ hiệp trên truyền hình. Hơn 10 cột đá cao lớn, chống đỡ phần đỉnh của đại điện. Trong đại điện chống không, chỉ có ở cuối đại điện, có một bậc tam cấp bằng đá, sừng sững một chiếc ghế có ngai bằng đá cao lớn, kiểu dáng có chút giống ngự tỏa của các hoàng đế Trung Hoa cổ đại. Chính giữa ngựa tỏa, một nam tử ngồi ngay ngắn, chính là Liễu Sinh Hùng. Sau lưng Liễu Sinh Hùng lại là một bức tường đá, trên tường đá điêu khắc một đầu quỷ dữ tợn kinh khủng, hai mắt trợn trừng, miệng mở lớn. Đối diện với Liễu Sinh Hùng ngồi ngay ngắn ở ngự tỏa trung ương, mà xung quanh đầu quỷ này lại vây quanh tám tên ác quỷ, hình thái khác nhau, nhưng không ngoài ngoại lệ đều vô cùng dữ tợn. Không hề nghi ngờ, nơi này hẳn là tổng đàn trước kia của Cửu Quỷ Lưu. Dù sao theo sự tiến bộ của thời đại, những truyền thừa cổ xưa này hoặc là xuống dốc, hoặc là sáp nhập vào xã hội hiện đại. Giống như gia tộc Liễu Sinh, làm rất tốt việc đem truyền thừa cổ xưa và xã hội hiện đại liên kết lại với nhau, hơn nữa từ trước đến nay luôn duy trì lực ảnh hưởng hùng mạnh trong xã hội chủ lưu. Bất luận thế sự biến đổi như thế nào, gia tộc Liễu Sinh vĩnh viễn là đại gia tộc có nội tình nhất cũng là có thế lực nhất của thành phố Bắc Điền. Trên thực tế, cử quỷ lưu, ngày hôm nay so với cử quỷ lưu trong quá khứ, cũng không thể nói là xuống dốc. Chỉ là thời đại tiến bộ đến bây giờ, một trường phái lớn như vậy, môn nhân đệ tử nhiều, không có khả năng tập trung cư trú ở trong rừng núi sâu thẳm này. Giống như vô cực môn, cũng đã không có sơn môn của chính mình, chỉ thủy quan chỉ là nơi ở riêng của chỉ thủy tổ sư, không thể xem là tổng đàn thực sự của vô cực môn nếu quả thật ở một ngọn núi cao sông rộng nào đó xây dựng một đạo quan thật to, thu nhận rộng rãi môn nhân đệ tử, làm cho thanh thế lớn mạnh, chỉ sợ không những không thể phát huy ánh hào quang rộng lớn của vô cực môn, ngược lại còn biến thành một trò cười. Chẳng hạn như như một trường phái võ thuật danh tiếng nào đó và một ngôi chùa miếu chứ danh nào đó, chính là ví dụ có sẵn. Liễu sinh, chuyện đến bước này, vẫn phải có một cái kết thúc. Thì không cần phải giả thần giả quỷ lãng phí thời gian nữa nhìn liễu sinh hùng trên, ngựa tỏa, cao cao, đôi lông mày của tiêu phàm nhíu lại, nói. Liễu sinh hùng cười, lạnh lùng nói, tiêu phàm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Ta cũng thừa nhận, nếu một trọi một, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng không bao gồm nơi này. Nơi này là tổng đàn này xưa của cửu quỷ lưu, chúng ta cũng là thánh địa của cửu quỷ lưu. Chỉ cần là ở đây, đệ tử của phái cửu quỷ là vô địch. Nói vớ vẩn. Không đợi tiêu phàm mở miệng, tân lâm liền cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Tân tiểu thư, ta đã xem thường cô, tên người hồ Tây vực Abbas kia, từng cung cấp tin tức có liên quan đến cô cho ta, nói cô là vệ sĩ bên người của tiêu phàm, thế nhưng không hề thu hút sự xem trọng của ta sơn khẩu, thu tử bọn bọ, đều là cô gỡ yêu ta ít phải không? Còn có em trai ta liếu sinh hùng nhị, cũng là cô gỡ yêu ta ít. Liếu sinh hùng nghiêng đầu, nhìn về phía tân lâm, chậm rãi hỏi người hồ tây vực abbas là ai tân lâm nhớn mày đối với liễu sinh hùng nghi ngờ không để ý lập tức nắm được mấu chốt vấn đề cô hiện tại đã cơ bản đoán định tên ninja nhật bản bị cô ta ở trấn dương tây kia hẳn là liễu sinh hùng nhị em trai của liễu sinh hùng nhưng người đem chuyện này nói cho liễu sinh hùng chính là đám người núp trong bóng tối kia tên người hồ tây vực abbas đây là lần đầu tiên tân lâm nghe thấy cái tên này trên mặt liễu sinh hùng lại lộ ra một tia trào phúng nói, tiêu tiên sinh, xem ra ngươi cũng không có hùng mạnh như trong tưởng tượng của ta, bị người ta đuổi gỡ yêu ta ết đánh lén, ngay cả tên của đối thủ cũng không biết. Ngược lại lại là người đông đảo ta đây biết trước, đó là bởi vì, người ta muốn ngươi làm bia đỡ đạn cho họ. Vẫn là tân lâm ứng tiếp chủ đề này. Cô biết tiêu phàm tuyệt đối không có hứng thú giải thích với liễu sinh hùng. Chuyện liên quan đến nghịch thiên cải mệnh, liên quan đến hồng trần đại kiếp như vậy, tiêu phàm làm sao có thể nhắc đến với liễu sinh hùng. Khóe miệng liễu sinh hùng có rút một chút, sắc mặt lập tức trở nên âm u, hung quang trong mắt bắn ra giống như sói đói. Câu nói này của Tân Lâm, thực sự đã ký bản quyền tê ý bản quyền gã. Liễu sinh hùng là một người tự phụ cực đoan thậm chí tự đại, từ khi bắt đầu chấp trưởng gia tộc liễu sinh, chưa từng nếm thiệt thòi. Hôm nay lại bị Abbas lợi dụng một phen, thế nên mới rơi vào kết cục hiện giờ, căm hận trong lòng gã đối với Abbas, chỉ sợ không kém nỗi căm hận với tiêu phàm và tân lâm. Nếu không phải Abbas, dụ dỗ, liễu sinh hùng nhị đi hoa hạ quốc tham gia nhiệm vụ ám sát tiêu phàm, làm sao có thể xảy ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Toàn bộ gia tộc liễu sinh, trong một sớm một chiều, gần như đã hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu đã như vậy, liễu sinh hùng liền cảm thấy bản thân mình có, nghĩa vụ, đem chuyện của Abbas thông báo cho tiêu phàm và tân lâm biết. Abbas biết mượn đao gờ yêu ta hết người, Liễu Sinh Hùng sao lại không biết? Thế nhưng điều này không có nghĩa là Liễu Sinh Hùng có thể tiếp nhận sự giễu cợt của Tân Lâm với gã. Người phụ nữ hoa hạ kia lại dám coi thường gã. Thật buồn cười. Đúng rồi, Tiêu Tiên Sinh, Abbas là một thuật pháp đại sư, ta đã từng tận mắt chứng kiến gã thi triển thuật pháp, rất tài giỏi. Người không phải đối thủ của y, bị người ta một mực đuổi gờ yêu ta ít đánh lén, cũng là hết sức bình thường. Liễu sinh hùng áp chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng gượng cười, nói với tiêu phàm. Tiêu phàm không tiếp lời của hắn, gã cố tình nói với tiêu phàm, không nói với tân lâm, dùng cái này để biểu thị sự khinh rẻ của gã với tân lâm. Tiêu phàm thản nhiên nói, liễu sinh tiên sinh, đạo thuật pháp, người không hiểu. Hơn nữa người cũng không cần khích tướng ta, áp bát và đám bằng hiếu kia của y, ta cuối cùng là phải đối phó với bọn chúng, người còn có lời gì nhắn nhủ không? Nếu như không có, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Liễu sinh hùng nhất cười lạnh một tiếng, nói. Tiêu tiên sinh, chiếu theo lời ngươi nói như vậy, ngươi là nuốt sống ta chắc rồi sao? Nếu đến nơi này, ai sống ai chết, còn chưa chắc đâu. Nói nhảm ít thôi. Tân lâm sớm đã không thể nhẫn nại thêm nữa, nguyễn kiếm trong tay rung lên, dưới chân nhẹ nhàng nhún, phi thân lên, mượn thêm lực của một cây cột đá, kiếm quang như xương, tiến thẳng đến liễu sinh hùng đang ngồi trên, ngự tỏa, để gợi yêu ta ếch. Mặc dù nơi này là bên trong rừng sâu núi thẳm, Trung Quy vẫn là nằm trong lãnh thổ đông đảo, Tân Lâm lo rằng đêm dài lắm mộng, vẫn là gấp rút giải quyết liễu sinh hùng mới được. Đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn còn bị cảnh sát thành phố Bắc Điền truy nã, muốn rời khỏi Bắc Điền e rằng phải tìm cách khác. Liễu sinh hùng lạnh lùng nhìn Tân Lâm bay trên không gờ Iota tới, nhưng không hề đứng dậy, càng không hề muốn may binh khí nghênh chiến, chỉ nhẹ nhàng một trường, đánh vào trên tay vịn của, ngự tỏa, lập tức một trận, ầm ầm nổ ra bên trong đại điện. Tân Lâm giật mình kinh hãi, Nguyễn Kiếm trong tay lập tức vẽ một đường kiếm hoa, thân mình ở giữa không chung một chút, từ từ nhẹ nhàng hạ xuống đất. Nơi này nếu đã là tổng đàn trên mặt đất của phái cửu quỷ, mặc dù đã hoang phế, luôn có chút cổ quái, vẫn là cẩn thận chú ý một chút là diệu kế. Tiếng động nổ ầm ầm càng lúc càng lớn, bậc thêm bằng đá bên dưới, Ngựa tỏa, đột nhiên nứt ra một thông đạo, toàn bộ ngự tỏa và người của Liễu Sinh Hùng, Đột nhiên chìm sâu vào trong thông đạo, không nhìn thấy nữa. Chương 390, Càn Khôn trong lòng núi. Quả nhiên có điều kỳ dị. Hai hàng lông mày của Tân Lâm mạnh mẽ nhíu lại. Loại trình độ thiết kế của cơ quan này vẫn chưa đến mức làm cho thiếu chủ của Thất Diệu Cung giật mình. Tổng đàn của Thất Diệu Cung, đó mới là cơ quan mạnh mẽ thực sự, không những có các cơ quan do các bậc tiền bối bố trí từ bao nhiêu năm trước để lại, còn có các cơ quan được thiết kế hiện đại hóa. Liễu sinh hùng hao tổn tâm cơ dẫn bọn họ đến đây, nhất định là có cái để dựa vào. Nếu chỉ vì nơi đây có lực áp chế đối với giác quan thứ sáu của tiêu phàm, thế thì đương nhiên không đủ. Áp chế như vậy, hoàn toàn không có khả năng san bằng tranh lệch thực lực giữa đôi bên, huống chi, liễu sinh hùng phải đối mặt không phải chỉ có một mình tiêu phàm. Mắt mở to nhìn liễu sinh hùng và, ngựa tỏa của y cùng nhau chìm sâu vào lòng đất, miệng bậc đá tam cấp mở rộng ra, tiêu phàm và tân lâm đều không vội vã tới gần ngược lại thối lui về cửa cung điện. Một lát sau, tiếng động, ầm ầm cuối cùng cũng ngừng lại, không hề có cái gì khác dị thường thêm nữa. Tiêu phàm và tân lâm liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới chậm rãi bước về phía trước, hai người vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định, bảo đảm lúc cần thiết, có thể yểm hỗ trợ giúp lẫn nhau. Mèo, một bóng trên rầm bằng đá của đỉnh đại điện chợt lóe lên, hắc lân nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi xổm ở bên cạnh miệng đá vừa nứt ra, hai mắt híp lại, nhìn vào bên trong bên dưới miệng đá, lộ ra một đường hành lang, dùng gạch xanh và đá xanh lát thành, tà tà xuống dưới, sâu khoảng chừng 3-4 mét, cái, ngựa tỏa, bằng đá kia, yên lặng nằm ở đáy của hành lang, liễu sinh hùng ngồi bên trên, lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Nguyễn kiếm của tân lâm múa lên, vẽ ra một đoàn kiếm hoa, từ từ bay xuống đáy của hành lang. Tiêu phàm lập tức theo xuống. Dưới đáy của hành lang, một hành lang mới lại hiện ra trước mắt hai người. Vẫn là xây bằng gạch xanh, mặt đất lát đá xanh chỉnh tề dị thường cũng vô cùng khô giáo không mang theo một chút sương mù ẩm ướt nào hàn quang chợt lóe thanh diệp liếu phi đao nhỏ tinh xảo trong tay tiêu phàm nhẹ nhàng cắm vào trong khe hở trên tường lấy ra một chút chất kết dính nghiền nát trong lòng bàn tay đặt trên mũi người người lại đặt trên miệng nếm một chút nếm đất phân biệt niên đại đây là bản lĩnh mà rất nhiều tên trộm mộ đều phải có không ngờ tiêu phàm hình như cũng biết trong mắt tân lâm toát ra ý trưng cầu. Hẳn là đã năm 600 năm rồi tiêu phàm hạ giọng nói. Kiến trúc dưới mặt đất từ năm 600 năm trước, dưới tình hình không có người bảo dưỡng, có thể bảo trì một cách hoàn hảo như vậy, nhất là khô giáo sạch sẽ dị thường, quả thực vô cùng hiếm thấy, có thể thấy lúc đầu khi kiến tạo địa cung này, quả thực là xuất ra từ tay bậc thầy. Đi! Tiêu phàm cất bước về phía trước. Hành lang này được xây dựng vô cùng rộng rãi, cao thấp khoảng 2 mét có thể song song hai người đi. Nếu như là tổng đàn trên mặt đất của cửu quỷ lưu, xây dựng địa cung phải lớn một chút, cũng vẫn có thể hiểu được. Nhìn từ quy mô kiến trúc mặt đất, nơi này có thể ở tối đa trên dưới 100 người, thêm vào cung điện dưới mặt đất này, hiển nhiên sẽ không giống như thế nữa. Tiền bối của cửu quỷ lưu vì sao phải bỏ sức lực kinh khủng như vậy để kiến đạo địa cung này, khó có thể nghĩ ra. Thế nhưng dựa theo niên đại kiến tạo để phán đoán, hẳn là đúng vào thời kỳ chiến quốc của Đông đảo, trong thời gian hơn 100 năm, các đại danh cắt cứ chinh chiến không ngớt. Đảo Phương Bắc mặc dù vô cùng hẻo lánh, nhưng cũng bị cuốn vào trong đó. Chỉ có điều danh tiếng của Đảo Phương Bắc khi đó tương đối mà nói khá yếu ớt, thế nhưng chinh chiến vẫn là kịch liệt như vậy. Tổng đàn của Cửu Quỷ Lưu này, nói một cách nghiêm chỉnh, chính là một thành lũy chiến đấu. Tuy rằng không thể dự trữ quá nhiều chiến sĩ, thế nhưng lại chiếm cứ một chấn ải một người giữ vạn người không qua được, không điều động quân số trên nghìn vạn đại quân là tuyệt đối công phá không nổi. Mà thời đại chiến quốc của đông đảo, cả đảo phương Bắc đều không hề có quân đội đại danh, cao cấp có hơn 10.000 quân. Có lẽ, đây là nguyên nhân mà ban đầu các tiền bối của cử quỷ lưu quyết định kiến tạo tòa địa cung ngầm này ở đây. Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng không phải các nhà khảo cổ học, không có hứng thú đi truy cứu nguyên nhân này. Thân mình Tân Lâm nhoáng lên một cái, giành đi ở phía trước Tiêu Phàm, vừa mới đi chưa được mấy bước liền cảm thấy vai thiết chặt lập tức dừng bước quay đầu lại nhìn tiêu phàm tiêu phàm khẽ mỉm cười hạ giọng nói tân lâm để anh đi ở phía trước em sẽ ở phía trước tân lâm không chút do so dự nói tiêu phàm cười lắc lắc đầu vuốt nhẹ hai gò má kiểu diễm của cô sải bước đi qua người cô chắn phía trước người tân lâm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của tiêu phàm tân lâm khẽ cắn nhẹ môi nắm chặt nguyễn kiếm trong tay gắt gao đi theo theo lối đi tà tà xuống, đi không bao xa, thì hoàn toàn không nhìn thấy tình hình xung quanh, tân lâm liền bật đèn pin lên. Ước chừng hơn nửa khắc, đến một ngã ba. Huyền vũ giáp xuất hiện trong tay tiêu phàm, bói toán đơn giản một chút, tiêu phàm liền đi về phía bên phải. Mặc dù địa cung này cũng có lực áp chế với huyền vũ giáp, thế nhưng huyền vũ giáp vẫn cho ra thông tin mơ hồ, đây cũng đủ để tiêu phàm đưa ra phán đoán rồi. Đi dần dần xuống dưới, không bao lâu liền nhìn thấy một đại sảnh rất lớn có diện tích khoảng hơn một nửa diện tích của cung điện trên đỉnh núi kia. Phòng ở dưới mặt đất xây dựng một đại sảnh lớn như vậy, vô cùng hiếm thấy. Xung quanh đại sảnh, còn có mấy gian phòng nhỏ, phòng chừng là nơi nghị sự nào đó. Bất kể là đại sảnh hay là phòng nhỏ xung quanh, đều là trống rỗng, chỉ có mấy cái ghế đá, chạm chỗ tương đối tinh xảo. Tiêu phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra, những căn phòng nhỏ này sắp xếp dựa theo phương vị ngũ hành. Tiên bối của cửu, Quỷ Lưu, kiến tạo nên địa cung này, quả nhiên hiểu được cách bày bố trận. Mặc dù hiện tại còn chưa tìm thấy pháp trận, phỏng đoán khẳng định là có. Tiêu Phàm và Tân Lâm đi vòng vo một vòng, lại gặp phải vấn đề nan giải. Sau khi qua đại sảnh, lại có ba cái ngã ba. Lần này, Tiêu Phàm rất lâu cũng chưa đưa ra quyết định. Sao vậy? Tân Lâm ở một bên thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, lực áp chế ngày càng mạnh. Ngay cả Huyền Vũ Giáp cũng không thể có hiệu quả định vị rồi. Hướng về bên phải hay về phía trung tâm đều có khả năng. Lông mày Tân Lâm nhíu lại. Hay là phân ra truy đuổi? Một lát sau, Tân Lâm nói, giọng điệu có chút do dự. Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu. Mặc dù hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Tân Lâm, thế nhưng ở trong địa cung quỷ dị như thế này, ngay cả bản thân Tiêu Phàm đều có chút cảm giác ghê rợn, hiển nhiên quyết sẽ không đồng ý đôi bên tách ra truy kích. Liễu sinh hùng tuy đã bị thương, ở trong này lại chiếm lợi thế. Hơn nữa giác quan thứ sáu ở nơi này chịu áp chế mạnh, khả năng bị người ra tay đánh lén trong phút chốc tăng lên không ít. Chính vào lúc này, Hắc Lân lại trực tiếp đuổi theo lối đi ở giữa. Tiêu phàm cũng không do dự, lập tức đi theo. Thời khắc quan trọng, hắn đương nhiên tin tưởng linh sủng bổn mạng của mình vô điều kiện. Những động vật như mèo và chó, vốn dĩ đã có năng lực thiên phú nào đó mà nhân loại khó có thể sánh bằng nhất là chó chính là cao thủ lần theo dấu vết, mèo lại cũng không kém. Tiêu phàm tin tưởng sự lựa chọn của Hắc Lân là chính xác. Vừa mới tiến vào lối đi giữa không lâu, đột nhiên, đa, một tiếng, Hắc Lân, meo meo, kêu lên một tiếng, tung mình, bốn vuốt dương lên, bám chặt vào khe hở trên tường. Mà dưới chân của nó, một tấm sàn nhà nhìn qua giống như lát đá xanh, lại mãnh liệt sụt xuống dưới, lập tức phát ra tiếng ẩm ẩm của vật nặng rơi xuống đất trong lối đi chật hẹp nghe thấy càng thêm kinh tâm động phách. Một lát sau, đám âm thanh này cuối cùng cũng ngừng lại, tiêu phàm và tân lâm lúc này mới bật đèn pin chiếu xuống dưới, phát hiện là một cái bẫy, sâu khoảng chừng 2 mét, bốn vách tường của hố bẫy, trơn bóng vô cùng. Đáy của hố bẫy, lại cắm mấy cây trông bằng trúc cực kỳ sắc bén. Đây là một hố bẫy tương đối đơn giản, thế nhưng ở lối đi chật hẹp tối tăm trong lòng đất này, lại tuyệt đối có hiệu quả. May mà phản ứng của Hắc Lân cực kỳ nhanh nhẹn, nếu không một khi rơi xuống hố bẫy mày, hậu quả thật khó lường. Tiêu Phàm và Tân Lâm liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu xuất hiện cảm bẫy rồi, không thể nghi ngờ, đã sắp tiếp cận vị trí trung tâm của địa cung. Hố bẫy đơn sơ này chỉ là món khai vị, con đường kế tiếp, khẳng định sẽ càng thêm khó đi, nguy cơ trùng trùng. Hắc lân, tiêu phàm nhẹ giọng kêu lên. Hắc lân lại, meo meo, một tiếng, tung người về phía trước. Hành lang này không tính là quá dài, sau mấy phút liền bước ra, thế nhưng trong một đoạn hành lang ngắn như vậy, lại một hơi vượt qua ba cái bẫy. Xong có kinh nghiệm lần đầu, hai bẫy còn lại cũng không tạo thành phiền phức gì cho hai người, ngay cả giật mình một chút đều không có. Sau đoạn hành lang này, lại là một đại sảnh lớn, giống hệt như đại sảnh lúc trước, bốn bên của đại sảnh này có mấy gian phòng nhỏ, thế nhưng lại vẫn chiếu theo sự sắp xếp phương vị của trận tứ tượng, ngay ngắn trật tự. Có chút thú vị rồi. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tân Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc dù bốn bề là một mảnh tối thui, chỉ có chiếc đèn pin trong tay Tân Lâm phát ra ánh sáng nhạt, tiêu phàm vẫn có thể cảm nhận được ý trưng cầu của Tân Lâm. Từ đại sảnh vừa nãy đi đến đây, anh suy đoán phương vị đơn giản một chút, chúng ta đang đi phương hướng này, hình như là một trận nhỏ trong đại lục hợp trận. Có lẽ rất có khả năng, toàn bộ kiến trúc trong lòng đất này đều là chiếu theo đại lục hợp trận để sắp xếp. Nếu thật sự là như vậy, pháp trận này thật đủ khổng lồ rồi. Tiêu phàm liền giải thích vài câu. Thế thì sẽ thế nào? Ngoại trừ có thể áp chế lực cảm ứng của huyền vũ giáp và giác quan thứ sáu của anh ra, tạm thời anh vẫn chưa phát hiện ra điểm dị thường nào khác. Thế nhưng anh nghĩ, càng tiếp cận gần vị trí trung tâm, tình hình sẽ càng phức tạp. Hơn nữa toàn bộ phòng trong lòng đất, hẳn là không chỉ có vài cái bẫy, có lẽ còn bố trí thêm nhiều cơ quan lợi hại hơn khó trách liễu sinh hùng lựa chọn chạy đến nơi này bố trí cơ quan ở nơi này càng nhiều, chẳng khác nào trợ thủ của Liễu Sinh Hùng càng nhiều. Chỉ cần tiêu phàm và tân lâm vô ý một chút, xa vào một cơ quan trong đó, thì sẽ phiền phức lớn rồi. Tân lâm lạnh lùng nói, càng là như vậy, càng cần phải đem tên này lôi ra. Bằng không, từ nay về sau gã sẽ rằng co không ngớt, là một phiền toái. Đúng là như vậy. Tiêu phàm gật đầu đồng ý. Không giống như đại sảnh phía trước ở chỗ, lần này, Phía sau đại sảnh chỉ có hai con đường, chỉ dẫn mà Huyền Vũ Giáp đưa ra càng thêm mơ hồ không rõ. Hắc Lân đứng giữa hai lối đi do dự một lát, quang mình tiến vào lối đi bên phải. Tiêu Phàm và Tân Lâm tiến vào theo. Chính vào lúc này, biến hóa khác thường chợt hiện ra. Chỉ nghe kẹt kẹt, một tiếng truyền đến Hắc Lân, meo meo kêu lên, đột nhiên hướng về phía con đường vừa đến bắn ra, đợi Tiêu Phàm và Tân Lâm quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một phiến đá cửa rất nặng mãnh liệt rơi xuống, thân mình hắc lân nhỏ, động tác nhanh, trước khi cửa đá khép lại, khó khăn lắm mới bắn được ra bên ngoài. Ầm, um, cửa đá nện thật mạnh xuống, trong phút chốc đem hành lang bít lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 390.